Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 136. Trên tảng đá màu vàng, từng đạo thân ảnh đứng ở trên đó có từng thân ảnh quen thuộc, giờ phút này cả quảng trường sôi trào, từng tiếng hoan hô vang vọng các nơi, giống như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Tương hoàng không gian, trên hư không vô tận có 240 khối đá màu vàng, 240 thân ảnh đứng trên đó. Chung quanh có mấy ngàn người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua. Cuộc chiến bái tướng, đây mới là lúc mọi người bắt đầu chú ý vạn thế đối quyết, hôm nay 240 người sẽ còn lại 60 người, 60 người này sẽ tiến vào trong thế giới hỗn độn, chính thức biến thành cá chép vượt long môn hóa rồng. Trong hư không, nắng sớm chiếu vào hư không, 240 thân ảnh đặt trên khối đá màu vàng nhìn nhau. Có lẽ tất cả người dự thi đều hiểu rõ quy tắc. Khối đá các ngươi đang đứng sẽ dẫn các ngươi gặp đối thủ, đánh bại đối thủ sẽ chiến thắng, người thua chủ động đầu hàng hoặc rời khỏi, không chủ động đầu hàng có thể giết không tha. Giọng nói già nua từ sâu trong hư không truyền ra, loáng thoáng, ung dung lọt vào tai mọi người. Xoẹt! Lúc giọng nói vừa dứt, 240 khối đá hoặc xoay tròn hoặc lên cao, hoặc rơi xuống, hoặc bay xa, trong nháy mắt ngắn ngủi mọi người nhìn thấy đối thủ của mình. Ầm ầm! 240 tảng đá run lên, chúng tương liên với khối trước mặt mình tạo thành 120 tảng đá lớn hơn. Hai người trên tảng đá nhìn nhau, đây là đối thủ của bọn họ. Đại đạo cảnh cao giai. Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên thân thể rắn chắc đứng trước mặt mình, từ khí tức chấn động của người này, hẳn có tu vị đại đạo cảnh cao giai. Dựa theo quy tắc, Lục Lâm Thiên biết rõ đây là đối thủ của mình, từ ý nghĩa nào mà nói là không công bằng. Nhưng trong vạn thế đối quyết không có công bằng tuyệt đối. Nhưng bất kể là công bằng hay là không công bằng, đối với những người tu vị không đủ tuyệt đối là bi ai, bọn họ đối mặt với đối thủ mạnh nhất, kết cục có thể nghĩ, tất cả cũng bởi vì vạn thế đối quyết chỉ lưu lại những người mạnh nhất. Hiện tại cuộc chiến bái tướng bắt đầu, đánh bại đối thủ, kẻ bại rời khỏi. Giọng nói già nua vang lên lần nữa. Oanh! Khi giọng nói vừa dứt, mọi người lập tức hành động. Minh quỷ trảo. Trên một tảng đá màu vàng, quỷ oa quát lớn, khí tức âm trầm lan ra các nơi, móng vuốt sắc bén đánh thẳng vào nữ tử trước mặt. Dưới móng vuốt là năm vết nứt không gian đen kịt bị xé rách. Ngao. Kim viên hóa thành bản thể khổng lồ, hắn đánh ra một quyền mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, đánh thẳng vào thanh niên đang đứng trước mặt, những nơi đi qua không gian nứt vỡ từng khúc. Ừ, C. Kim viên đối mặt thanh niên. Tên thanh niên kia không phải dạng vừa, chỉ trong thời gian ngắn hóa thành cự thú yêu ưng, hai thú không ngừng va chạm vào nhau. Tử viêm phần không. Tử viêm hét lớn, lúc giọng nói già nua vừa dứt, tử viêm bao phủ toàn thân của hắn, hỏa viêm màu tím tụ tập thành quyền, trực tiếp đánh thẳng vào thanh niên trước mặt. Tiết Mặc Kỳ lúc này đánh ra hào quang màu xanh đậm như tấm lụa, nó dùng góc độ xảo trá đánh thẳng vào thanh niên áo xám. Hàn băng tuyệt sát. Mạc Kình Thiên quát lớn. Khí thức hàn băng bao phủ toàn thân, một bàn tay đóng băng xé nát hư không. Chỉ trong thời gian ngắn rất nhiều thân ảnh lao thẳng vào nhau. Ầm ầm, rất nhiều công kích bộc phát dữ dội, năng lượng khủng bố quét qua hư không. Dưới năng lượng khủng bố cỡ này, cự thạch màu vàng không hao tổn gì, thậm chí còn không thấy khe hở, chúng kiên cố có thể nghĩ. Thái A nhìn thanh niên áo trắng trước mặt, thanh niên áo trắng có phần tuấn lãng, thân mặc cẩm bào. Xoẹt. Lúc giọng nói già nua chấm dứt, một thanh quạt xếp linh khí mở ra, trong quạt xếp này tỏa ra hào quang đáng sợ, hào quang chói mắt không thể nhìn thẳng, đối thủ âm hiểm đánh một vuốt vào người Thái A. Đại đạo cảnh cao giai mà thôi, cút ngay. Ánh mắt Thái A trầm xuống, không tránh không né, lúc một vuốt của thanh niên đánh tới trước mặt, lúc này hắn đánh ra một trưởng ấn nóng rực, trưởng ấn phá hủy không gian, lập tức đỡ upsilon.ng vào móng vuốt. Ầm ầm. Khi một trưởng của Thái A va chạm với móng vuốt của thanh niên, phiến hư không này chấn động dữ dội, hư không chung quanh rạn nứt xuất hiện khe nứt không gian đen kịt. Phụt! Giờ phút này Thái A với tu vị niết bàn cảnh trung giai mạnh mẽ không nghi ngờ, thanh niên áo trắng chưa kịp phản ứng, móng vuốt rạn nứt, miệng phun máu tươi và bay đi. Lục Lâm Thiên đối mặt với thanh niên là người ổn trọng, hai mắt mang theo tinh quang nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, cũng không có phát động công kích, hắn vẫn đánh giá Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng không có ý ra tay, ngược lại hắn dùng tâm thần quan sát bốn phía, chỉ trong thời gian ngắn đã có không ít người thua, quy tắc dùng người mạnh nhất đối phó kẻ yếu nhất,
đọ sức bắt đầu và kết thúc rất nhanh. Huống chi cách đấu này mặc dù nói không ra tay dốc sức liều mạng, nhưng ai cũng không lưu thủ, thời gian kéo dài càng lâu sẽ tiêu tao càng nhiều, kế tiếp sẽ càng ngày càng bất lợi, cho nên trong cục diện này phải mau chóng dứt điểm. Lục Lâm Thiên để ý nhất chính là người bên cạnh mình, trong khoảng thời gian ngắn Thái A, Mạc Kình Thiên, Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm và Trung Ly Long Bàn, Trung Ly Hổ Cứ, Hoàng Sa và Hùng Hỏa, Tang Trạm, Lâu Tinh Minh cũng đã chiến thắng. Ngay thời điểm Lục Lâm Thiên nhìn qua, Quỷ Oa và Bạch Lang cũng là hiểm hiểm đánh bại đối thủ. Ngay cả Lục Lâm Thiên lo lắng nhất Kim Viên, hắn nhìn thấy Kim Viên đang va chạm với Hôi Vũ Yêu Điêu. Hôi Vũ Yêu Điêu thiên phú huyết mạch không kém, so về huyết thống cũng không kém Tử Viêm, cũng là đại đạo cảnh cao giai, từ tu vị cấp độ mạnh hơn Kim Viên không ít, thời gian đột phá đại đạo cảnh cao giai có lẽ không ngắn. Nhưng mà Kim Viên chỉ cần dựa vào bản thể cường đại chống đỡ Hôi Vũ Yêu Điêu luân phiên công kích, hắn không rớt lại phía sau bao nhiêu. Hoàng Kim Long Viên nhất tộc đến từ thế giới hỗn độn, huyết mạch bá đạo hiếu chiến, lực công kích rất cường hãn. Ừ, C. Hôi Vũ Yêu Điêu đánh lâu không được cho nên tức giận, gào thét không dứt, hai cánh chấn vỡ hư không lao thẳng về phía Kim Viên. Đôi mắt Kim Viên kiên định, hai tay kết thủ ấn, nguyên lực chấn nát không gian chung quanh. Thân thể khổng lồ vượt qua không gian tiến lên phía trước, lực lượng thuộc tính áo nghĩa không gian bạo phát, trực tiếp bao phủ không gian nơi đây. Chỉ qua một lát lấy Kim Viên làm trung tâm, uy thế kinh người lan tỏa ra chung quanh, làm cho cả không gian mất đi trọng lượng. Đại địa thiên viên nổ. Kim Viên không ngừng gào thét, hư không sau lưng hắn xuất hiện một cự thú khổng lồ, khí tức nặng nề bao phủ hư không, một hư ảnh viên hầu cao mấy trăm trượng, thân hình khổng lồ trực tiếp công kích Hôi Vũ Yêu Điêu. Oanh! Hư ảnh viên hầu cực lớn đánh ra một quyền này đánh nát hư không, âm thanh không gian tan vỡ không ngừng vang lên liên tục, dùng xu thế sao băng đánh thẳng vào lưng Hôi Vũ Yêu Điêu. Ken két! Hắc Vũ Yêu Điêu không kịp phản ứng, trên lưng của nó có tiếng xương cốt nứt vỡ truyền ra, nó lập tức phun máu, thân thể khổng lồ đập nát hư không. Đạp đạp! Thân thể Kim Viên không ngừng lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Thúc dục đại địa thiên viên nộ đã làm hắn tiêu hao quá sức, lập tức thu liễm bản thể, nuốt mấy viên đan dược khôi phục vào bụng. Rầm rầm rầm. Không gian chung quanh không ngừng sinh ra tiếng nổ trầm thấp, âm thanh năng lượng va chạm làm người ta sợ hãi, từng đạo thân ảnh không ngừng bị đánh bay, cả hư không ít đi một nửa người. Tất cả người chiến thắng trong trận đầu tiên đều đứng trên tảng đá màu vàng, hơn phân nửa nuốt đan dược bổ sung tiêu hao và đánh giá chung quanh. Lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn qua vị trí Lục Lâm Thiên, cả hư không lúc này chỉ còn có Lục Lâm Thiên và đối thủ của hắn không có ra tay, chuyện này làm rất nhiều người kinh ngạc và nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Dần dần, tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên và thanh niên rắn chắc trước mặt hắn. Cảm giác được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, ánh mắt của thanh niên rắn chắc cũng sinh ra sóng gió, hắn thật không ngờ đối phương có thể nhịn tới bây giờ. Không nghĩ tới người còn có thể nhịn. Ta sẽ không khách khí. Thanh niên rắn chắc nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt hơi trầm xuống, khí tức đại đạo cảnh cao giai lập tức hoạt động, một cái áo giáp màu vàng đất bao phủ thân thể. Ngươi trực tiếp đầu hàng đi, nói không chừng còn có thể dễ chịu một chút, tránh được đau khổ thân thể. Cảm giác khí tức của thanh niên này, Lục Lâm Thiên mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn tên thanh niên. Quá kiêu ngạo. Ánh mắt thanh niên rắn chắc run lên, bàn chân đạp vào tảng đá dưới chân. Thân ảnh hắn lao đi như mũi tên, lập tức đánh ra nhiều quyền vào thân thể Lục Lâm Thiên, không gian không ngừng sinh ra tiếng nổ lốp bốp. Ai? Lục Lâm Thiên thở dài một hơi, khóe miệng cười nhạt, quyền kình của hắn đánh nát hư không, bỗng nhiên cánh tay chấn động, hắn quyền thành trường. Lúc này trường ảnh không ngừng đánh thẳng vào quyền kình của thanh niên rắn chắc. Bành! Âm thanh trầm đỡ Upsilon, C vang lên, Lục Lâm Thiên đánh ra một trường vào quyền kình của thanh niên rắn chắc. Năm ngón tay thanh niên rắn chắc vang lên tiếng răng rắc, nắm đấm sinh ra tiếng nứt vỡ, áo giáp bao phủ cánh tay tan nát. Phụt! Thanh niên rắn chắc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn bay ngược ra sau như diều rứt dây, thân thể bay ngược trong hư không, áo giáp màu vàng đất trên người không ngừng nứt vỡ. Lục Lâm Thiên đánh ra một chưởng làm không ít người chấn động, trong đó có đám người Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Thiên Thương Ngân. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa. Trong đám người, Tịnh Vô Ngân ôm kiếm đứng đó, hắn đã đánh bại đối thủ trước mặt, thân thể cũng không di động nửa phần. Thực lực có tiến bộ, nhưng còn không đủ,
cho ngươi hung hăng càn quấy thêm một hai ngày, rơi vào trong tay ta là tận thế của ngươi. Tên tảng đá khác, Hoài Linh Ngọc dễ dàng trọng thương đối thủ, ánh mắt âm trầm nhìn lên người Lục Lâm Thiên. Bành! Thanh niên rắn chắc bị đánh tới biên giới tảng đá, miệng phun máu tươi đầm đìa, hắn không thể đứng lên, bị một chiêu đánh bại, đến bây giờ, hắn mới biết được đối phương cũng không có lửa gạt hắn, hắn nên sớm đầu hàng để miễn ăn đau khổ. Trận đầu chấm dứt, người thua đi ra ngoài, người thắng trận tiến hành trận đấu tiếp theo. Giọng nói già nua vang lên trong hư không. Thắng, 9 người thắng trận đầu. Trên quảng trường thành vô sắc, mọi người xôi trào, tận mắt nhìn thấy 9 người vô sắc thế giới đánh bại đối thủ, làm cho tất cả người trong vô sắc thế giới vô cùng tự hào. Rốt cuộc người trong vô sắc thế giới cũng đạp vào phong thần đài, lại đánh bại đối thủ trên phong thần đài. Vòng tiếp theo mới là mấu chốt, chỉ có thành tích vòng tiếp theo mới giúp vô sắc thế giới chính thức quật khởi. Trên lầu các, Hoàng Thiên Tứ nhìn qua hình chiếu trên ngọc bích, giờ phút này hắn siết chặt nắm đấm, hưng phấn nói một câu. Thực lực 9 người này tiến bộ thật lớn, ta nếu không nhìn lầm, Hoàng Sa, Tử Viêm, Mặc Kỳ, Thái A 4 người này đã tiến vào niết bàn cảnh. Tiết Hưng Quốc nói nhỏ. Nhanh đột phá niết bàn cảnh như vậy. Mọi người nghe xong liền hít sâu một hơi. Ầm ầm. Trong hư không, trận đấu thứ hai bắt đầu, 120 khối đá màu vàng tiếp xúc với nhau, tạo thành 60 khối đá lớn hơn, hai người trên đó cũng gặp mặt nhau. Trận này là mấu chốt nhất, mọi người biết rõ ràng, người thua và người thắng, từ nay về sau cách biệt một trời một vực. Xoẹt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai tảng đá khép lại với nhau rất khăn khít, mọi người công kích nhau, tiền đồ về sau sẽ cách biệt rất lớn, cho nên gặp đối thủ nào cũng toàn lực ứng phó. Từng đạo công kích lập tức ngưng tụ, từng đạo thân ảnh không ngừng va chạm nhau trong thời gian ngắn. Ầm ầm. Từng đạo công kích kinh người không ngừng va chạm vào nhau, đám người đứng ngoài quan sát hãi hùng khiếp vía. Lục Lâm Thiên lúc này gặp đối thủ là một đại hán khôi ngô, mặt mũi có râu quai nón, bộ dáng chừng 40. Các hạ, người cũng là người trẻ tuổi. Lục Lâm Thiên nhìn thấy tên đại hán này thì không nhịn được hỏi một câu, bộ dáng này hoàn toàn không phù hợp với người trẻ tuổi. Ngươi có ý gì, nói ta già sao, ta mới tu luyện 836 năm mà thôi, đối với tu luyện giả mà nói, thực lực mới được là trọng yếu nhất, cần gì quan tâm tới bộ dáng, ta đã sớm chú ý tới ngươi, vô sắc thế giới Lục Lâm Thiên, thực lực không kém, Tây Sơn thế giới Diêm Đinh Sơn lãnh giáo. Đại hán râu quai nón nói xong, toàn thân sinh ra nguyên lực dữ dội. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Lục Lâm Thiên cảm giác khí thức tu vị của đại hán trước mặt. Cấp độ đại đạo cảnh đỉnh phong, sợ rằng cũng sắp bước vào niết bàn cảnh, thực lực tuyệt đối không kém. Vừa dứt lời, khí tức của Lục Lâm Thiên chấn động, tu vị chuẩn niết bàn cảnh làm không gian chung quanh run lên. Thì ra ngươi cũng chỉ là chuẩn niết bàn mà thôi, đồn đãi có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà muốn dựa vào tu vị cấp độ này đánh bại ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ. Diêm Ninh Sơn nhìn Lục Lâm Thiên, khóe miệng cười vui vẻ, tu vị chuẩn niết bàn tu vị hắn không sợ. Hắn dường như còn có át chủ bài của mình. Ngươi thử một lần sẽ biết rõ. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Đúng là hung hăng càn quấy, ta sẽ cho ngươi biết, Đinh Sơn ca ca chuyên trị hung hăng càn quấy. Diêm Đinh Sơn nói xong, một kiện áo giáp nặng nề bao phủ toàn thân của hắn, áo giáp có lân phiến bao phủ, hai đấm đỡ upsilon.ng vào nhau phát ra âm thanh ken két như kim loại. Biết rõ ta chuyên trị cái gì không? Lục Lâm Thiên cười hỏi Diêm Đinh Sơn. Chuyên trị cái gì? Diêm Đinh Sơn nghi hoặc hỏi. Một lát sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn không nói nữa. Giỡn mặt ta sao, vậy ta sẽ cho ngươi xem thủ đoạn của Đinh Sơn ta. Ánh mắt Diêm Đinh Sơn trầm xuống, nguyên lực bao phủ toàn thân thể khôi ngô trầm xuống, lập tức căng cứng như khối đá, sau đó bàn chân đạp lên tảng đá màu vàng dưới chân. Phanh! Âm thanh trầm thấp không ngừng vang vọng các nơi, thân ảnh đại hán râu quai nón lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên như thiểm điện. Xuy xuy, thân ảnh Diêm Đinh Sơn lao tới như một đạo lưu quang, mang theo tàn ảnh kéo dài, chỉ trong giây lát đã lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Với tốc độ cỡ này, đại hán râu quai nón cười lạnh, thuộc tính nguyên lực không ngừng hoạt động, hắn là tu luyện giả phong thuộc tính và thổ thuộc tính song áo nghĩa, vung quyền ngưng tụ ra một quyền ảnh thật lớn. Xem Đinh Sơn ca ca chuyên trị hung hăng càn quấy đây, Tê Thiên Phá Sơn Quyền. Diêm Đinh Sơn gào lên,
nắm đấm có hào quang màu vàng bao phủ, nguyên lực bắt đầu hoạt động, quyền lực kinh thiên đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên, quyền kình mang theo lực lượng to lớn, không gian bị đánh nổ, không ngừng sinh ra âm thanh răng rắc. Cẩn thận! Trong quảng trường thành vô sắc, tất cả ánh mắt khẩn trương đều nhìn lên người Lục Lâm Thiên, nhìn vào hư không, đối phương đánh ra một quyền rất mạnh, tất cả mọi người đang đổ mồ hôi lạnh và lo lắng thay hắn. Mọi người trên quảng trường thành vô sắc chờ đợi lo lắng, ánh mắt chấn động, chỉ thấy trên người Lục Lâm Thiên sinh ra ánh sáng màu xanh đậm. Phần phật. Trong ánh sáng màu xanh đậm này, đại hán râu quai nón đánh một quyền mang theo khí thế hủy diệt tới trước người Lục Lâm Thiên, đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Trước mặt Lục Lâm Thiên, năng lượng bao phủ trong quyền của đại hán biến mất không còn, chỉ còn lại một quyền bình thường và đôi mắt kinh hãi mà thôi. Xuy. Lục Lâm Thiên cười rất tươi, cánh tay chấn động, hắn dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay vào hư không, đánh ra một chảo vặn vẹo hư không. Không gian vặn vẹo như bánh quai trèo, cũng kéo tên đại hán ra khỏi hư không. Ta muốn nói cho ngươi biết là, ta chuyên trị người không phục. Lục Lâm Thiên tươi cười nhìn tên đại hán râu quai nón, hắn vừa dứt lời đã đánh ra một chảo thứ hai. Bang bang! Lục Lâm Thiên đánh tên đại hán râu quai nón này nằm dạp trên tảng đá màu vàng, cả khối đá thật lớn cũng chấn động không dứt. Phụt! Đại hán râu quai nón phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không có thúc dục át chủ bài của mình, sợ rằng có thúc dục kết quả cũng như vậy. Từ một chiêu này hắn có thể nhận định thực lực của đối phương, loại thực lực này rất khủng bố, không phải hắn có thể chống lại được. Phụt! Sau khi không ngừng phun máu tươi, đại hán đứng lên, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên đầy ngạc nhiên. Ngươi nhận thua hay không nhận thua, nếu còn muốn động thủ, ngươi có thể sẽ thảm hơn bây giờ gấp 10 lần, nếu tiếp tục động thủ, ta cũng không khách khí như vậy nữa. Lục Lâm Thiên nhìn Diêm Đinh Sơn đang giãy giụa đứng lên, trong ánh mắt mang theo ý cảnh cáo. Lục Lâm Thiên không muốn đả thương người quá nhiều, nếu như kẻ này thức thời không muốn động thủ thì thôi, như vậy mình cũng tiêu hao ít hơn. Ngược lại Lục Lâm Thiên cũng không quá khách khí, ít nhất sẽ cho tên này ăn giáo huấn không nhỏ. Ta nhận thua. Do dự một chút, Diêm Đinh Sơn thở dài, hắn rất rõ ràng bản thân mình nếu sử dụng át chủ bài cũng tuyệt đối không thể làm gì được Lục Lâm Thiên. Huống chi Lục Lâm Thiên còn có át chủ bài chưa dùng, từ hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên, chi giác nói cho hắn biết, nếu hắn động thủ lần nữa sẽ rất thảm hại, hắn cũng không còn bao nhiêu khí lực động thủ. Người lựa chọn rất thông minh. Nhìn thấy Diêm Đinh Sơn nhận thua, Lục Lâm Thiên cười cười, hắn cũng muốn quan sát các trận đấu khác. Lục Lâm Thiên đánh bại Diêm Đinh Sơn, ánh mắt nhìn chung quanh, lúc này Thái A, Mạc Kình Thiên, Tiết Mặc Kỳ ba người cũng đã đánh bại đối thủ, ngược lại Tử Viêm, Hoàng Sa, Long Bàn Hổ Cứ, Tang Trạm đang giao thủ với đối thủ. Sau trận đấu này, thực lực yếu đã giảm đi một nửa, những người còn lại dù kém cỏi cũng rất bất phàm. Muốn đánh bại đối thủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Oanh! Đánh lâu không được, Tử Viêm thân là Niết Bàn cảnh, đối thủ là bán Niết Bàn cũng khó đối phó. Hắn hiển thị bản thể tử huyền xà khổng lồ, Tử Viêm cuồn cuộn, đầu lâu khổng lồ phun hỏa diễm màu tím. Tê Thiên Linh Ấn! Đối thủ của Tử Viêm là thanh niên gầy gò, hắn thấy thế, hắn rót nguyên lực vào linh khí hình kiếm, quang ảnh đầy trời ngăn cản Tử Viêm đang đánh tới. Cùng một thời gian, Lục Lâm Thiên lo lắng nhất Bạch Lang, Quỷ Hoa và Kim Viên ba người, bọn họ gặp phải đối thủ cường hãn hơn. Ba người này đều có vận khí không tốt, đều gặp người có tu vị bán Niết Bàn, dùng thực lực của bọn họ rất khó ứng phó. Cửu chuyển Tê Thiên Thương. Thấy tình thế không ổn, Bạch Lang lần đầu tiên vận dụng áo nghĩa linh khí vừa luyện hóa xong, bí vân trên trường thương bộc phát uy áp mênh mông. Bạch Lang có tu vị đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, tăng thêm áo nghĩa linh khí. Thương ảnh phá không bắn ra các nơi, lập tức ngăn cản uy thế của bán Niết Bàn. Hóa Long Toái Không Chảo. Quỷ Hoa cũng thúc giục áo nghĩa linh khí được Lục Lâm Thiên tặng cho, trên cánh tay có lân phiến màu trắng bao phủ, uy năng toàn thân đại thịnh, từng móng vuốt xé nát hư không đánh thẳng về phía trước. Ngao. Kim Viên đã sớm thúc giục bản thể khổng lồ, nhưng khi đối phương công kích vẫn làm hắn phải bại lui, nếu không phải dựa vào thiên phú của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Hắn đã sớm khó chống lại. Tê Thiên Phủ. Thân thể to lớn bị đánh lui vài bước, Kim Viên ổn định sau đó cầm Tê Thiên Phủ lên, bí vân quấn quanh và áo nghĩa tràn ra. Áo nghĩa linh khí. Đối thủ Kim Viên nhìn thấy thế, sắc mặt biến hóa không ít, áo nghĩa linh khí tuyệt đối không phải dễ trêu,
một thú tộc tu vị đại đạo cảnh cao giai còn có áo nghĩa linh khí, chuyện này làm hắn ghen ghét. Xoẹt! Chỉ trong thời gian ngắn, Kim Viên không chậm thêm chút nào, hắn ra tay ngay lập tức, dùng xu thế bôn lôi đánh thẳng vào đối thủ. Xuy! Lưỡi búa xé nát hư không, năng lượng khủng bố chút thẳng vào đối thủ, không gian sụp đổ một khu vực rất lớn. Oanh! Chỉ trong nháy mắt này, ánh mắt tên bán niết bàn trầm xuống, hắn vận dụng một thanh trường côn tiên thiên linh khí đỉnh phong, lập tức ngăn cản một kích đáng sợ đánh tới. Xuy! Cả hai va chạm với nhau, trong lúc nhất thời hai người không phân cao thấp. Thực lực của Kim Viên còn kém một chút, nhưng lúc này hắn có được áo nghĩa linh khí, lại có thêm đầy đủ sức đánh một trận. Người có tu vị bán niết bàn lại thắng một chút, nhưng dưới uy thế của áo nghĩa linh khí chi lại khó chiếm được chút tiện nghi nào. Hai đạo năng lượng va chạm nhau. Chỉ trong lúc dây dưa ngắn ngủi, lưỡi búa bổ cột sáng hỏa diễm sáng ngời, trong nháy mắt lưỡi búa bổ thẳng vào thanh trường côn tiên thiên linh khí. Phá! Kim Viên quát lớn, hai tay nắm chặt cây búa, đột nhiên miệng phun máu tươi, tiếp trong nháy mắt tiếp theo hào quang từ cây búa bộc phát, áo nghĩa linh khí nghiền nát trường côn thành từng khúc. Ken két! Linh khí trường côn bị nghiền nát một nửa, tên bán niết bàn không ngừng lui ra phía sau, sau khi không ngừng lui ra sau 7-8 bước, bán niết bàn thúc giục trường côn bị nghiền nát một nửa, cố gắng khôi phục linh khí của mình. Phụt! Bán niết bàn cảnh biến sắc, miệng phun máu tươi. Trường côn tiên thiên linh khí đỉnh phong cũng bị phá hủy, chuyện này làm thương thế của hắn càng nghiêm trọng hơn. Vào lúc này, Tề Thiên Phủ trong tay Kim Viên nhanh chóng chém lên người tên đối thủ bán niết bàn, đối thủ của hắn hoảng sợ lui lại. Cùng một thời gian, hào quang trên Tề Thiên Phủ ảm đạm, lập tức chém thẳng vào khối đá màu vàng dưới chân. Xuy! Kim Viên phun máu tươi, khí tức uể oải. Vừa rồi nghiền nát tiên thiên linh khí đỉnh phong của đối thủ đã làm cho Kim Viên tiêu hao tới mức tận cùng. Tình huống của bán niết bàn cũng không khác lắm, linh khí bị hủy diệt, thời điểm thân thể ổn định lại phun máu tươi lần nữa, ngẩng đầu nhìn Kim Viên, nói. Áo nghĩa linh khí thật lợi hại, nhưng ngươi dù sao cũng chỉ có thực lực đại đạo cảnh cao giai, nếu bản thân ngươi mạnh một chút, ta thật sự không cách nào làm gì được ngươi. Hơi dừng một chút, đối thủ bán niết bàn nhìn Kim Viên. Hắn cười lạnh, nói. Chỉ tiếc thực lực ngươi còn chưa đủ, cho dù áo nghĩa linh khí lợi hại thì sao chứ, hiện tại ngươi đã không cách nào thúc giục áo nghĩa linh khí, mà ta còn có lực công kích, ngươi làm sao có thể chống lại ta chứ? Ánh mắt Kim Viên nhìn đối thủ, thu hồi linh khí, hắn rất khó thúc giục áo nghĩa linh khí lần nữa, thúc giục áo nghĩa linh khí tiêu hao quá mức khổng lồ, mà hắn không có đan điền khí hải biến thái như Lục Lâm Thiên trèo chống. Xem ngươi làm sao chống lại ta, bại đi. Tên bán niết bàn lao thẳng về phía Kim Viên, thân ảnh như điện, hắn cười lạnh và vận dụng hỏa diễm vào nắm đấm của mình, hắn mang theo thế công rất mạnh công kích Kim Viên. Hắn tự nhiên nhìn ra được, thú tộc trước mặt đã nỏ mạnh hết đà. Thật sao? Nhìn quyền kình của đối phương đánh tới trước mặt, đôi mắt Kim Viên lóe lên, trên miệng máu tươi đầm đìa cười rất tàn nhẫn, hắn đánh thủ ấn ra ngoài, hiển nhiên đã thúc giục từ sớm. Dường như đang chờ thời khắc hiện tại. Phụt! Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Kim Viên không ngừng kết thủ ấn khi miệng vẫn phun máu tươi, hào quang từ thủ ấn lóe lên, lúc này dùng Kim Viên làm trung tâm, một đạo năng lượng quỷ dị khuếch tán ra chung quanh, không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo. Long Viên hồn huyết ấn! Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khi quyền ảnh đánh thẳng tới trước mặt, Kim Viên hét lớn, thủ ấn tỏa ra hào quang sáng ngời. Ầm ầm! Bỗng nhiên không gian run run, khí tức làm cho người ta sợ hãi bộc phát, trong thủ ấn còn có tiếng thú giống vang dội không gian. Ngao ngao, tiếng gầm gừ truyền ra, trong thủ ấn còn có một đầu kim long và một thạch hầu ngưng tụ cùng nhau, cả hai con vật vô cùng to lớn. Phanh, hư ảnh thạch hầu đánh ra một quyền vào đối thủ bán niết bàn. Hư ảnh kim long trực tiếp va chạm thân thể với bán niết bàn. Phần phật. Hư ảnh kim long khổng lồ mang theo khí thế vô cùng khủng khiếp lao thẳng tới phía trước, lúc va chạm với bán niết bàn thì hư ảnh kim long biến mất trên không trung. Đây là thiên phú át chủ bài của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc sao? Thật mạnh mẽ! Lục Lâm Thiên vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kim Viên thi triển át chủ bài công kích, Long Viên hồn huyết ấn, so với Đại Địa Thiên Viên nộ, còn cường hãn hơn nhiều, sợ rằng có di chứng sau khi công kích. Bằng không Kim Viên cũng không chờ tới bây giờ mới thi triển. Phụt! Tất cả khôi phục bình thường, Kim Viên lập tức phun máu tươi lần nữa.
Miệng phun máu tươi, tên bán niết bàn cảnh dần dần uể oải, hắn thật không ngờ đối phương còn có át chủ bài khủng bố như vậy, hắn không ngờ mình lại thảm hại như thế. Xuy, thân thể khổng lồ của Kim Viên Thu nhỏ lại, hóa thành hình người, hắn thừa cơ tấn công bán niết bàn cảnh lần nữa, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay tấn công vào ngực đối thủ. Phanh, trong lúc mơ hồ nghe được âm thanh răng rắc khi xương cốt gãy nát, tên bán niết bàn cảnh bay ra ngoài, miệng không ngừng phun máu tươi. Xoẹt, Kim Viên đắc thế không buông tha người, hắn lập tức vung quyền tấn công lần nữa. Ta nhận thua, bán niết bàn cảnh hét lớn, hắn chủ động nhận thua, bằng không đến lúc bị người ta đánh chết cũng không có ai quản, tin tưởng đối phương cũng không quan tâm chuyện khác, sẽ đánh chết hắn. Đạp đạp, Kim Viên thu lực đạo lại, hắn lảo đảo lui ra phía sau, miệng không ngừng phun máu tươi, đoán chừng vì chiến thắng hắn cũng trả cái giá thảm trọng. Thắng, Kim Viên cung phụng cũng chiến thắng. Chung quanh quảng trường thành vô sắc, trong các lầu các, không ít người nhìn thấy đối thủ của Kim Viên nhận thua, người Phi Linh Môn thở dài một hơi, Phi Linh Môn có ba người đồng thời chiến thắng, chuyện này làm rất nhiều người xôi trào. Kim Viên cũng chiến thắng, chiến thắng. Bên cạnh Tôn Cao Mộc là tộc trưởng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc trong vạn cổ thế giới không ngừng run rẩy, hắn cũng giống như Tôn Cao Mộc, được cường giả trong vô sắc thế giới mời đến, lúc này tận mắt nhìn thấy Kim Viên chiến thắng, hắn không ngừng chảy nước mắt. Kim Giao bên cạnh kéo tay phụ thân. Rầm rầm rầm. Thời không hình chiếu truyền tống trận sinh ra âm thanh năng lượng va chạm nhau, mọi người hãi hùng khiếp vía nhìn vào trong, ánh mắt đều nhìn vào chín người của vô sắc thế giới. Hoài Linh Ngọc cũng chiến thắng, dễ dàng đánh bại đối thủ. Tử Viêm và Hoàng Sa chiến thắng. Quỷ Oa bị trọng thương, nhưng rốt cục gian nan chiến thắng, Bạch Lang vốn sắp chiến thắng, không nghĩ tới cuối cùng bị thua, trong tay đối thủ cũng có áo nghĩa linh khí. Tám người của vô sắc trung thiên thế giới có 8 người tiến vào 60 người còn lại, trời ạ, 60 người trẻ tuổi có 8 người là người của vô sắc thế giới chúng ta. Tốt lắm, thật sự là khó lường, trong vô sắc thế giới có không ít cường nhân. Ta không nhìn lầm chứ, đây là thật sao? Sau khi quảng trường yên lặng trong ngắn ngủi, lập tức bộc phát âm thanh gào thét sôi trào, tất cả mọi người kích động nhìn cảnh tượng trước mặt. Tổng cộng 60 người. Mà vô sắc thế giới lúc này có 8 người tiến vào vòng trong, thành tích cỡ này đủ làm cho cả vô sắc thế giới tự hào. Ken két. Trên lầu các, Tử Huyền khẩn trương nắm chặt lan can run lên, lập tức hóa thành mảnh vỡ trong tay Tử Huyền. 8, ít nhất 8 chiến tướng, vô sắc trung thiên thế giới lúc này thật sự quật khởi rồi. Trường bào của Hoàng Thiên Tứ run lên, ánh mắt của hắn nhìn phiến hư không kia càng chấn động dữ dội. Trong tương hoàng không gian, vòng đấu loại đầu tiên cũng chấm dứt, Lục Lâm Thiên nhìn lên không trung, ánh mắt hơi thất vọng, Bạch Lang vốn có dấu hiệu chiến thắng, ai ngờ cuối cùng bán niết bàn kia lại có áo nghĩa linh khí, trực tiếp đánh Bạch Lang trọng thương. Hình như là người của nguyên võ thế giới. Lục Lâm Thiên nhìn bán niết bàn đánh bại Bạch Lang, hình như là người của nguyên võ thế giới bài danh thứ nhất trong trung thiên thế giới. Vào lúc này 60 bệ đá màu vàng trải qua 2 lần quyết đấu chỉ còn 60 người lưu lại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, trong 60 người này có rất nhiều trung thiên thế giới bị đào thải. Mà người của các trung thiên thế giới bài danh top 3 đa số đều lưu lại, tăng thêm 8 người của vô sắc thế giới đã chiếm hơn phân nửa danh ngạch. Còn Phong Vân thế giới, Mạc Kình Thiên, Tang Trạm hai người đều có mặt, nhưng mà Lâu Tinh Minh không biết vì sao đã thua, Lục Lâm Thiên cũng không cẩn thận quan sát. Vào lúc Lục Lâm Thiên nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, thông thiên thế giới Thiên Thương Ngân, Phượng Dương thế giới Tuyệt Phong Hoa, Pháp Đạo thế giới Độc Nhất Đao, còn có một chút người Lục Lâm Thiên không nhận ra. Cũng có một thân ảnh làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy ngạc nhiên, đó chính là thông linh thế giới Ngô Phá Thiên bị mình đánh bại lại có mặt trong đó. Lục Lâm Thiên nhớ rõ tên này chỉ nhận thua với mình cũng không có rời khỏi vạn thế đối quyết, tuy bị hắn lấy nhẫn chữ vật, nhưng cũng không ngại hắn tiếp tục tham gia vạn thế đối quyết. Ngô Phá Thiên cấp độ niết bàn cảnh sơ giai. Ngô Phá Thiên đúng là bất phàm, còn mạnh hơn Hắc Mãnh nhiều, tuy hắn bị trọng thương, nhưng xem ra thương thế đã tốt lên không ít, có thể đi đến một bước này, Lục Lâm Thiên chỉ hơi kinh ngạc chứ không cảm thấy kỳ quái. Lục Lâm Thiên cẩn thận quan sát 60 người chung quanh, tu vị cấp độ thấp nhất là Kim Viên, mới đại đạo cảnh cao giai, trừ Quỷ Oa ra, đại đạo cảnh cao giai cũng chỉ còn lại một, bán niết bàn có 4 năm, hơn 50 người khác đều có tu vị niết bàn cảnh. Ngày mai không biết những người này ai sẽ trở thành đối thủ của mình. Đúng là bất phàm.
Trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thán, trong quá trình đào thải tầng tầng, còn lại 60 người đều là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ của Trung Thiên thế giới trong Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, trong đó không ít thế hệ bất phàm như Huyền Tuyết Ngưng, nàng đang ôm nguyên cổ linh tinh thú nhìn ra xa, không có biểu hiện quá nhiều chấn động, quyết đấu cấp bậc này nàng không đặt vào mắt, chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Một lát sau, Lục Lâm Thiên bị Tô Nhan và Bác Đông tự mình tiếp đón trở lại trong cung điện, đi theo còn có đám người Mạc Kình Thiên, Thái A, Tiết Mặc Kỳ. Ngày mai còn phải quyết đấu, Lục Lâm Thiên có bảo vật thời gian tự nhiên mang lại ưu thế chữa thương cực lớn. Thái độ của Tô Nhan và Bác Đông với Lục Lâm Thiên là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mà bây giờ trong mắt hai người mang theo vẻ cung kính, những người tiếp dẫn khác cũng thế, đều vô cùng tôn kính. Những người chiến bại mất đi tư cách được chiếu cố, nhưng mà mấy ngày qua vẫn có thể lưu lại trong nội cung, nhưng mà đãi ngộ tự nhiên kém đi rất nhiều. Trong nội cung, Lục Lâm Thiên đưa mọi người vào trong thiên trụ giới, mọi người cần điều tức khôi phục, mà Kim Viên và Bạch Lang, Quỷ Hoa bị thương không nhẹ, cần có thời gian chữa thương. Bạch Lang thần sắc sa sút, trong nội tâm rất thất vọng, thực lực của hắn và Quỷ Hoa không kém bao nhiêu, Quỷ Hoa tấn cấp nhưng vận khí của hắn kém hơn một chút, đỡ upsilon.ng bán niết bàn, vốn dựa vào áo nghĩa linh khí hơn phân nửa là có thể chiến thắng, ai biết cuối cùng tên kia còn che giấu áo nghĩa linh khí trên người, cho nên hắn gặp bi kịch. Mọi người ăn đan dược chữa thương sau đó điều tức, Lục Lâm Thiên cũng tiến vào thiên trụ giới tầng thứ 7 nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị quyết đấu ngày mai. Liên tiếp đánh bại hai đối thủ, kỳ thật Lục Lâm Thiên không tiêu hao bao nhiêu, ngày đầu tiên xem như không gặp đối thủ cân xứng. Trong tương hoàng không gian, hôm nay có người thất bại quay về, đối với những người thất bại mất đi ánh sáng, cũng không hề có người tiếp dẫn, ánh mắt tất cả mọi người chỉ tập trung vào 60 người chiến thắng mà thôi. Đương nhiên, cũng có người đang chờ mong, nếu trong vòng tiếp chiến đấu tiếp theo có người bất hạnh vẫn lạc, như vậy những kẻ thất bại như bọn họ sẽ có khả năng. Chuyện người dự thi trong tương hoàng không gian vẫn lạc tỷ lệ quá nhỏ, đến cấp độ tu vị thế này quá khó xảy ra nhưng mà cũng không bài trừ có ngoài ý muốn, những năm qua cũng xảy ra không ít. Mà một khi có người bất hạnh vẫn lạc, như vậy đám người thất bại còn có một cơ hội dự bị, đây cũng là hy vọng cuối cùng của bọn họ, nhưng mà hy vọng này rất nhỏ. Một ngày từ từ trôi qua, vào đêm, trăng sáng trên cao, vô sắc thế giới thành vô sắc, lúc này là một đêm không bình yên. Vô sắc trung thiên thế giới, 8 người tiến vào 60 người, thành tích cỡ này có thể so sánh với võ thần thế giới và nguyệt hoàng thế giới, 8 người tiến vào trước 60, chứng minh 6 người này sẽ có danh hào chiến tướng, có thể đảm bảo tiến vào thế giới hỗn độn tu luyện. Trong vô sắc thế giới, hiện tại không chỉ lúc trà dư tửu hậu, chủ đề hiện tại chính là vạn thế đối quyết, người trong vô sắc thế giới nhiệt tình với vạn thế đối quyết hơn xa dĩ vãng, bởi vì trong lần vạn thế đối quyết này vô sắc thế giới có thành tích rất tốt. Mọi người rất nhiệt tình, cũng làm danh tiếng của Lục Lâm Thiên, Hoài Linh Ngọc truyền khắp vô sắc trung thiên thế giới. Thời gian một đêm không dài, sáng sớm hôm sau, khi phía đông thành vô sắc có ánh bình minh ló dạng, trên quảng trường, rất nhiều ánh mắt đang nhìn lên ngọc bích trên cao, chờ đợi hình ảnh truyền tống xuất hiện. Hô! Trong thiên trụ giới tầng thứ 7, Lục Lâm Thiên thức tỉnh, hắn phun ra một ngụm chọc khí, thu kim quang thâm thúy vào trong cơ thể, khí tức man hoang trong mắt mất đi, thì thào nói nhỏ. Hôm nay mới có thể gặp đối thủ chính thức. Hôm nay là cuộc chiến bái tướng vòng thứ 2, 60 người đối chiến với nhau, quy tắc không thay đổi, 30 người chiến thắng tiến vào vòng tiếp theo, 30 người thất bại sẽ trở thành chiến tướng của hai đại liên minh, có thể tiến vào thế giới hỗn độn nhân giới mật địa tu luyện. Một lát sau, trong đại điện Bắc Đông nói với đám người Lục Lâm Thiên, những người tiếp dẫn nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên. Hai ngày này những người nơi đây xem Lục Lâm Thiên là hạch tâm, hết lần này tới lần khác từ cấp độ tu vị Lục Lâm Thiên lại tương đối thấp, nhưng mọi người vẫn dùng hắn làm trung tâm, cho nên chuyện này làm không ít người tò mò. Trên tảng đá lớn màu vàng, bốn phong thần đài hợp lại thành duy nhất, diện tích lớn gấp 4 lần lúc trước lơ lửng giữa không trung, cảnh tượng rất rung động. Kim quang tỏa ra tứ phía. 60 khối đá màu vàng có 60 người đặt chân, 60 người này cho dù bại cũng là chiến tướng của hai đại liên minh. Nhưng 60 người này hiển nhiên không cam lòng trở thành chiến tướng, trở thành chiến tôn, chiến hoàng, thậm chí là chiến thần, đây mới là mục tiêu của bọn họ, càng lên cao, tài nguyên tu luyện càng nhiều. Cuối cùng người đứng đầu cửu hoàng, chiến thần duy nhất càng là vinh dự nhiều người ước mơ tha thiết, nó không chỉ quan hệ tới tài nguyên tu luyện,
càng trở thành người quát tháo thế hệ trẻ, chiến thần. Oanh! Trên quảng trường thành vô sắc, không gian trước ngọc bích rung động, hình ảnh được truyền tới lần nữa. Trên quảng trường lúc này đầy tiếng hò reo, bọn họ hoan hô 8 người bước vào vòng 60 người này. Ầm ầm, 60 khối đá màu vàng va chạm với nhau, hư không sinh ra chấn động thật lớn. 60 người đứng đó nhìn đối thủ, trước mặt Thái A là một thanh niên với sắc mặt bất đắc dĩ, chính là Ngô Phá Thiên. Trước mặt Kim Viên là một thanh niên ôm kiếm, một người một kiếm hồn nhiên thiên thành, khí tức tỏa ra cho Kim Viên cảm giác như đối mặt với ngọn núi khổng lồ, hắn có khí tức không thể dung chuyển. Trước mặt Quỷ Oa là một nữ tử tuyệt thế, dung nhan tuyệt mỹ, khí tức linh hồn tỏa ra rất nóng bỏng. Trước mặt Tang Trạm, Hoài Linh Ngọc cười lạnh, sắc mặt của Tang Trạm rất khó coi. Các ngươi có thể bắt đầu. Giọng nói già nua quanh quẩn trên hư không. Ầm ầm. Khí tức mênh mông phun trào ra, từng đạo thân ảnh va chạm nhau như thiểm điện. Quyết đấu, hết sức căng thẳng. Ta nhận thua. Tang Trạm nhìn về phía Hoài Linh Ngọc, trực tiếp nhận thua. Hắn rất rõ thực lực của Hoài Linh Ngọc, một khi động thủ sợ rằng Hoài Linh Ngọc sẽ không cho hắn cơ hội mở miệng đầu hàng. Hừ, xem như ngươi thức thời, lần sau đừng rơi vào trong tay ta. Hoài Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, đối phương từng động thủ với hắn, hắn đang muốn hảo hảo giáo huấn một phen, lại không nghĩ tới người trước mặt trực tiếp nhận thua, chuyện này làm cho hắn giận dữ. Ta biết rõ thực lực ngươi rất mạnh, cũng tự biết không phải đối thủ của ngươi. Nhưng không chiến mà bại không phải việc Hoàng Kim Long Viên chúng ta nên làm. Kim Viên nhìn thanh niên ôm kiếm, kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân, hắn tự biết không phải đối thủ, nhưng mà hắn không lùi bước, hắn đánh ra một quyền phá không tới trước. Huyết mạch Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cường hãn, có lẽ ngươi chưa tiến vào cổ địa của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc lại có được tu vị này thật sự khó tin, nếu sau khi đi vào cổ địa, ngày khác tuyệt đối sẽ là cường giả một phương. Nhìn một quyền của Kim Viên giáng tới trước mặt, thân ảnh Tịnh Vô Ngân tránh né, lúc này một đạo hào quang từ thanh kiếm tỏa ra chung quanh. Xuy, một quyền của Kim Viên va chạm với kiếm quang lại khó tiến thêm nửa bước, năng lượng trên quyền kình tan biến không thấy. Ta thua. Kim Viên ôm quyền thi lễ, đối phương khách khí như thế, Kim Viên cũng không phải kẻ không biết điều. Bang bang, Quỷ Oa thi triển ra Hóa Long Toái Không Trảo, trong nháy mắt trước mặt xuất hiện một hư ảnh. Còn không biết xảy ra chuyện gì, thân ảnh đã bị đánh bay, miệng phun máu tươi, trong linh hồn bị khí tức nóng bức bao phủ, thậm chí không nhìn rõ ràng đã bị đánh bại trong một chiêu. Sắc mặt Hoàng Sa lúc này có phần lúng túng, thậm chí có cảm giác bi kịch, bởi vì hắn đối mặt chính là Nhâm Tiêu Diêu, là đầu lĩnh của nguyên võ thế giới, võ phá thương khung Nhâm Tiêu Diêu. Nguyên lực trong người chấn động, không gian chung quanh cũng chấn động, khí tức quét qua không gian, thổ thuộc tính nguyên lực bộc phát ra ngoài. Đến thời điểm này Hoàng Sa cũng không muốn không chiến mà hàng. Vạn dặm chấn thiên lý. Lúc Hoàng Sa quát lớn, nguyên lực bao phủ bàn tay vung lên, lăng không đánh ra một chưởng ấn thật mạnh. Xoẹt. Bàn chân Hoàng Sa đạp mạnh lên mặt đất, âm thanh trầm thấp nổ vang dưới bàn chân, năng lượng thổ thuộc tính tỏa ra các nơi, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Nhâm Tiêu Diêu. Thực lực ngươi còn chưa đủ. Thời điểm chưởng ấn đánh tới trước mặt, Nhâm Tiêu Diêu lúc này mới ngẩng đầu, thân thể uốn lượn, hắn đánh ra một quyền va chạm với trưởng ấn của Hoàng Sa. Bành! Âm thanh trầm thấp nổ vang, trưởng ấn của Hoàng Sa bị đánh nát dễ dàng, miệng phun máu tươi bay ra sau như diều đứt dây, trực tiếp rơi xuống biên giới tảng đá. Ta bại! Hoàng Sa giãy giụa bò dậy, không có ý định ra tay lần nữa, một chiêu thất bại cũng không có ý định vận dụng áo nghĩa linh khí, dùng thân phận đối phương. Đầu lĩnh nguyên võ thế giới không có khả năng không có áo nghĩa linh khí, cho nên cho dù mình sử dụng áo nghĩa linh khí còn có kết quả thảm hại hơn, không chiến mà hàng là khuất nhục, biết rõ không địch lại còn chiến là ngu xuẩn. Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên mặc trường bào trước mặt, Lục Lâm Thiên biết đại khái lai lịch kẻ này, người của Nguyệt Hoàng thế giới, hai lần trước đi bên cạnh Hoàng Lạc Nhan. Tiểu tử vô sắc thế giới, đầu hàng đi, đừng tìm đau khổ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Tên thanh niên nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, cũng không có đặt Lục Lâm Thiên vào trong lòng, thân là người Nguyệt Hoàng thế giới, trừ nguyên võ thế giới và võ thần thế giới ra, hắn không giặt người thế giới khác trong lòng, cho dù lúc này vô sắc thế giới biểu hiện không tầm thường cũng vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên không nhìn trận đấu của Hoàng Lạc Nhan và Quỷ Oa nữa, hắn nhìn thanh niên mặc trường bào trước mặt, từ khí tức nguyên lực của kẻ này,
hắn biết đây là người thú tộc. Vận khí của ngươi không tốt, hiện tại trong lòng của ta hơi có khó chịu nhỏ, cho nên ngươi sẽ gặp phiền phức. Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên trước mặt, quỷ oa bị thương không nhẹ trong tay Hoàng Lạc Nhan, chuyện này làm nội tâm Lục Lâm Thiên rất không thoải mái, mà trước mắt tên thanh niên trước mặt lại là người Nguyệt Hoàng thế giới. Tiểu tử đúng là càn quấy, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thực lực. Ánh mắt tên thanh niên này trầm xuống, lập tức nguyên lực bàng bạc quanh thân chấn động, năng lượng thiên địa chung quanh cuồng bạo, năng lượng thổ thuộc tính rung động không nhỏ. Thổ thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên, niết bàn cảnh sơ giai trung kỳ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi chấn động, thanh niên mặc trường bào trước mặt có được thổ thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên, tăng thêm tu vị niết bàn cảnh sơ giai, cũng không phải là niết bàn cảnh sơ giai bình thường, đúng là có tiền vốn hung hăng càn quấy. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, thủ ấn của thanh niên mặc trường bào ngưng tụ năng lượng thổ thuộc tính rất mạnh, năng lượng màu vàng đất trên không trung tỏa ra hào quang sáng ngời, bao phủ toàn bộ không gian chung quanh, cuối cùng xoay tròn quanh người của hắn. Chỉ trong nháy mắt không gian run lên không nhỏ, trở nên vô cùng trầm trọng, khí tức khủng bố bao phủ các nơi. Nhìn thấy thanh niên mặc trường bào ngưng tụ thủ ấn, Lục Lâm Thiên cười lạnh, dùng thân thể làm trung tâm, không gian chung quanh loạn, vết nứt không gian đen kịt bao phủ các nơi, một thủ ấn thật lớn bao phủ hư không. Thập phương vũ trụ ấn. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, thân ảnh dùng tốc độ quỷ mị xuất hiện trước mặt thanh niên mặc trường bào, trường ấn phá không đánh tới. Không có mang theo chút uy năng nào khác. Nhưng trong giây phút này không gian sinh ra khí tức hủy diệt tất cả, khí tức này làm vạn vật không còn, thiên địa hủy hết, linh hồn của người ta sợ hãi. Trong nháy mắt này tên thanh niên mặc trường bào cảm thấy không ổn, nhưng hắn không kịp phản ứng, thời không loạn, không gian sinh ra sóng to gió lớn, căn bản không thể phản ứng, hắn bị không gian quét qua. Những nơi trường ấn đi qua không gian sụp đổ, tất cả những thứ cản đường bị hủy diệt. Lúc trường ấn đánh lên người thanh niên mặc trường bào, không gian trước người hắn nổ tung. Phụt! Thời điểm mọi thứ khôi phục bình thường, trên tảng đá màu vàng cứng rắn sinh ra vết rạn rất lớn, thanh niên mặc trường bào nằm trong vết rạn đó. Phụt! Phải thật lâu tên thanh niên mặc trường bào mới phun máu tươi, thân thể run lên, lúc này mới miễn cưỡng bỏ dậy, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, máu tươi đầm đìa. Khoa chân múa tay, cũng không phải làm xiếc. Lần sau nhớ trước khi động thủ phải điềm tĩnh. Lục Lâm Thiên lườm tên thanh niên mặc trường bào run lên, chắp tay sau lưng, khí tức bá tuyệt thiên hạ bao phủ không gian. Quá đẹp trai, Lục Lâm Thiên tốt lắm. Trên quảng trường vô sắc thế giới thành vô sắc, hàng tỷ ánh mắt nhìn vào thanh ảnh áo xanh với khí thế bá tuyệt thiên hạ, nội tâm sôi trào. Trong tương hoàng không gian, từng ánh mắt tập trung vào người Lục Lâm Thiên. Dùng tu vị chuẩn niết bàn một chiêu đánh bại niết bàn cảnh sơ giai trung kỳ của Nguyệt Hoàng thế giới, thực lực này đủ làm người ta phải ghé mắt nhìn. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào, trong đám người có vài người âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn qua, tổng cộng 5 ánh mắt, 4 nam 1 nữ, chính là 5 người của Nguyệt Hoàng thế giới. Đối với 5 ánh mắt này, Lục Lâm Thiên không cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn cười lạnh, cuối cùng nhìn chằm chằm vào nữ tử tuyệt sắc mặc áo đỏ kia. Vạn Phượng Hướng Hoàng Hoàng Lạc Nhan, nàng chính là kẻ đánh trọng thương quỷ oa, Lục Lâm Thiên cố ý một chiêu đánh trọng thương thanh niên mặc trường bào là cố ý làm. Bốn mắt nhìn nhau, nữ tử áo đỏ không thể phủ nhận có khí chất cao quý, nhưng trong đôi mắt dễ thương mang theo lãnh ý không thèm che giấu. Bang bang! Trên một khối đá khác, thân thể Ngô Phá Thiên rơi xuống đất, hắn phun máu tươi đầm đìa. Niết bàn cảnh trung giai. Ngô Phá Thiên bò dậy. Nhìn thiếu niên trước mặt rồi hít khí lạnh. Từ khí tức trên người thiếu niên này, Ngô Phá Thiên không khó nhìn ra, đối phương chính là cường giả niết bàn cảnh trung giai, tu vị này không phải hắn có thể đối phó. Ngô Phá Thiên rất buồn bực, hắn thật sự không nghĩ tới đây là người vô sắc thế giới, hắn kinh ngạc vì hai lần mình thất bại trong vạn thế liệp tràng đều thua trong tay người vô sắc thế giới. Ô, tử viêm hóa thành bản thể tử viêm huyền xà khổng lồ, thân thể khổng lồ vượt qua hư không. Hắn phun ra hỏa diễm màu tím nóng bức, hỏa diễm cuồn cuộn quét qua hư không, lập tức lan tràn tới trước mặt nam tử đối thủ. Nam tử hoàn toàn không quan tâm tới hỏa diễm màu tím, hắn ngưng kết thủ ấn, một trường ấn khổng lồ ngưng tụ ra, ngôi sao sâu trong hư không bị dẫn dắt, trường ấn tỏa ra ánh sao sáng lạn. Tinh thần trường, thanh niên quát to một tiếng, vô số khe nứt không gian quanh trường ấn sụp đổ, mang theo khí tức mênh mông quét qua các nơi, những nơi tinh thần trường đi qua.
không gian ven đường sụp đổ. Trường ấn khổng lồ đánh tan Tử Viêm đáng sợ. Xoẹt! Liệt Viêm kiếm, phá cho ta! Tử Viêm hét lớn một tiếng, hỏa diễm hóa thành trường kiếm chém một nhát. Hỏa hỏa thuộc tính áo nghĩa linh khí bắn ra, uy áp áo nghĩa linh khí mênh mông bao phủ thiên địa, lập tức trường kiếm áo nghĩa linh khí xuyên thủng tinh thần trường của đối thủ. Lập tức tinh thần trường khổng lồ rạn nứt, tiếng nổ như sơn băng địa liệt vang vọng các nơi, khí tức cuồng bạo khủng bố phóng thẳng lên trời. Tu vị niết bàn cảnh, còn có áo nghĩa linh khí, Tử Viêm thực lực mạnh như vậy từ lúc nào? Trên lầu các thành vô sắc, Tử Huyền nhìn cảnh tượng trên hư không, toàn thân kích động run rẩy. Trong 3 năm ngắn ngủi Tử Viêm có thể biến hóa như vậy làm hắn ngạc nhiên. Tử Viêm, cố gắng lên, đánh ngã đối thủ. Trên quảng trường thành vô sắc, tất cả mọi người hò hét, bọn họ kích động và lo lắng thay cho các đối thủ trên lôi đài. Thì ra còn có áo nghĩa linh khí, vậy cứ dùng áo nghĩa linh khí so sánh đi. Đối thủ của Tử Viêm, thanh niên thấy tinh thần trưởng vỡ nát, nhìn trường kiếm áo nghĩa linh khí phá vỡ không gian đánh tới, hơi có vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng không có bao nhiêu bối rối. Xuy. Trong thời gian thật ngắn, trong lòng bàn tay của thanh niên kia xuất hiện cái đĩa phong cách cổ xưa, đột nhiên cái đĩa tỏa ra hào quang sáng ngời, hào quang này nhanh chóng bao phủ không gian. Trong hào quang chói mắt đó có vô số hư ảnh ánh sao không ngừng hiển hiện, uy áp mênh mông hàng lâm thế gian, hư không phía trên tương hoàng không gian bị vô số ánh sao cực lớn bao phủ. Tinh thần luân. Thanh niên quát lớn. Thúc giục cái đĩa trong tay đánh thẳng về phía Tử Viêm, hào quang phóng đại, ánh sao như hóa thành thực chất. Lập tức vô số hư ảnh ngôi sao rơi xuống như sao băng, trực tiếp đỡ Upsilon.NG vào thân kiếm của Tử Viêm, thanh kiếm bị đẩy lùi. Không tốt, Tử Viêm sắp thua. Lục Lâm Thiên đã sớm giải quyết đối thủ, nhìn thấy đối thủ Tử Viêm mạnh như vậy, ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ, đối thủ của Tử Viêm có tu vị niết bàn cảnh sơ giai trung kỳ, thủ đoạn cũng không đơn giản. Mà Tử Viêm vừa đột phá không lâu, tuy có liệt viêm kiếm nhưng lại không bằng áo nghĩa linh khí của đối phương. Thần thiên thế giới tinh thần trưởng lưu xuất, người mang áo nghĩa linh khí đỉnh phong của thần thiên thế giới tinh thần luân, Tử Viêm sắp bại. Mạc Kình Thiên cách đó không xa, chẳng biết lúc nào hắn đã đánh bại đối thủ, nhìn thanh niên quyết đấu với Tử Viêm, ánh mắt hơi rung động, Tử Viêm đã lâm vào hoàn cảnh xấu. Ken két. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tinh thần luân giáng xuống. Tử Viêm liên tiếp bại lui, hào quang trên liệt viêm kiếm không ngừng phai mờ, rốt cuộc Tử Viêm không thể chống lại, miệng phun máu tươi đầm đìa. Ta bại. Tử Viêm quát một tiếng, hắn hiểu rõ tình huống bản thân mình, hắn thu hồi bản thể, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hơi có vẻ thất vọng, hắn cuối cùng vẫn không vượt qua bước này. Lúc này đội hình quyết đấu không nhiều, thực lực cường hãn nhất đã sớm giải quyết đối thủ, còn lại dây dưa không rõ, trên cơ bản đều là những người thực lực không kém nhau. Rầm rầm rầm, cả tương hoàng không gian ngẫu nhiên sinh ra âm thanh va chạm trầm thấp. Không nghĩ tới ngươi lại đột phá đến niết bàn cảnh. Lơ lửng giữa không trung, sắc mặt Tiết Mặc Kỳ tái nhợt, mà đối thủ của nàng là thanh niên áo trắng cũng không tốt hơn, sắc mặt tái nhợt, nhìn Tiết Mặc Kỳ, cười rất lạnh. Thanh niên áo trắng này tuổi chừng 28-29, thần sắc thanh niên áo trắng rất âm trầm. Mà thanh niên áo trắng với Tiết Mặc Kỳ cũng không xa lạ gì. Chính là Lưu Vân cấu kết Hoài Linh Ngọc đánh lén người vô sắc thế giới, Cụ Phong và Phi Dương bị đám người này đánh chết, chỉ có tên này đào thoát. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Tiết Mặc Kỳ không quan tâm, nói một câu rất bình thản. Chỉ tiếc ngươi đột phá không lâu, muốn đánh bại ta lại không được, mà bây giờ ngươi xem ra cũng không thể trèo chống được nữa. Vừa mới nói xong, ánh mắt Lưu Vân trầm xuống, thân ảnh lao thẳng về phía Tiết Mặc Kỳ, nguyên lực không ngừng chấn động. Không gian sau lưng gió nổi mây phun, đột nhiên cuồng phong quét qua tất cả, chấn vỡ không gian nơi này. Giờ phút này vì đánh bại Tiết Mặc Kỳ, Lưu Vân đã dùng toàn lực, trong nháy mắt đã phá không tới trước mặt Tiết Mặc Kỳ, khí tức hủy diệt từ một quyền này đánh ra ngoài, hư không chung quanh chấn động không nhỏ. Phi Vân Tê Thiên Quyền. Tiếng quát nhẹ vang lên, quyền kình của Lưu Vân không ngừng làm không gian nổ tung, một quyền xuyên thủng không gian giống như thiên thạch giáng xuống, xẹt qua trời cao. Lập tức đến trước mặt Tiết Mặc Kỳ. Một quyền này mang theo lực lượng hủy diệt đánh thẳng vào người Tiết Mặc Kỳ, rất nhiều ánh mắt đang quan sát, tốc độ quá nhanh, thậm chí Tiết Mặc Kỳ còn chưa có động tác gì. Cẩn thận! Trên quảng trường thành vô sắc, hàng tỷ ánh mắt ngừng thở lo lắng cho Tiết Mặc Kỳ. Trên lầu các, Tiết Hưng Quốc khẩn trương toàn thân run rẩy,
đôi mắt nhìn chằm chằm vào hư không, khẩn trương tới mức tim đập chậm lại. Trong hư không tương hoàng không gian, Tử Viêm, Hoàng Sa cũng khẩn trương. Xa xa Tôn Tiểu Nhã và Bạch Lang cũng lo lắng, ngay cả Huyền Tuyết Ngưng cũng rung động không nhỏ. Bành! Mọi người quan sát bên này, Tiết Mặc Kỳ hơi lùi tránh né một quyền này, nhưng lực lượng hủy diệt vẫn đánh vào vai của Tiết Mặc Kỳ. Chỉ trong nháy mắt, tâm thần mọi người run lên, một quyền hủy diệt này không tầm thường. Không xong! Trên quảng trường thành vô sắc, tất cả mọi người khẩn trương ngừng thở, ánh mắt hãi hùng khiếp phía nhìn qua các nơi, không có ai biết một quyền hủy diệt này, vì sao Tiết Mặc Kỳ lại không tránh hoặc hoàn thủ. Tương hoàng không gian, khi một quyền của Lưu Vân đánh vào vai của Tiết Mặc Kỳ, rất nhiều ánh mắt run lên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng hơi trầm xuống, thực lực của Tiết Mặc Kỳ hoàn toàn không dưới Lưu Vân bao nhiêu, vừa rồi đã có thể tránh đi, vì sao Tiết Mặc Kỳ muốn mạnh mẽ chống lại Lưu Vân, cầm tính mạng ra làm tiền đặt cược. Lưu Vân, ngươi cho rằng ta không thể làm gì sao? Luận tiêu hao, ngươi căn bản không cách nào so sánh với ta. Lúc một quyền đánh vào vai Tiết Mặc Kỳ, trong mắt Tiết Mặc Kỳ có hào quang lóe lên, sát ý bắn ra các nơi. Vì ta không sợ bị trọng thương, nhưng ngươi không thể. Tiết Mặc Kỳ vừa dứt lời, thân thể uyển chuyển run lên, tóc đen sau lưng dựng ngược. Trong nháy mắt ngắn ngủi, sắc mặt Tiết Mặc Kỳ tái nhợt lại bộc phát khí tức ngập trời, năng lượng mênh mông và lạ lẫm sinh ra, khí tức của nó không mang theo sinh cơ. Không tốt! Lưu Vân cảm giác không ổn, hắn nhanh chóng lui ra ngoài. Xuy! Vào giờ phút này, trên người Tiết Mặc Kỳ tỏa ra khí tức hoang vu lạnh buốt giống Huyền Tuyết Ngưng, khí tức này tuy không khủng bố như Huyền Tuyết Ngưng, nhưng khí tức hoang vu lạnh buốt tiến vào cơ thể Lưu Vân lại sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Xíu, yêu yêu. Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tay ngọc của Tiết Mặc Kỳ cầm áo nghĩa linh khí quét qua Lưu Vân, hàn quang lóe lên cắt qua cổ Lưu Vân. Bàn tay ngọc hất lên, linh khí trong tay Tiết Mặc Kỳ chấn động, sau đó là âm thanh nổ tung không nhỏ, đầu lâu Lưu Vân bị chém đứt. Đầu lâu và thân hình rời ra, ánh mắt Lưu Vân còn kinh ngạc sợ hãi, biến cố trong nháy mắt hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn thật sự không ngờ. Vì đánh chết mình, nữ nhân này lại ngạnh kháng một quyền của hắn. Xuy xuy, áo nghĩa linh khí của Tiết Mặc Kỳ biến thành rộng trăm mét, hào quang màu xanh quét qua thân thể và đầu Lưu Vân, lập tức phá hủy hư không, Lưu Vân hóa thành huyết tinh tiêu tán trong không gian. Tiết Mặc Kỳ sớm tính sẽ không cho Lưu Vân có cơ hội đầu hàng. Đến thời điểm này, tất cả mọi người ở đây đều biết rõ Tiết Mặc Kỳ từ đầu đã cố ý lâm vào yếu thế, làm cho Lưu Vân tự đại. Cuối cùng thừa nhận một kích của Lưu Vân, mục đích chính là chém giết Lưu Vân. Đáng thương Lưu Vân chết trong tính toán của Tiết Mặc Kỳ, bị đánh chết trên phong thần đài. Trực tiếp đánh chết, ngoan độc. Cả tương hoàng không gian, nhiều ánh mắt nhìn Tiết Mặc Kỳ, nữ tử tuyệt mỹ này ra tay rất gọn gàng, làm cho nhiều người ngạc nhiên. Sớm có chuẩn bị, xem ra, nữ nhân đều không dễ trêu. Khóe miệng Lục Lâm Thiên cười nhạt, cũng buông lỏng một hơi. Tiết Mặc Kỳ đã sớm có tính toán đánh chết Lưu Vân, cố ý yếu thế, làm cho Lưu Vân cho rằng nàng tiêu hao hầu như không còn, trên thực tế nàng mang theo áo nghĩa phục hồi, Tiết Mặc Kỳ căn bản không có khả năng tiêu hao hầu như không còn, trừ phi gặp phải người không thể chống lại. Mà trọng yếu nhất là, Tiết Mặc Kỳ người mang áo nghĩa phục hồi, căn bản không sợ bị trọng thương, chỉ cần không chết sẽ khôi phục, cho nên liều mạng bản thân trọng thương cũng phải xuất kỳ bất ý đánh chết Lưu Vân. Duy nhất làm cho Lục Lâm Thiên nghi hoặc chính là, Tiết Mặc Kỳ vừa rồi tỏa ra khí tức hoang vu lạnh buốt giống như Huyền Tuyết Ngưng, đối với Lục Lâm Thiên mà nói đây là điểm kỳ quái, vừa rồi Lưu Vân bị khí tức lạnh buốt kia ảnh hưởng linh hồn và thân thể, lúc này mới bị Tiết Mặc Kỳ trực tiếp đánh chết. Ai, Lưu Vân chết? Trên quảng trường tại Hồng Vân Thế Giới, hàng tỷ sinh linh nhìn hình ảnh trên ngọc bích ở không trung quảng trường, giờ phút này hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Người này là ai? Ta tuyệt sẽ không bỏ qua nữ tử này. Trên lầu các chung quanh quảng trường, một tiếng giống bi thống truyền ra, tiếng quát bao phủ quảng trường. Tiết Mặc Kỳ chiến thắng, đánh chết niết bàn cảnh sơ giai, ít nhất là chiến tôn. Trong quảng trường thành vô sắc, mọi người ngừng thở và thở ra một hơi, sau đó hưng phấn cười nói không ngớt. Tiết hộ pháp, chúc mừng. Trên lầu các, người tất cả thế lực lớn thở ra, lập tức nhao nhao chúc mừng Tiết Hưng Quốc. Tiết Mặc Kỳ chiến thắng, ít nhất cũng là chiến tôn, một chiến tôn đại biểu cho cái gì, người ở đây hiểu rõ ràng. Cùng vui cùng vui. Tiết Hưng Quốc trán đổ mồ hôi lạnh,
giờ phút này hắn cũng thả lỏng toàn thân, tim của hắn vừa rồi nằm trên cổ họng. Trong hư không tương hoàng không gian, Tiết Mặc Kỳ đặt chân xuống phong thần đài, ánh mắt nhìn qua Hoài Linh Ngọc, hàn ý trong mắt chớp động. Hoài Linh Ngọc đứng xa quan sát, nhưng cũng không có vì Lưu Vân chết mà tức giận, ngược lại ánh mắt nhìn Tiết Mặc Kỳ đầy dâm uế. Trong hư không chung quanh, lúc này cuộc chiến bái tướng đã chấm dứt, 60 người bị thua 29 người, vẫn lạc một người, còn lại 30 người còn trên phong thần đài. Mà vô sắc thế giới lúc này còn lại 4 người, Lục Lâm Thiên, Thái A, Tiết Mặc Kỳ, còn có Hoài Linh Ngọc, Hoàng Sa, Tử Viêm, Quỷ Hoa, Kim Viên đều bị thua, nhưng 4 người đều trở thành chiến tướng. Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh, lúc này còn lại 30 người có không ít thân ảnh quen thuộc, mà Kình Thiên cũng không cần nói, còn có Trung Ly Long Bàn, nhưng mà Trung Ly Hổ Cứ đã thua. Mặt khác trừ Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu Gia, còn có Tuyệt Phong Hoa, Độc Nhất Đao, Thiên Thương Ngân, những người khác có không ít tới từ võ thần thế giới, Nguyệt Hoàng thế giới, Nguyên Võ thế giới ba thế giới lớn. 30 người còn sót lại đều có thực lực rất mạnh. Lục Lâm Thiên đại khái nhìn trộm một phen, 30 người này chỉ có tu vị chuẩn niết bàn của mình là thấp nhất, còn lại đều là niết bàn cảnh sơ giai trở lên. Cuộc chiến bái tướng chấm dứt, 29 người thua trở thành chiến tướng, bất hạnh vẫn lạc một người, sau vạn thế đối quyết chấm dứt có thể chọn từ đám người dự bị trên phong thần đài bổ sung, ngày mai quyết đấu chiến tôn, những người còn lại sẽ được người tiếp dẫn giải thích, cũng chúc mừng 30 người còn lại có tư cách hưởng đãi ngộ cao hơn trong liên minh. Giọng nói già nua từ sâu trong hư không truyền ra. Sau một lát, Lục Lâm Thiên, Tô Nhan và Bắc Đông ba người đi vào nội cung. Tô Nhan và Bắc Đông hai người vốn có thái độ không kiêu ngạo không xiển nịnh, lúc này cung kính hành lễ với Lục Lâm Thiên, nói. Bái kiến thiếu chủ. Lục Lâm Thiên đã sớm cực kỳ nghi hoặc, trên phong thần đài, Tô Nhan cùng Bắc Đông hai người cũng đã hành lễ, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên rung động, vội vàng hỏi. Hai vị có ý gì? Thiếu chủ, là như thế này. Bắc Đông giải thích nghi hoặc với Lục Lâm Thiên. Chúng ta là những người tiếp dẫn, trừ tiếp dẫn người dự thi trên phong thần đài tham gia vạn thế đối quyết. Nếu người được tiếp dẫn trở thành chiến tôn, chúng ta sẽ phụng dưỡng thành thiếu chủ, về sau sinh tử sẽ đi theo thiếu chủ, phụng dưỡng trước sau như một. Người nói là, các người sau này sẽ tùy tùng ta. Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc nhìn Bắc Đông và Tô Nhan, không nói Tô Nhan. Bắc Đông chính là cường giả niết bàn cảnh trung giai, loại thực lực này ở bên ngoài có thể hùng cứ một phương, lúc này lại cam tâm tình nguyện tùy tùng mình, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên có phần ngạc nhiên. Tô Nhan nói, chúng ta là người của liên minh, trừ lệnh của minh chủ và trưởng thượng đoàn liên minh minh đồng thời ra lệnh, chúng ta không được phản bội thiếu chủ tương đương phản bội liên minh, trách nhiệm chủ yếu của ta là bảo hộ thiếu chủ an toàn. Ta hiểu rồi. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, đến thời điểm này hắn hiểu đại khái, hiện tại những người còn lại đều là chiến tôn, ngoài chiến tôn sẽ được hai đại liên minh an bài các chỗ tốt, hai người này xem như một phần chỗ tốt, lưu ở bên cạnh bảo vệ mình. Có thể trở thành chiến tôn đều có người tu vị niết bàn cảnh trung giai bảo hộ, xem như một phần tài nguyên tu luyện, mà chỗ tốt này chiến tướng không thể hưởng thụ. Lục Lâm Thiên trầm tư một hồi, lại nói với Bắc Đông và Tô Nhan. Về sau không cần quá khách khí, như lúc trước là được. Vâng, thiếu chủ. Tô Nhan Bắc Đông hai người cung kính đáp. Một lát sau, Tiết Mặc Kỳ, Thái A, Mạc Kình Thiên, Trung Ly Long Bàn cũng đi tới nội cung của Lục Lâm Thiên. Tô Nhan và Bắc Đông cũng không cần thông báo, trực tiếp để mọi người tiến vào nội cung. Tô Nhan và Bắc Đông hai người đều nhìn ra, hạch tâm của mọi người chính là thiếu chủ của bọn họ. Nhìn thấy Mạc Kình Thiên, Thái A, Tiết Mặc Kỳ, Trung Ly Long Bàn bốn người, Lục Lâm Thiên cũng nhìn sau lưng bốn người là những người tiếp dẫn, hiển nhiên cũng có đãi ngộ giống như mình. Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm, Quỷ Hoa, Kim Viên lại chia tay, mọi người dừng lại ở chiến tướng, sau lưng vẫn có người tiếp dẫn, ngược lại so với những kẻ thất bại khác còn mạnh hơn một ít, thân là chiến tướng cũng được hai đại liên minh xem trọng, nhưng trình độ xem trọng không bằng chiến tôn. Một lát sau, mọi người vẫn tiến vào trong thiên trụ giới khôi phục. Đối với Mạc Kình Thiên, Thái A, Tiết Mặc Kỳ, Trung Ly Long Bàn mà nói, ngày mai còn có quyết đấu, cần khôi phục trạng thái đỉnh phong nhanh nhất. Đội phó đánh chết Lưu Vân kia dù nằm mơ cũng không nghĩ sẽ hình thần câu diệt trong phong thần đài. Quỷ Hoa nói mang theo vui vẻ, sắc mặt vốn tái nhợt càng tái nhợt hơn trước, bị Hoàng Lạc Nhan đánh trọng thương hơi nặng.
thương thế của ngươi thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi Tiết Mặc Kỳ, cố chống một kích của Lưu Vân, người bình thường không thể làm được. Tiết Mặc Kỳ hé miệng cười cười, sắc mặt tái nhợt, nói. Ta không có đại sự gì, chỉ cần có đầy đủ thời gian là sẽ khôi phục như thường, áo nghĩa phục hồi của ta tu luyện đến cực hạn, chỉ cần một đám linh hồn bất diệt, cho dù bị đánh chết cũng có thể khôi phục. Nhanh chữa thương đi, ngày mai quyết đấu chiến tôn, ngươi không nên tỏ ra yếu thế, cho dù là người nào cũng khó dây vào. Lục Lâm Thiên nói với Tiết Mặc Kỳ. Sư huynh, ngươi nói thiếu chủ có thể đi tới mức nào? Đêm ngoài cung, Tô Nhan và Bắc Đông đứng thẳng. Ngày mai chính là quyết đấu chiến tôn, thiếu chủ có thể đi đến một bước kia, ta có thể nói, trong rất nhiều người tham gia thi đấu lần này, so với Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu, thiếu chủ làm ta nhìn không thấu. Bắc Đông nói nhỏ, dù sao thiếu chủ cũng chỉ có tu vị chuẩn niết bàn, ngày mai quyết đấu chiến tôn không có kẻ yếu, không biết thiếu chủ có thể chiến thắng hay không. Đôi mắt Tô Nhan mang theo vẻ lo lắng. Tu vị không đại biểu tất cả, thiếu chủ có thể một chiêu làm trọng thương Nguyệt Hoàng thế giới niết bàn cảnh sơ giai đã chứng minh thực lực của mình, nếu thiếu chủ có thể trở thành chiến hoàng, chúng ta có thể theo sau tiến vào thiên giới mật địa, đến lúc đó cũng có được chỗ tốt rất lớn, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tương liên với thiếu chủ. Bắc Đông nói nhỏ, không biết thiếu chủ có thể đứng đầu cửu hoàng hay không, trở thành chiến thần. Tô Nhan thì thào, chỉ sợ quá khó, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan ba người này không ai không mạnh. Bắc Đông khẽ lắc đầu, thấp giọng nói nhỏ. Đứng đầu cửu hoàng, ngạo thế thành thần, bao nhiêu năm rồi, tất cả đại trung thiên thế giới đều muốn phong hào chiến thần, nhưng vẫn luôn là vật trong tay của nguyên võ thế giới, nguyệt hoàng thế giới, võ thần thế giới mà thôi. Vào đêm, thành vô sắc lúc này sáng như ban ngày, cảm tình bành trướng. Cả quảng trường, phố lớn ngõ nhỏ đều có chúc mừng, trên phong thần đài. Vô sắc trung thiên thế giới có 10 người tham gia, 4 chiến tướng sinh ra, còn lại ít nhất 4 chiến tôn, thành tích cỡ này làm người ta cuồng nhiệt. Ngay cả tất cả thế lực lớn đều tham gia đội ngũ chúc mừng, tất cả thế lực lớn đều vô cùng hưng phấn. Thành vô sắc phân đà phi linh môn, tất cả đường chủ và trưởng lão đang ngồi đó, vây quanh Phạm Thống và Âm Quỷ. Chư vị, đại khái tính ra chúng ta đã thắng 4 trung thiên thế giới, những thương hội của trung thiên thế giới đó táng ra bại sản rồi. Phạm Thống ngẩng đầu, ánh mắt vui vẻ, trong tương hoàng không gian, tất cả đại trung thiên thế giới quyết đấu, bên ngoài đều có đặt cược, mà hắn đem tiền đặt cược đặt lên người trưởng môn và Thái A hai người, đủ một vốn bốn lời, quét ngang tất cả. Chúng ta không chơi quá lớn, dùng thực lực của phi linh môn bây giờ, sợ rằng khó ăn thêm. Du Long Đường Ngũ không thể không lo lắng, quét ngang mấy trung thiên thế giới, dùng thực lực hiện tại của phi linh môn không thể gặm toàn bộ vô sắc thế giới. Đối mặt với các trung thiên thế giới khác có thể nghĩ, thậm chí chơi với lửa có ngày chết cháy. Nếu dưới tình huống bình thường, phi linh môn không cách nào chịu nổi. Âm Quỷ ngẩng đầu nhìn mọi người, cười âm hiểm, nói. Nhưng mà các ngươi đừng quên, nếu trưởng môn và Thái A phong hoàng thành thần, ai dám ngăn cản phi linh môn? Mọi người nghe vậy đều vui vẻ, một khi Thái A và trưởng môn phong hoàng thành thần, mọi người tự nhiên biết rõ nó đại biểu cái gì. Tự nhiên không người nào dám động tới phi linh môn. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Kinh Đường hỏi. Có chút trung thiên thế giới khẳng định khó đối phó, chúng ta đến lúc đó không nên làm phiền trưởng môn, tìm một ít dễ đối phó mà động thủ. Phạm Thống ngừng một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói. Còn có võ thần thế giới. Võ thần thế giới, bài danh top 3 trung thiên thế giới trong thượng thanh đại thiên thế giới, người xác định. Âm Minh Dạ Xoa nhìn Phạm Thống, đôi mắt có máu tươi lưu động tràn ra vẻ nghi ngờ. Ta chỉ đối phó một thương hội trong đó, một. Phạm Thống nói nhỏ, trong ánh mắt mang theo rung động không nhỏ. Thành vô sắc náo nhiệt đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, trăng sáng lên cao, ánh trăng như tấm lụa bao phủ đình viện yên tĩnh. Mẫu thân, Lục Lâm Thiên đã trở thành chiến tôn, đồ đê tiện an thi giao kia có quan hệ không cạn với Lục Lâm Thiên, ta nghĩ giữ nàng lại đã là một tai họa. Trong đình viện, An Thi Đình âm trầm nói với một phu nhân. Không nghĩ tới tiện tỷ kia tiến vào thị hoang thế giới lại còn gây ra mưa gió thất thường như vậy. Phu nhân trung niên âm trầm nói. Đồ đê tiện An Thi Giao vẫn bí mật thủ hộ thương hội phi linh, không cho chúng ta tiếp xúc nhúng tay vào, sợ rằng đã sớm mang ý đối phó chúng ta. An Thi Đình nói. Mẫu thân,
Chúng ta làm sao bây giờ, nếu Lục Lâm Thiên kia trở về, đồ đệ Tiện An Thi Giao kia nhất định sẽ liên thủ với Lục Lâm Thiên, thời điểm đó chúng ta rất khó ứng phó. Tiên hạ thủ vi cường, không thể để tiện tỳ kia lật bàn, người đi làm đi. Phu nhân trung niên nói. An Thi Đình lại nói. Mẫu thân, thế nhưng bên phụ thân. Không cho hắn biết là được rồi, lúc này không thể cho tiện tỳ kia cơ hội, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn mới tốt. Phu nhân trung niên nói ra. Mẫu thân, ta biết rõ nên làm như thế nào. An Thi Giao mang theo sát ý nói một câu. Sáng sớm hôm sau, trong nội cung, Tô Nhan cung kính nói với Lục Lâm Thiên. Thiếu chủ, hôm nay quyết đấu chiến tôn, chia làm hai đợt, 30 người chia làm 15 đội đồng thời quyết đấu, 15 người thua sẽ trở thành chiến tôn, 15 người chiến thắng dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại 5 đối thủ trực tiếp phong làm chiến hoàng, còn lại 10 người quyết đấu, người thắng sẽ thành hoàng, kẻ bại làm tôn, chiến tôn tiến vào khu vực mật địa, chiến hoàng tiến vào thiên giới mật địa, chúc thiếu chủ thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Đối thủ hôm nay chắc thú vị lắm đây. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên cười nhạt nói một câu. Hôm nay đừng để ta đỡ upsilon.ng phải ngươi. Mạc Kình Thiên nói với Lục Lâm Thiên. Ta cũng nghĩ như vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua Mạc Kình Thiên, hai ngày này Mạc Kình Thiên tấn cấp rất ổn, không có sóng lớn gì cả, đây mới là đáng sợ nhất. Chi Giác nói với Lục Lâm Thiên, trên người Mạc Kình Thiên nhất định có át chủ bài gì đó, cho dù bây giờ mình chiến với Mạc Kình Thiên một trận, sợ rằng hậu quả khó chịu nổi. Mọi người nếu gặp gỡ Hoài Linh Ngọc, đều phải cẩn thận một ít. Tiết Mặc Kỳ nói nhỏ, khôi phục trong thiên trụ giới tầng thứ 3, thương thế của nàng khôi phục không kém bao nhiêu. Nghe được Hoài Linh Ngọc, ánh mắt mọi người ngừng lại, hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên chấn động, lập tức áp chế hàn ý, khóe miệng cười nhạt, nói. Trừ Hoài Linh Ngọc ra, nếu gặp gỡ người Nguyệt Hoàng thế giới, cũng tận lực cẩn thận mới tốt, đoán chừng người Nguyệt Hoàng thế giới cũng không có thiện ý với chúng ta. Oanh! Trên quảng trường thành vô sắc to như vậy chật kín người, trong vô sắc thế giới có 4 thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người, cả quảng trường xôi trào. Lục Lâm Thiên, cố gắng lên! Tiết Mặc Kỳ, ngươi là kiêu ngạo của chúng ta. Hoài Linh Ngọc, tốt lắm! Thái A, chúng ta yêu chết ngươi! Có đủ tiếng gầm vang vọng các nơi, tiếng hò hét kinh thiên động địa, càng có thiếu nam thiếu nữ tỏ lòng ái mộ của mình. Ầm ầm! Trong tương hoàng không gian, 30 tảng đá màu vàng dính liền vào nhau. Suy suy, trong nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, 30 người phân thành 15 đội, Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt thanh niên mặc cẩm bào, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thật sự lo lắng cái gì gặp cái đó, thanh niên này Lục Lâm Thiên không biết, nhưng lại biết rõ, thanh niên này là người Nguyệt Hoàng thế giới. Trước mặt Thái A xuất hiện thanh niên mặc áo dài, ánh mắt thâm thúy, tu vị niết bàn cảnh sơ giai. Tiết Mặc Kỳ nhìn thân ảnh trước mặt, nàng nhíu mày, đây không phải người lạ gì, không ngờ nàng lại gặp Hoài Linh Ngọc, trong tình huống bình thường sẽ không gặp người chung thế giới của mình, cho nên, nàng gặp gỡ Hoài Linh Ngọc, không lâu trước đó nàng còn nhắc mọi người, không ngờ mình lại gặp được. Mặc Kỳ, rốt cuộc chúng ta gặp mặt, ngươi giết Lưu Vân, ta không giết ngươi, ta còn muốn giữ lại ngươi, trở thành nữ nô của ta, tiếp nhận sủng hạnh của ta tin tưởng ngươi sẽ biết được tư vị của ta. Nhìn thấy Tiết Mặc Kỳ, Hoài Linh Ngọc cười rất dâm bản quyền. Vô sỉ hạ lưu. Ánh mắt Tiết Mặc Kỳ lạnh nhạt. Hoài Linh Ngọc cũng không thèm để ý, cười nói. Ta muốn đạt được thứ gì, chưa chiếm được. Các ngươi có thể bắt đầu. Giọng nói già nua quanh quẩn trên hư không. Oanh. Khi tiếng nói vừa dứt, không gian run lên, từng đạo khí tức lập tức dâng trào, trực tiếp bộc phát ra, bởi vì người giải quyết đối thủ trước nhất sẽ là chiến hoàng. Cho nên tất cả chiến tôn quyết đấu sẽ ra tay toàn lực với đối thủ. Rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt từng thân ảnh va chạm với nhau, cả hư không không ngừng run rẩy. Suy suy, tóc dài của Tiết Mặc Kỳ bay phất phơ, toàn thân sinh ra hàn khí lạnh buốt, trong chốc lát quét qua Hoài Linh Ngọc, cùng lúc đó đầu ngón tay mang theo áo nghĩa linh khí bay đi, giống như linh xà quét thẳng về phía Hoài Linh Ngọc. Tiểu tử, thua cho ta. Trong hư không hỗn loạn, tất cả đều hoa mắt. Hư không tan vỡ có tiếng quát truyền ra, thanh niên mặc trường bào xuất hiện trước mặt Thái A, hắn cầm trường kiếm trong tay đâm thẳng tới phía trước. Chu Ma kiếm quyết. Trường kiếm trong tay thanh niên áo dài là tiên thiên linh khí đỉnh phong, thúc giục vô số kiếm quang xé nát hư không, lập tức quét qua Thái A. Tà ảnh hồn dương kiếm, tà kiếm xuất.
Thái A âm trầm, không chút hoang mang, trong nghi tâm có hào quang lóe lên, tà ảnh hồn dương kiếm xuất hiện, thân kiếm bắn ra hào quang đặc biệt chia ra làm ba mũi kiếm, ba bí vân tử đường kiếm xuất hiện ở chung quanh. Xoẹt, ken két, tà ảnh hồn dương kiếm nhanh chóng xé tan kiếm quang của thanh niên mặc trường bào, bóng kiếm lóe lên rồi biến mất, khí tức nóng bỏng phá không lập đánh tới trước mặt thanh niên mặc trường bào. Xoẹt, trong thời gian ngắn, tinh quang trong mắt thanh niên áo dài bắn ra phía trước, trên người sinh ra áo giáp chói mắt, áo giáp giống như lân thú sinh ra uy áp rất mạnh. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Ba bí vân trường kiếm đâm thẳng vào áo giáp lân thú kia, áo giáp sinh ra khe hở rất nhỏ, nhưng lại không có rạn nứt, lập tức có dấu hiệu khôi phục. Người có linh hồn loại áo nghĩa linh khí, ta có áo nghĩa linh khí phòng ngự, linh hồn lực bình thường khó tổn thương ta, người mắc lừa rồi. Thanh niên mặc trường bào cười lạnh, người mang áo nghĩa linh khí áo giáp phòng ngự đỉnh phong, đây là át chủ bài của hắn, gần trong gang tấc, tay trái đã sớm chuẩn bị đánh ra một thủ ấn. Chấn ma ấn. Thủ ấn của thanh niên áo dài đánh xuống, khí thế cuồn cuộn bao phủ hư không, thủ ấn đánh nát không gian, hiển lộ khe hở đen kịt, mang theo một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, lập tức đánh vào ngực Thái A, lực lượng như thủy triều quét qua tất cả. Thái A cẩn thận. Trên quảng trường thành vô sắc, hàng tỷ ánh mắt vẫn quan sát Thái A chiến đấu. Trên lầu các, người phi linh môn đều ngừng thở, đôi mắt đỏ tươi như máu của âm minh dạ xoa bắn ra hào quang sáng ngời, lúc này lo lắng đến mức tận cùng. Tất cả mọi người đều khẩn trương, hàng tỷ đôi mắt ở thành vô sắc nhìn chằm chằm vào, chỉ thấy thủ ấn của thanh niên mặc trường bào đánh vào lồng ngực Thái A, thân thể gầy gò của Thái A có tử sắc kim quang lưu động, trong lúc mơ hồ mang theo khí tức lôi điện. Cùng lúc đó, khóe miệng Thái A cười lạnh, hét lớn một tiếng. Người có áo nghĩa linh khí phòng ngự thì như thế nào, chỉ tiếc ngươi chỉ có lực công kích niết bàn cảnh sơ giai đỉnh phong, nhưng căn bản không thể dao động được ta, Tu La Diệt Hồn Trường. Thái A quát lớn, đánh ra một trường ấn bằng tay trái, trường ấn có âm thanh quỷ khóc thần sầu, mang theo thế công linh hồn minh mông, lập tức đánh lên người thanh niên mặc trường bào. Ầm ầm, dưới một trường này, khí tức linh hồn nóng bỏng chấn vỡ hư không, khí kình khủng bố như phong bạo quét qua hư không. Xuy, một trường đấu một trường, thanh niên mặc trường bào lảo đảo lui ra phía sau, ánh mắt cũng ngây dại ra. Tà kiếm tam sát. Cùng một thời gian, Thái A quát một tiếng, tu vị niết bàn cảnh trung giai tung hoành tương hoàng không gian sau lưng gió nổi mây phun, vô cùng bá đạo, tà ảnh hồn dương kiếm run lên, ba thanh trường kiếm bí vân lập tức bắn ra hào quang như mặt trời mọc. Năng lượng linh hồn nóng bỏng khuếch tán ra chung quanh. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Tạch tạch tạch. Giờ phút này áo giáp trên người thanh niên mặc trường bào không thừa nhận nổi gánh nặng, từng khe hở rạn nứt như mạng nhện. Trong khe hở có máu tươi chảy ra ngoài, linh hồn lực và tà lực công kích xuyên thấu qua khe hở đó. Phụt. Thanh niên mặc trường bào phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, vội vàng hét lớn. Ta đầu hàng. Xuy. Thái A thu hồi tà ảnh hồn dương kiếm, thân hình lui ra sau vài bước, đặt chân lên tảng đá màu vàng, một tay cầm kiếm, một tay đứng chắp tay, khí tức niết bàn cảnh trung giai phóng thích ra ngoài, không gian sau lưng run lên, vô cùng bá đạo. Thái A thắng, chiến thắng trận thứ tư, trực tiếp phong làm chiến hoàng. Trong quảng trường thành vô sắc, hàng tỷ ánh mắt nhìn cảnh tượng này, không ngừng hoan hô vang vọng. Chiến hoàng, vô sắc thế giới có chiến hoàng. Trên lầu các, Thiết Hưng Quốc, Tử Huyền, Hoàng Thiên Tứ hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Thái A thuộc loại châu bò. Bà mẹ nó, tiểu tử Thái A này cũng biến thái giống trưởng môn. Trên lầu các, tất cả cường giả phi linh môn không ngừng xoa tay, nhiệt huyết sôi trào. Đôi mắt giống như máu tươi của âm minh dạ xoa đã sớm lệ nóng doanh tròng, giờ phút này nàng biết rõ tất cả đau khổ của mình không uổng phí, nàng lựa chọn lúc trước không sai. Ngao! Trong tương hoàng không gian, một hư ảnh tà long quét qua, âm thanh dâm L Sigma viết thường ạn vang vọng, trực tiếp ảnh hưởng khí tức hoang vu lạnh giá của Tiết Mặc Kỳ, lập tức đánh lui Tiết Mặc Kỳ giang thúc dục áo nghĩa linh khí, đánh thẳng vào người Tiết Mặc Kỳ. Phụt! Tiết Mặc Kỳ miệng phun máu tươi, thân thể mềm mại lập tức lảo đảo lui ra sau, nói. Ta nhận thua. Sớm nhận thua mới tốt, ta không nỡ làm ngươi bị tổn thương, hiện tại chỉ sớm nói cho ngươi biết, thực lực của các ngươi không thể chống lại ta. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Hoài Linh Ngọc nhìn Tiết Mặc Kỳ cười nói thật dâm bản quyền.
Đôi mắt Tiết Mặc Kỳ trầm xuống, nhìn lên không gian, lúc này Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân ba người đã sớm đánh bại đối thủ, Thái A và Mạc Kình Thiên cũng đánh bại đối thủ của mình, top 5 đã bị chiếm, trầm giọng nói. Ta hiện tại nhận thua, dường như đã không thể tiến vào top 5, ta xem ra ngươi đã thua rồi. Khặc khặc, top 5 thì sao, ta căn bản không ngại trà đạp một tên, chờ xem, ngươi trốn không thoát, bọn chúng cũng trốn không thoát. Hoài Linh Ngọc cười lạnh nói. Bành bành bành. Trên hư không có âm thanh nổ tung trầm thấp, hỏa diễm, hàn băng, hơi nước các công kích va chạm với nhau, hư không tương hoàng không gian vang lên âm thanh nổ tung đinh tai nhức óc. 30 người quyết đấu đã có thời khắc bình tĩnh, Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân ba người dễ dàng đánh bại đối thủ, Thái A cũng không rớt lại phía sau quá lâu, Mạc Kình Thiên không biết thi triển thủ đoạn gì đã tiến vào top 5. 5 người trực tiếp trở thành chiến hoàng, vô số ánh mắt động dung, ánh mắt Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân trực tiếp đánh giá Thái A và Mạc Kình Thiên. Oanh! Lục Lâm Thiên cũng vốn định tiến vào top 5. Chỉ tiếc đối mặt với tên thanh niên cẩm bào của Nguyệt Hoàng thế giới, thực lực đối phương khó chơi, niết bàn cảnh sơ giai nhưng đạt tới hậu kỳ đỉnh phong, trên người còn mang áo nghĩa linh khí phòng ngự, tia chớp quấn quanh hai tay, lúc này đánh bất phân thắng bại, cũng làm cho Lục Lâm Thiên cảm thán, người của Nguyệt Hoàng thế giới có thủ bút không nhỏ. Có chút thực lực, đáng tiếc còn chưa đủ, nhớ kỹ, đánh bại ngươi là Nguyệt Hoàng thế giới phủ gia phủ tô. Thanh niên mặc cẩm bào đã sớm mặc một kiện áo giáp màu đỏ phong cách cổ xưa, thân ảnh thong thả lui ra sau vài bước, thân thể như mũi tên lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Đại Lãng Viêm Hỏa Trưởng. Thanh niên mặc cẩm bào lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, năng lượng mênh mông quét qua tất cả, một hư ảnh trưởng ấn ngưng tụ trong hư không, trưởng ấn xuất hiện gợn sóng không gian kỳ lạ, giống như sóng biển lăn tăn. Ầm ầm, trưởng ấn đánh ra, không gian chung quanh nổ tung. Lực lượng khủng bố mang theo nhiệt độ rất mạnh, năng lượng cuồng bạo quét qua các nơi. Xuy. Trong nháy mắt trưởng ấn mang theo khí tức nóng bỏng và uy áp rất mạnh, giống như vòi rồng tàn phá những nơi nó đi qua, vết nứt không gian đen kịt xuất hiện lan tràn hơn vạn mét, không gian sinh ra vết rạn nứt như mạng nhện, nhanh chóng ảnh hưởng tới phiến hư không này, cũng trực tiếp bao phủ trước mặt Lục Lâm Thiên. Nhìn trưởng ấn này, Hoàng Lạc Nhan đứng trên tảng đá quan sát bên này. Trong nội tâm Hoàng Lạc Nhan rất rõ ràng, Phù Tô chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ dưới mình trong Nguyệt Hoàng thế giới. Phù gia thân là nhân tộc nhưng ở trong Nguyệt Hoàng thế giới có thú tộc chiếm đa số, nhưng Phù gia lại có thực lực vô cùng khủng bố. Phù Tô thúc giục Đại Lãng Viêm Hỏa Trưởng, ngay cả nàng cũng không dám chủ quan, tu vị Niết Bàn cảnh trung giai khó có người chống lại, dường như Lục Lâm Thiên cũng chỉ là chuẩn Niết Bàn mà thôi, là kẻ yếu trong 30 người ở đây. Cho nên vào lúc này Hoàng Lạc Nhan cũng không đặt Lục Lâm Thiên vào trong mắt, một nhân vật không danh tiếng trong vô sắc thế giới lại dám Upsilon Nguyệt Hoàng thế giới, như vậy nhất định phải giáo huấn mới tốt. Thực lực không kém, không hổ là thế hệ trẻ đỉnh phong của Nguyệt Hoàng thế giới. Vào lúc trưởng ấn mang theo hỏa viêm khủng bố đánh thẳng tới phía trước, chỉ trong chốc lát ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, khóe miệng cười vui vẻ, từng đường cong huyền ảo xẹt qua như thiểm điện. Cùng một thời gian, Kim, Thanh, Lam, Xích, Hoàng năm loại hào quang thuộc tính lóe lên, hư không trong tương hoàng không gian đột nhiên xuất hiện hắc động hai màu đen trắng, chính giữa là vòng cung tương liên với nhau hình thành đồ án đen trắng xoay tròn, trong chốc lát cả hư không chấn động dữ dội. Thời không lao ngục. Trong thời gian ngắn ngủi, một đạo hào quang chói mắt lóe lên quanh người Lục Lâm Thiên, thủy thuộc tính, thời không lao ngục, lan tràn, trực tiếp bao phủ không gian, thủy thuộc tính bảng bạc lóe lên các nơi. Linh hồn áo nghĩa. Thời gian áo nghĩa tăng thêm không gian áo nghĩa, ngũ hành áo nghĩa tương khắc tương sinh dung hợp vào nhau. Oanh! Nhiệt độ cả không gian lạnh giá lại, làm cho người ta có cảm giác như rơi vào trong hầm băng, cảm giác hàn băng lạnh giá tới mức tận cùng, dường như năng lượng trong phiến thiên địa này bị đóng băng, biên giới không gian lập tức nứt vỡ, không gian gió nổi mây phun, cũng bao phủ hư không vị trí Phù Tô vào trong. Tạch! Đồng thời trong, thời không lao ngục, không gian bị đóng băng. Trực tiếp đóng băng hỏa diễm trưởng của Phù Tô, hàn khí đông cứng hư không, khí tức hủy diệt của hỏa diễm trưởng biến mất không còn. Trong không gian quỷ dị này, Phù Tô đằng đằng sát khí biến sắc, trong không gian hàn băng khủng bố này, hắn mới thấy lực công kích quỷ dị như vậy lần đầu tiên, giống như có vô số áo nghĩa tương dung với nhau, trong đó còn có một đạo áo nghĩa quỷ dị làm cho hỏa thuộc tính của hắn bị áp chế.
Biến hóa như vậy làm cho Phù Tô có cảm giác không thể chống lại, cũng không cách nào giãy giụa ra ngoài, lực lượng hàn băng bao phủ thân thể, không gian đều bị hàn băng bao phủ, còn có linh hồn lực khủng bố quét qua các nơi. Còn có thủ đoạn này. Khi Lục Lâm Thiên thúc giục thời không lao ngục, rất nhiều áo nghĩa xuất hiện, từng ánh mắt nhìn qua đầy kinh hãi. Một người có thể tu luyện nhiều áo nghĩa như thế, thiên phú thật khủng khiếp. Ánh mắt Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu nhìn Lục Lâm Thiên đầy chấn động. Dung hợp áo nghĩa thật khủng khiếp, thiếu chủ không phải là người bình thường. Trong nội cung xa xa, ánh mắt Bắc Đông rung rung, uy năng lan tràn trên không trung, làm cho hắn cảm giác sợ hãi, cũng cảm thấy khó mà chống lại. Phá cho ta! Trong thủy thuộc tính, thời không lao ngục, Phù Tô kinh hãi, áo giáo màu đỏ quanh người bộc phát nguyên lực phô thiên cái địa ra chung quanh thân thể xuất hiện hàn băng, hắn chấn vỡ hàn băng sinh ra khe nứt không gian. Người đã mất cơ hội nhận thua, sống hay chết phải xem thiên ý như thế nào. Lục Lâm Thiên đứng giữa không gian, áo bào xanh bay phất phới, tiếng gầm truyền ra, vừa dứt lời khí tức hàn băng bộc phát, năm ngón tay siết chặt, thủy thuộc tính, thời không lao ngục, run lên. Thủy thuộc tính, thời không lao ngục, co rút lại, không gian to như thế bắt đầu vặn vẹo đáng sợ. Xoẹt! Trong khoảng thời gian ngắn, không gian đóng băng, khí tức hàn băng vô hình bao phủ hư không, không gian hàn băng lớn vạn mét nhanh chóng hóa thành ngọn núi băng ngàn mét. Trong băng sơn có đồ án âm dương không ngừng xoay tròn. Trong giây phút này không gian run lên, bỗng nhiên mây đen hiển hiện, thiểm điện lôi minh, thiên uy cuồn cuộn. Loại thủ đoạn nào lại có thể dẫn phát thiên uy hàng lâm? Từng ánh mắt như nhìn thấy quỷ, không gian hàn băng khủng bố này lại dẫn phát thiên uy xuất hiện, giờ phút không gian hàn băng dày đặc, hư không lan tỏa hàn khí rất mạnh, mọi người cảm nhận khí tức hủy diệt đang tới gần. Phù Tô muốn lùi lại nhưng không gian chung quanh đều đóng băng cả, dưới thiên uy mênh mông, trong nội tâm lo sợ kinh hãi, sâu trong linh hồn ép hắn phải nhận thua. Ầm ầm, băng sơn rơi xuống. Nương theo thiên uy cuồn cuộn nện thẳng vào Phù Tô, không gian chung quanh bị đóng băng tan vỡ sinh ra khe nứt không gian đen kịt. Phanh! Âm thanh nổ tung trầm đỡ upsilon, C như sấm sét rền vang, hư không chung quanh chấn động, không gian sụp đổ như thác lũ, khí tức hàn băng quét qua tất cả các nơi, hư không bao la sinh ra không ít vết nứt không gian giống như biến thành mạng nhện. Hàn băng dày đặc bao phủ tảng đá màu vàng dưới chân, vụng băng bay đầy trời. Ầm ầm, phụt. Sau khi hư không khôi phục bình thường, trên tảng đá màu vàng, thân ảnh Phù Tô xuất hiện trong mắt mọi người, hắn phun một ngụm máu hóa thành băng xương ra ngoài, áo nghĩa linh khí phòng ngự của hắn xuất hiện không ít vết rạn nứt lớn. Phù Tô lúc này toàn thân vết máu loang lỗ, khí tức uể oải đến mức tận cùng, dựa vào áo giáo áo nghĩa linh khí phòng ngự mới có thể nhặt về một cái mạng, nhưng hắn cũng không còn lực tái chiến. Ta nhận thua. Phù Tô vừa dứt lời, huyết phụ không ngừng tung tóe, không chủ động nhận thua sẽ bị giết không tha, có quy tắc này cho nên không ai dám cao ngạo trên phong thần đài. Vô sắc trung thiên thế giới Lục Lâm Thiên thắng. Thực lực thật mạnh, thanh niên kia là ai? Những người trong không gian chung quanh vô cùng ngạc nhiên, không ít người khiếp sợ khi nhìn Lục Lâm Thiên, thực lực cỡ này thật đáng sợ. Hừ, trên dung nhan tuyệt mỹ của Hoàng Lạc Nhan chấn động, nàng nhíu mày suy tư. Lục Lâm Thiên thu liếm khí tức. Hắn cũng có phần ngạc nhiên, áo giáp phòng ngự của Phù Tô cũng không kém, nếu không có áo giáp áo nghĩa linh khí phòng ngự này, chỉ sợ Phù Tô không phải trọng thương đơn giản như thế. Nhìn qua chung quanh, lúc này tất cả mọi người đã giải quyết đối thủ của mình, trong đám người chỉ còn lại hai người đang đấu nhau. Đó là thanh niên áo vàng và thanh niên mặc trường bào, hai người đều có tu vị niết bàn cảnh sơ giai, thực lực cũng sàn sàn nhau, ngay cả linh khí giao thủ cũng không chênh lệch nhau, giao thủ khó phân thắng bại. Hẳn là thanh niên áo vàng sẽ chiến thắng. Lục Lâm Thiên sinh ra hứng thú, thanh niên áo vàng là thổ thuộc tính, mà thanh niên mặc trường bào là thủy thuộc tính. Tuy hai người không có lĩnh ngộ thuộc tính tương khắc, nhưng trong ảnh hưởng vô hình, thực lực hai người không chênh lệch nhau nhiều, cho nên lâu dài thanh niên mặc trường bào sẽ ăn thiệt thòi không nhỏ. Đúng như Lục Lâm Thiên suy đoán, sau mấy chiêu thanh niên áo vàng tìm được cơ hội, thừa cơ thi triển át chủ bài công kích đánh bại thanh niên mặc trường bào. Lúc này 30 chiến tôn đã có 15 người bị đánh bại. Lục Lâm Thiên đặt chân lên tảng đá màu vàng, mây mù mờ ảo cách xa nhau, trên không trung hiện tại chỉ còn lại 15 khối đá, võ phá thương khung Nhâm Tiêu Diêu, vạn phượng hướng Hoàng Hoàng Lạc Nhan, kinh thiên nhát kiếm Tịnh Vô Ngân, Thái A,
diệu thủ không không mạc kình thiên, đạp không vô ảnh thiên thương ngân, phong hoa tuyệt đại tuyệt phong hoa, hoành đao diệt không độc nhất đao, còn có thanh niên đánh bại Tử Viêm cũng ở trong đó. Hoài Linh Ngọc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cuối cùng nhìn thân ảnh quen thuộc, Hoài Linh Ngọc hai ngày qua dễ dàng đi tới bước này, tà khí trên người hắn lan tràn ra chung quanh, làm cho Lục Lâm Thiên có một loại trực giác, dường như Hoài Linh Ngọc càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được ánh mắt của Lục Lâm Thiên, Hoài Linh Ngọc cũng không che giấu hàn ý trong mắt của mình, ánh mắt như đang nói với Lục Lâm Thiên, một khi gặp gỡ hắn sẽ không khách khí. Ánh mắt Lục Lâm Thiên dần dần lăng lệ, sát ý trong mắt bắn ra không chút che giấu, gặp gỡ Hoài Linh Ngọc, mình cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, hai người chắc chắn sẽ có cơ hội gặp nhau. Siêu siêu, ánh mắt hai người không nhìn nhau bao lâu, khi hai người cuối cùng phân thắng bại, lúc này người tiếp dẫn đã tới, quyết đấu chiến tôn trừ Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân, Thái A, Mạc Kình Thiên gia, còn lại 10 người phải tiến hành trận đấu thứ hai, thắng thành hoàng, bại làm tôn, cả hai thừa hưởng tài nguyên chênh lệch một trời một vực. Thái A trở thành chiến hoàng, Tiết Mặc Kỳ thất bại, chỉ có thể trở thành chiến tôn, tại sao lại gặp gỡ Hoài Linh Ngọc? Trên quảng trường thành vô sắc không ngừng có tiếng nghị luận, Hoài Linh Ngọc chống lại Tiết Mặc Kỳ, làm cho Tiết Mặc Kỳ bị thua, chuyện này làm mọi người tiếc hận. Có lẽ mọi người cho rằng nếu gặp gỡ đừng người của trung thiên thế giới khác, có lẽ Tiết Mặc Kỳ còn có cơ hội chiến thắng, thực lực Hoài Linh Ngọc càng khủng bố hơn so với lúc trước. Lục Lâm Thiên và Hoài Linh Ngọc cần tiến hành đấu đợt thứ hai, không biết kết quả sẽ như thế nào, hai người chiến thắng sẽ thành chiến hoàng và chiến tôn có đãi ngộ cách nhau một trời một vực. Đường Ngũ, người nói trưởng môn sẽ đấu trận tiếp theo như thế nào? Thiên Xu nhìn qua hư không trước Ngọc Bích, hắn hỏi Du Long Đường Ngũ. Đây không phải nói nhảm sao, trưởng môn còn nhiều thủ đoạn chưa vận dụng tới, thậm chí căn bản cũng không có vận dụng toàn lực, những người này làm sao có thể là đối thủ của trưởng môn, ta xem khó có người là đối thủ của trưởng môn. Đường Ngũ nói, oanh, Đường Ngũ vừa dứt lời, hư không trước Ngọc Bích rung động, trong tương hoàng không gian lại bắt đầu quyết đấu lần nữa, trong đó 10 khối đá màu vàng ghép lại với nhau, sau đó tương liên hồn nhiên thiên thành. Trong tương hoàng không gian, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu quan sát chung quanh, hắn chú ý thanh niên đánh bại Tử Viêm. Người này chính là đầu lĩnh thần thiên trung thiên thế giới, tinh thần trưởng Lưu Xuất, trong tay hắn có tinh thần luân chính là áo nghĩa linh khí thanh danh hiển hách của thần thiên thế giới, người phải chú ý thật nhiều. Lục Lâm Thiên dò xét thanh niên này, lúc này Mạc Kình Thiên truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Lúc này trước mặt Hoài Linh Ngọc chính là Thiên Thương Ngân, thần sắc Thiên Thương Ngân có phần mất tự nhiên. Tuy hắn chú ý quan sát trong mấy ngày qua, thanh niên âm tà này thực lực rất quỷ dị. 6 người khác cũng có đối thủ của mình, không có người nào chủ quan cả. Xa xa, Mạc Kình Thiên, Thái A, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan 5 người rút lui khỏi tảng đá của mình, nhưng ánh mắt vẫn quan sát 10 người kia. Bắt đầu đi, người thắng thành hoàng, kẻ bại làm tôn, chúc các ngươi may mắn. Lúc này có lão giả đạp không đứng đó. Âm thanh vang vọng khắp hư không. Oanh! Lúc hắn vừa dứt lời, thanh niên vai hùm hàm én dùng xu thế như bôn lôi đánh thẳng vào đối thủ. Xoẹt! Cùng lúc đó Thiên Thương Ngân bộc phát không gian áo nghĩa, thân ảnh xuất hiện tàn ảnh như thiểm điện, lập tức đến trước người Hoài Linh Ngọc, trong cùng thời gian phất tay một đánh nổ không gian, lập tức đánh thẳng về phía Hoài Linh Ngọc. Muốn chết! Hoài Linh Ngọc lạnh nhạt quan sát tất cả, đột nhiên toàn thân bộc phát khói đen phô thiên cái địa. Bỗng nhiên hư không dung chuyển, khí thế âm tàn hung hãn, uy áp mênh mông hàng lâm, dưới thế công của Thiên Thương Ngân đột nhiên đình trệ. Oanh! Hoài Linh Ngọc bộc phát khói đen như mực bao phủ không gian, trực tiếp va chạm với thế công của Thiên Thương Ngân. Đạp đạp! Thân thể Thiên Thương Ngân lui ra phía sau, hắn biến sắc khi nhìn khói đen đánh tới, lập tức một khe hở bao phủ thân thể của hắn, hắn phóng thích không gian áo nghĩa tạo thành chấn động không gian, thân thể lảo đảo lùi lại phía sau. Ta ghét nhất người thi triển không gian áo nghĩa, thành thật cho ta. Trong thời gian ngắn, thân ảnh Hoài Linh Ngọc đã xuất hiện trước mặt Thiên Thương Ngân, lập tức đánh ra một quyền kình, Thiên Thương Ngân dùng không gian áo nghĩa cũng khó có thể đào thoát. Ngao! Quyền ấn đánh thẳng vào khói đen ngưng tụ thành tà long dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng vào thân thể Thiên Thương Ngân. Âm thanh trầm đỡ upsilon, C vang lên, quanh người Thiên Thương Ngân xuất hiện vết rạn nứt. Hư ảnh tà long đỡ upsilon.ng vào thân thể của hắn, miệng hắn phun máu tươi, thân thể lập tức bị đánh bay ra xa.
Thiên Thương Ngân bị đánh bại trong một chiêu, cảnh tượng này làm cho Tĩnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan ở xa cũng phải chấn động không nhỏ. Xuy, Lưu Xuất không ngừng công kích Lục Lâm Thiên, chân hắn đạp mạnh vào tảng đá màu vàng dưới chân sinh ra vòng xoáy nguyên lực thật lơ, thân thể lao tới như mũi tên, thời điểm này xuất hiện như thiểm điện trước mặt Lục Lâm Thiên, hắn không khách khí đánh một quyền vào ngực Lục Lâm Thiên. Đùng, quyền kình không ngừng phá không đánh tới phía trước. Cảm thụ âm thanh xé gió truyền tới, thần sắc Lục Lâm Thiên không thay đổi, cánh tay run lên, một quyền màu vàng ngạnh kháng một quyền của Lưu Xuất. Bành! Âm thanh trầm đỡ Upsilon, C vang lên, hai quyền không ngừng va chạm với nhau, không gian chung quanh bị nghiền nát, cả không trung chấn động dữ dội, sau đó hai người trực tiếp biến mất, thân ảnh hai người biến mất thật nhanh. Xuy! Thân thể Lưu Xuất bị đẩy lui, ánh mắt hắn biến hóa. Hắn không ngờ đối phương công kích còn mang theo linh hồn công kích, nhưng mà dù sao đi tới vòng này không có kẻ yếu, thân thể lảo đảo lui ra phía sau hơn 10 bước mới ổn định thân thể. Vật chất công kích và linh hồn khả năng công kích tương dung không lưu dấu vết, đúng là có chút thực lực, tu vị chuẩn niết bàn có thể tiến tới bước này thật khó tưởng tượng nổi, nhưng mà hôm nay ai cũng không thể ngăn cản ta thành hoàng, chiến tôn tặng cho ngươi đi. Lưu Xuất ổn định thân thể, mắt thấy Lục Lâm Thiên, hắn lãnh đạm nói một câu. Nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ muốn nhân cơ hội điều động nguyên lực âm thầm ngưng tụ công kích mà thôi, động thủ đi. Lục Lâm Thiên cười cười nhìn Lưu Xuất, nói. Nhưng mà danh tiếng chiến hoàng vô duyên với ngươi. Hừ, Lưu Xuất bị Lục Lâm Thiên vạch trần mục đích, sắc mặt biến hóa, khẽ hừ một tiếng, hắn ngưng kết thủ ấn trong tay, một trường ấn khổng lồ được ngưng tụ ra. Oanh, trường ấn vừa ra, hư không sau lưng Lưu Xuất run lên. Trên trường ấn ngưng tụ vô số ngôi sao, quang ảnh ngôi sao bao phủ trường ấn, vô số vết nứt không gian xuất hiện, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi lực lượng mênh mông bộc phát ra ngoài. Đây là tinh thần trường sao. Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn ra trường ấn này bát phàm. Tinh thần trường. Lưu Xuất quát, hắn đánh thẳng vào người Lục Lâm Thiên, trường ấn mang theo khí tức mênh mông, ven đường hắn đi không gian chấn động dữ dội, trường ấn vạch phá không gian đánh tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Long ảnh tí. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay Lục Lâm Thiên run lên, hắn đánh ra một quyền ngưng tụ ánh sáng màu vàng ngăn cản thế công của đối thủ. Ngao. Hư ảnh hoàng kim long bao phủ nắm đấm của Lục Lâm Thiên, mọi người có thể thấy được, trong thời gian thật ngắn đó, hư ảnh hoàng kim cự long va chạm với trường ấn của Lục Xuất. Phanh. Va chạm như thế, hư ảnh kim long và trường ấn có ánh sao khổng lồ va chạm với nhau, năng lượng khủng bố quét qua tất cả các nơi. Đạp đạp, lực lượng to lớn quét qua tất cả, thân thể hai người lảo đảo lui ra phía sau, Lục Lâm Thiên lui hai bước mới ổn định thân thể, Lưu Xuất trực tiếp bị đánh lui ra sau, hắn bay ngược ra phía sau, hắn rơi xuống vài chục mét. Bành, thân thể Lưu Xuất rơi xuống đất, tảng đá màu vàng run lên, cũng không có chút vết rạn nứt nào, ngược lại khóe miệng của hắn chảy máu tươi. Bành bành, cùng lúc này... Cách tảng đá màu vàng không xa có một thanh niên lưng hùm vai gấu đánh ra hai đấm, lực lượng cuồng mãnh đánh vỡ hư không, trực tiếp công kích đối thủ, miệng phun mảnh vỡ nội tạng ra ngoài. Có chút thực lực, có thể ép ta vận dụng tinh thần luân. Dùng MU bàn tay lau sạch máu trên khóe miệng, Lưu Xuất nhìn vết máu đỏ thẫm MU bàn tay, ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo thần sắc giận dữ, hắn quát thật lớn, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối luân bàn phong cách cổ xưa. Chỉ trong nháy mắt uy áp bộc phát mênh mông, lập tức hàng lâm phiến hư không này. Giờ phút này hư không cả tương hoàng không gian sinh ra vô số ánh sao, lúc này ánh sao cũng bị dẫn dắt sinh ra hào quang chói mắt, nhật nguyệt tinh thần sinh ra vòng xoáy thật lớn, nội tâm mọi người sinh ra hàn ý. Xoẹt! Lưu Xuất quán chú nguyên lực vào tinh thần luân, hào quang bao phủ không gian, vô số hư ảnh ngôi sao xuất hiện hư ảnh chân thật, làm cho người ta rung động khó hiểu. Áo nghĩa linh khí như vậy tuyệt đối ít thấy. Áo nghĩa linh khí này cũng không phải vật phàm. Giờ phút này ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng ngưng trọng, hoàn toàn không dám chủ quan. Tinh thần luân. Khi Lưu Xuất quát lớn, hắn thúc giục luân bàn tấn công Lục Lâm Thiên, hào quang bao phủ hư không, hư ảnh ngôi sao phá không bay thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Chỉ trong chốc lát, hư ảnh dung chuyển cửu thiên, vô số ngôi sao từ trời rơi xuống với uy thế kinh tâm động phách. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, thân ảnh của hắn hòa vào không gian chung quanh, trong lúc nhất thời tiếng long ngâm vang vọng các nơi, nương theo đó là âm thanh va chạm vang vọng hư không.
khanh khanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, long hồn kiếm giáp bao phủ thân thể của hắn, long uy lan tràn ra chung quanh, đầu rồng giống như vật còn sống không ngừng gào thét dữ dội. Siêu, siêu. Lục Lâm Thiên xoay người, cánh tay run lên, hư không sau lưng gió nổi mây phun, hai tay cầm hai thanh bí vân đoản kiếm và năm chuôi bí vân trường kiếm sau lưng bay ra khỏi vỏ. Ngao ngao ngao. Âm thanh long ngâm vang lên liên tiếp, thất kiếm lướt đi hóa thành bảy đầu rồng đáng sợ, chúng giống như vật còn sống quét qua các nơi. Long uy kinh người bao phủ các nơi, linh lực mênh mông làm nội tâm mọi người sợ hãi. Long uy hàng lâm phiến không gian này, bảy đầu cự long ẩn chứa linh hồn áo nghĩa, hư chấn rung động sau đó sụp đổ. Hư ảnh bảy đầu cự long không ngừng quét qua các nơi, trong thời gian ngắn lao thẳng về phía trưởng ấn có ngôi sao bao phủ trước mặt. Xuy. Ở trong hư không, thân thể lưu suất đột nhiên phá không xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, tinh thần luân trong tay tỏa ra hào quang sáng ngời, giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lục Lâm Thiên. Ngao. Lục Lâm Thiên thúc giục đồ án trên long hồn kiếm giáp, hư ảnh đầu rồng bạo phát ra ngoài, lập tức va chạm vào tinh thần luân. Oanh. Cả hai va chạm vào nhau, hư không chấn động dữ dội, hào quang chói mắt bạo phát ra các nơi. Xíu. Yêu yêu. Dưới sự quan sát của nhiều người, hư ảnh đầu rồng xuyên thủng tinh thần luân do lưu suất thúc dục, chẳng biết tại sao, tinh thần luân trong tay lục suất từ từ ảm đạm. Rầm rầm rầm. Cùng một thời gian, dường như bị ảnh hưởng gì đó, ngôi sao trong hư không vỡ nát, giữa không gian có tiếng lôi minh vang vọng các nơi, trong nháy mắt không gian nổ tung, năng lượng cuồn cuộn quét qua các nơi. Hư ảnh ngôi sao nổ tung, bảy hư ảnh hóa thành hình rồng xé rách không gian. Phụt. Lưu suất phun máu tươi, hắn không ngừng rên rỉ đau đớn. Ngao ngao. Bảy chuôi bí vân bảo kiếm xẹt ngang hư không, âm thanh long ngâm vang vọng các nơi, khí tức mênh mông cuồn cuộn làm không gian chung quanh vặn vẹo, thất kiếm lập tức hóa thành bảy đạo hào quang, chốc lát xẹt qua hư không, phá không lao thẳng về phía lưu suất. Ta thua. Sắc mặt lưu suất trắng bệch, tinh thần luân trong tay xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, hắn biết rõ, mình đã vô lực tái chiến. Ông ông, thất kiếm tề minh sau đó quay về long hồn kiếm giáp bộc phát âm thanh rung động lòng người, ánh mắt của nhiều người rung động và hâm mộ. Trong thế hệ trẻ đỉnh phong của các trung thiên thế giới, người có thể có được áo nghĩa linh khí cũng không nhiều. Thắng, cả hai đều thắng, ba người phong làm chiến hoàng, ngày mai tranh giành phong thần. Vô sắc thế giới chúng ta sắp quật khởi, lúc này sẽ lấy ba người làm vẻ vang. Trên quảng trường thành vô sắc. Mắt thấy Hoài Linh Ngọc và Lục Lâm Thiên đánh bại đối thủ, từng tiếng hoan hô vang lên điếc tai. Không nghĩ tới có thể đi đến một bước này, nhưng trong trận đấu phong chiến thần của hai đại liên minh vào ngày mai, lo gì Lục Lâm Thiên không chết. Trên lầu các, Hoài Viễn Khôi cười lạnh. Trong tương hoàng không gian, Lục Lâm Thiên đặt chân lên tảng đá màu vàng, lúc này Hoài Linh Ngọc, Tuyệt Phong Hoa, Độc Nhất Đao và Đại Hán Dâu Hùng Hàm Én Khôi Ngô cũng đã chiến thắng đối thủ. Kẻ bại làm tôn. Người thắng thành hoàng, 10 người này mới thật sự là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ. Ngày mai chính là quyết đấu đỉnh phong. 20 chiến tôn cũng rất mạnh. Chúc mừng thiếu chủ trở thành chiến hoàng. Tô Nhan và Bắc Đông cung kính hành lễ, hai người vô cùng mừng rỡ, thiếu chủ trở thành chiến hoàng, như vậy có thể mang hai người bọn họ vào thiên giới mật địa. Không cần đa lễ. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Trở thành chiến hoàng, đi đến một bước này đối với Lục Lâm Thiên mà nói là đương nhiên, mục tiêu chính thức của hắn là đứng đầu cửu hoàng, mà không phải là chiến hoàng. Thiếu chủ trở thành chiến hoàng, ngày mai sẽ có hộ hoàng đội đến đây thủ hộ an toàn của thiếu chủ. Bắc Đông nói, hộ hoàng đội. Lục Lâm Thiên hơi có vẻ nghi hoặc, nghe ba chữ hộ hoàng đội thì biết là hai đại liên minh phân phối cho mình. Thiếu chủ là người Vạn Thiên Liên Minh, lúc này đại biểu cho Vạn Thiên Liên Minh. Thiếu chủ trở thành chiến hoàng, dựa theo dĩ vãng, ngày mai có lẽ sẽ phân phối 5 niết bàn cảnh và 30 đại đạo cảnh tới làm hộ hoàng đội, sau vạn thế đối quyết, về sau hộ hoàng đội sẽ thủ hộ an toàn của thiếu chủ, sẽ nghe lệnh thiếu chủ. Tô Nhan nói, nhiều như vậy sao? Lục Lâm Thiên vẫn khiếp sợ, 5 niết bàn cảnh, 30 đại đạo cảnh trở thành hộ hoàng đội, Vạn Thiên Liên Minh thật sự cam lòng bỏ vốn gốc. Nhưng mà Lục Lâm Thiên suy nghĩ lại cũng phải. Có thể đi tới bây giờ và trở thành chiến hoàng, thiên phú của tất cả mọi người đã không thể nghi ngờ, hai đại liên minh sắp sửa hao phí tài nguyên cực lớn bồi dưỡng bọn họ,
tự nhiên không hy vọng mình gặp chuyện không may, cho nên phái đội hình như vậy bảo hộ là đương nhiên. Thiểu chủ có thể đứng đầu cửu hoàng, như vậy người giám hộ sẽ tăng thêm. Tô Nhan nói nhỏ, chiến thần, Lục Lâm Thiên thì thào, 9 người ngày mai đều rất khó đối phó, tuyệt đối sẽ không có kẻ yếu, đám người Tịnh Vô Ngân lại vô cùng cường hãn. Quy tắc quyết đấu ngày mai ra sao? Sau khi than thở, Lục Lâm Thiên hỏi Tô Nhan và Bắc Đông. Quyết đấu phong thần ngày mai sẽ dùng quy tắc 521. Bắc Đông trả lời. Lục Lâm Thiên hỏi hai người. Thế nào là quy tắc 521? Tô Nhan giải thích nói. Quyết đấu phong thần ngày mai sẽ có cải biến quy tắc. Ngày mai 10 chiến hoàng hội sẽ rút thăm định ra quy tắc 521. Do 10 người rút thăm trước phân thành 5 đội quyết đấu. Kẻ bại rời khỏi tranh đoạt quyết đấu phong thần. 5 người chiến thắng sẽ rút thăm. 5 người sẽ phân thành 2 đội. Còn lại một người trực tiếp trở thành chiến hoàng, cũng rời khỏi quyết đấu phong thần, hai người chiến thắng cuối cùng sẽ quyết đấu với nhau, người thắng thành thần, kẻ bại thành hoàng. Bắc Đông nói, quyết đấu phong thần ngày mai, hai đại liên minh sẽ có 5 trưởng trưởng tới quan sát, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có 10 trưởng thượng của 5 đại liên minh xuất hiện, cửu hoàng một thần 10 người, phân biệt sẽ bái nhập môn hạ trưởng thượng, trở thành đệ tử thân truyền của bọn họ. Còn có 10 trưởng thượng đến đây sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, trưởng thượng chính là người có chức vị cao nhất dưới minh chủ liên minh mà thôi, kỳ thật thực lực cũng cao tới đáng sợ, giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa. Có thể bái nhập làm đệ tử thân truyền của bọn họ, về sau tiền đồ có thể nghĩ. Nhưng mà những trưởng thượng này, Lục Lâm Thiên lại không quan tâm nhiều, mình cũng không thiếu sư phụ, thậm chí cũng không muốn bái sư, con đường tu luyện của mình có sư phụ lão nhân gia an bài là đủ rồi. Một lát sau, đám người Mạc Kình Thiên, Thái A trước sau đi tới nội cung của Lục Lâm Thiên. Trung Ly Long Bàn, Tang Trạm, Lâu Tinh Minh, Hùng Hỏa cũng đi theo, mọi người gặp mặt hàn huyên vài câu. Trung Ly Long Bàn và Trung Ly Hổ Cứ, Tang Trạm, Hùng Hỏa, Lâu Tinh Minh. Chúc mừng Lục Lâm Thiên, Thái A hai người. Đối với đám người Trung Ly Long Bàn và Tang Trạm mà nói, bọn họ sớm quen biết Lục Lâm Thiên, Thái A. Lục Lâm Thiên và Thái A lúc này trở thành chiến hoàng của hai đại liên minh, về sau tiền đồ cũng có thể nghĩ. Lúc này giao tình càng sâu, về sau sợ rằng đạt được chỗ tốt càng lớn, cho nên lúc này có nhiều giao tình mới tốt. Hoàng Sa, Tử Viêm, Tôn Tiểu Nhã, Bạch Lang, Quỷ Hoa, Tiết Mặc Kỳ, Kim Viên cũng cao hứng thay Lục Lâm Thiên cùng Thái A, thành tích của vô sắc trung thiên thế giới có thể nói là vô cùng cao. Một lát sau, Tô Nhan cùng Bắc Đông nhìn vào nội cung. Đám người Lục Lâm Thiên tự nhiên tiến vào trong thiên trụ giới chuẩn bị cho cuộc chiến phong thần ngày mai. Trong thiên trụ giới tầng thứ 2, mọi người đều ở bên trong, Tiết Mặc Kỳ có một ít thương thế cần chữa trị. Lâm Thiên huynh đệ, người biết quy tắc ngày mai chứ? Mạc Kình Thiên hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói nhỏ. Quy tắc 521, đại khái đã biết rõ. Mạc Kình Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, nói. 10 người. Ngày mai chúng ta cùng xuất phát chứ? Cũng như đã nói lúc trước, ta sẽ hết sức đánh bại ngươi. Lục Lâm Thiên cười nói. Mạc Kình Thiên lườm, nói. Ta cũng sẽ hết sức, ngươi nên cẩn thận, ngươi rất khủng bố đấy, nhưng mà ta cũng không chiến mà hàng đâu. Lục Lâm Thiên cười, hắn không nói chuyện, từ lời của Mạc Kình Thiên hắn cũng biết đại khái, Mạc Kình Thiên nhất định nắm chắc bài, mãi cho tới bây giờ hắn chưa từng dùng hồn thiên hàn băng bích long liên. Sợ rằng vẫn còn át chủ bài khác trên người. Sư phụ, nếu ta gặp ngươi phải làm sao bây giờ, ta có nên trực tiếp nhận thua không? Thái A cười hắc hắc nói. Nếu ngươi gặp sư phụ, cứ toàn lực ứng phó, ta muốn xem hai tên biến thái các ngươi gặp nhau sẽ như thế nào. Mạc Kình Thiên vỗ vai Thái A, hắn thật rất muốn biết, hai sư đổ biến thái này gặp nhau sẽ như thế nào. Lục Lâm Thiên nhìn Thái A, nghiêm mặt nói. Nếu ngươi gặp gỡ ta, cứ toàn lực ứng phó, cũng tốt để sư phụ đánh giá thực lực của ngươi đạt tới trình độ nào. Ân, Thái A nghe vậy cũng gật đầu. Ngày mai tổng cộng 10 người, 7 người khác trừ Hoài Linh Ngọc ra, 6 người theo thứ tự là võ thần thế giới Kinh Thiên Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân, Nguyệt Hoàng thế giới Vạn Phượng Hướng Hoàng Hoàng Lạc Nhan, Nguyên Võ thế giới Võ Phá Thương Khung Nhâm Tiêu Diêu, Phượng Dương thế giới Phong Hoa Tuyệt Đại Tuyệt Phong Hoa, Pháp Đạo thế giới Hoành Đao Diệt Không Độc Nhất Đao. Tăng thêm song tinh thế giới Man Quyền Giang Đảo Lưu, 6 người này đều rất khó dây vào, cho dù là kẻ nào cũng không phải người lương thiện. Mạc Kình Thiên nói nhỏ, trong mắt sinh ra chiến ý.
Song tinh thế giới man quyền giang đảo lưu. Trong 10 người Lục Lâm Thiên chỉ không biết tên thanh niên to lớn mà thôi, lúc này nghe Mạc Kình Thiên nói tên đó tên là Giang Đảo Lưu. Mạc Kình Thiên nói, song tinh thế giới bài danh thứ 5, thực lực chỉnh thể cũng không yếu, man quyền Giang Đảo Lưu này là mãnh nhân, nghe nói là nhân vật truyền kỳ trong song tinh thế giới. Cho dù là kẻ nào cũng rất khó dây vào. Lục Lâm Thiên cười nhạt nói ra. Chopping Thiên trụ giới tầng thứ 7, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, vạn thế đối quyết hiện tại đã tiến vào top 10, chính mình tuy còn chưa dùng toàn lực, nhưng mà 9 người còn lại đều là thế hệ đỉnh phong trong cùng lứa ở các trung thiên thế giới phụ thuộc thượng thanh đại thiên thế giới, 9 người này rất khó đối phó. Hoài Linh Ngọc tồn tại cũng làm Lục Lâm Thiên lo lắng. Hoài Linh Ngọc cũng là chiến hoàng, từ miệng Tô Nhan và Bắc Đông hắn biết được chiến hoàng sẽ có hộ hoàng đội, sau vạn thế đối quyết. Bên người Hoài Linh Ngọc sẽ có hộ hoàng đội. Lục Lâm Thiên nghĩ đến sau khi có hộ hoàng đội, muốn đối phó hắn càng phiền toái hơn, huống chi Hoài Linh Ngọc khi trở về vô sắc thế giới, đến lúc đó hậu hoạn vô cùng. Cho nên trong lòng Lục Lâm Thiên suy nghĩ ngày mai phải giải quyết Hoài Linh Ngọc, đây là cơ hội tốt nhất, nếu không ra tay thì khó có cơ hội lần nữa. Suy tư một hồi, Lục Lâm Thiên cũng tiến vào trong lĩnh ngộ, ngày mai mới là quyết đấu đỉnh phong, phải tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh phong. Trong quảng trường tại thành vô sắc, Hoài Linh Ngọc, Lục Lâm Thiên, Thái A đều là người vô sắc trung thiên thế giới chúng ta đấy. Vô sắc trung thiên thế giới chúng ta quật khởi rồi, ba hoàng một tôn bốn tướng, còn gì nở mày nở mặt hơn chứ? Không biết ngày mai ai sẽ đứng đầu cửu hoàng, trở thành chiến thần đây? Còn có thể là ai, võ thần thế giới kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân, nguyệt hoàng thế giới vạn phượng hướng hoàng hoàng Lạc Nhan, nguyên võ thế giới võ phá thương khung Nhâm Tiêu Diêu. Ta nghĩ chỉ có ba người này trở thành chiến thần mà thôi. Trong hư không vô tận, trên một tảng đá diện tích 100 mét có mây mù lượn lờ, một thân ảnh áo xám già nua ngồi đó, toàn thân không có chút khí tức chấn động nào, nhìn qua giống như không còn sinh cơ, cho nên cũng không người nào có thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Lão giả áo xám già nua nhìn bộ dáng chừng 100 tuổi, đầu đầy tóc bạc, ngay cả lông mi cũng màu trắng, nhưng trên mặt hồng hào, ánh mắt không bận tâm. Quỷ cốc. Người cảm thấy 10 người ngày mai ai sẽ là chiến thần? Một lát sau, lão giả già nua hỏi trong hư không. Xuy. Không gian hơi chấn động, một khối nham thạch hiện ra, một lão giả tóc đen chừng 60 xuất hiện, nói. Có mấy người nhìn rất tốt, nhưng mà có mấy người cũng khó nhìn thấu. Lục Lâm Thiên mang rất nhiều áo nghĩa, cũng đều lĩnh ngộ không kém, hôm nay công kích phối hợp với áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, thật sự rất cường hãn. Tu vị chuẩn niết bàn có thể trực tiếp đánh bại tinh thần luân của Lưu Xuất, thực lực này rất khủng bố. Thân ảnh già nua nói với lão giả tóc đen. Mặc kệ hắn có bao nhiêu áo nghĩa, cũng không quan hệ tới ngươi, hắn là người Vạn Thiên Liên Minh. Lão giả tóc đen lườm lão giả tóc bạc. Vạn Thiên Liên Minh thì thế nào, đừng quên, Vạn Thiên Liên Minh các ngươi đoạt không ít người của Chiến Thiên Liên Minh đấy. Thân ảnh già nua người chừng tóc đen lão giả liếc. Lão giả tóc đen Phong Đạm Vân khinh nói. Vậy thì thế nào, cũng không phải ta đoạt, huống chi là do bọn họ lựa chọn. Ngươi! Lão giả tóc bạc trợn mắt, lập tức xoay chuyển ánh mắt sau đó tươi cười, nói. Quỷ cốc, ngươi đừng quên, ngày mai sẽ có 6 lão gia hỏa đến, với nhãn lực của bọn họ, đến lúc đó không khó phát hiện Lục Lâm Thiên mang áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, chúng ta giấu giếm lâu như vậy, sợ rằng khó giấu được nữa, đến lúc đó bọn họ phát hiện Lục Lâm Thiên. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ buông tay sao? Lão giả quỷ cốc tóc đen chấn động, lập tức nói. Dựa theo quy tắc, ta có thể chọn trước. Vậy xem ngày mai hắn sẽ chọn ai đây? Thân ảnh già nua mỉm cười, trong mắt mang theo thần sắc lừa dối. Hô! Thiên trụ giới tầng thứ 7, kim sắc quang mang từ từ tiến vào trong cơ thể, Lục Lâm Thiên khép hờ mắt, con ngươi màu vàng lóe lên rồi biến mất, khí tức man hoang cũng thu liễm lại. Thời gian đã tới. Lục Lâm Thiên thì thào, từ từ đứng dậy, chiến ý trong mắt bộc phát. Hình như đi sớm hơn không ít. Sau khi rời khỏi nội cung, Lục Lâm Thiên duỗi lưng mỏi, phát hiện mình ra thiên trụ giới sớm một ít, lúc này còn chưa tới sáng sớm, hư không xa xa có không ít khí tức điều tức, trong đây cũng không có người, trên cơ bản trong tương hoàng không gian sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Xuy. Nhưng vào lúc này không gian sinh ra chấn động kỳ lạ. Một đạo hư ảo già nua lập tức xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, vào lúc này không gian rung lên, hư không chung quanh biến hóa.
Ngươi là người phương nào? Thời điểm Lục Lâm Thiên phát hiện thì mình đã ở trong không gian lạ lẫm, trước mặt có một thân ảnh già nua xuất hiện, thân thể theo bản năng lui ra sau vài bước, thần sắc cảnh giác. Toàn thân lão giả già nua này không có chút khí tức chấn động nào, thậm chí không có bất kỳ sinh cơ gì, nhưng Lục Lâm Thiên cảm thấy trên người lão giả này có khí tức vô hình, sợ rằng đã sớm dung nhập vào trong hư không, không chỗ nào không có, sợ rằng chỉ cần động tác rất nhỏ cũng bị lão giả này biết rõ trước tiên. Từ trên người lão giả này, linh hồn lực nhạy cảm của Lục Lâm Thiên cảm thấy khí thế khó hiểu, khí thế kia giống như không nhìn thấy sự tồn tại của hắn, nó giống như khi lên đỉnh núi cao mới phát hiện bầu trời không thể chạm tới, căn bản không thể nào vượt qua. Đối mặt Lục Lâm Thiên cảnh giác, lão giả già nua cười hòa ái, nói. Ta đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta chính là một trong những người trông coi vạn thế đối quyết và vạn thế liệp tràng, được gọi là Nhàn Vân Hoàng giả, thật lâu trước khi... Ta chính là chiến hoàng trong vạn thế đối quyết, rất nhiều cường giả mạnh hơn ta lúc trước cũng đã vẫn lạc hoặc gặp đại nạn. Bái kiến Nhàn Vân Hoàng giả. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức ôm quyền hành lễ, trong mắt mang theo thần thái tôn kính, cũng không hoài nghi nhiều, trong tương hoàng không gian này không thể có người ngoài tiến vào, Tam Kỳ lão nhân đã từng nói người trông coi vạn thế liệp tràng chính là siêu cấp cường giả. Không cần phải khách khí. Nhàn Vân Hoàng giả nhìn thấy thái độ của Lục Lâm Thiên lại rất thỏa mãn, nói. Lục Lâm Thiên, ngày mai quyết đấu phong thần, là cuộc chiến đỉnh phong, người có thể tin tưởng đi tới cuối cùng. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Lục Lâm Thiên không biết Nhàn Vân Hoàng giả hỏi câu này có ý gì, cũng không nghĩ nhiều. Nhàn Vân Hoàng giả chờ mong Lục Lâm Thiên, hòa ái cười cười, nói. Người biểu hiện không tệ trong vạn thế liệp tràng, như vậy đi. Mặc kệ ngươi hôm nay thành tích như thế nào, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Cái này, Lục Lâm Thiên lập tức sững sờ, nhìn Nhàn Vân Hoàng giả, ánh mắt có chút kinh ngạc. Nhàn Vân, ngươi là đồ vô sỉ, ở trước mặt ta chơi bình chướng không gian, ngươi cảm thấy hữu dụng sao? Nhưng vào lúc này, trong không gian lạ lẫm bị xé rách một khe hở, lập tức một đạo thân ảnh lướt đi, mái tóc đen, bộ dáng chừng 60. Ánh mắt bình tĩnh nhưng lại làm người ta hãm sâu vào đó, đôi mắt tức giận nhìn Nhàn Vân Hoàng giả. Tu vị thật mạnh. Lục Lâm Thiên nhìn lão giả tóc đen, lão giả này xuất hiện thậm chí không sinh ra chút khí tức chấn động nào, nhưng trực giác bảo Lục Lâm Thiên biết rõ, lão giả này có thực lực không dưới Nhàn Vân Hoàng giả, hắn hoàn toàn có thể dung nhập vào trong không gian. Hai người này dường như có chút dị thường. Lục Lâm Thiên nhìn hai người này, linh hồn lực nhạy cảm phát hiện chỗ đặc biệt. Quỷ cốc, người khẩn trương cái gì, ta chỉ tâm sự với Lục Lâm Thiên mà thôi. Nhàn Vân nhìn qua quỷ cốc, trên mặt trừ mỉm cười lại không có chút xấu hổ. Ta đã sớm biết ngươi sẽ vô sỉ như vậy, muốn nhanh chân đến trước, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Quỷ cốc trừng Nhàn Vân Hoàng giả, lập tức quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên đầy nghi hoặc, nói. Lục Lâm Thiên, ngươi là người Vạn Thiên Liên Minh đúng không? Vãn bối xem như thế đi. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, dùng danh nghĩa Vạn Thiên Liên Minh tham gia Vạn Thế Đối Quyết, đây là hành động bất đắc dĩ, cho nên hiện tại trước mặt người Vạn Thiên Liên Minh, trở thành người của Vạn Thiên Liên Minh cũng không có gì là không tốt. Lão giả tóc đen tiếp tục nói. Ta chính là Vạn Thiên Liên Minh Quỷ Cốc, người bình thường xưng hô ta là Quỷ Cốc Hoàng giả, cũng là trưởng thượng trong Vạn Thiên Liên Minh, có lẽ người tiếp dẫn người đã nói, lúc này tổ chức Vạn Thế Đối Quyết, Cửu Hoàng Nhất Thần sẽ được trưởng thượng thu làm đồ đệ. Người của Vạn Thiên Liên Minh nên bái nhập Vạn Thiên Liên Minh, Nhàn Vân là người của Chiến Thiên Liên Minh, ngươi không cần để ý tới, nếu bái nhập môn hạ của ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tài nguyên tu luyện tốt nhất, cho ngươi có thành tích tốt trong thương khung chiến trường. Lục Lâm Thiên, ngươi đừng nghe quỷ cốc nói, ngươi là người Vạn Thiên Liên Minh nhưng bái nhập môn hạ của ta, bọn họ cũng không dám nói gì, Vạn Thiên Liên Minh chỉ biết buôn bán mà thôi, ngươi muốn có chỉ dẫn trong lúc tu luyện, nên gia nhập môn hạ của ta. Những năm gần đây đệ tử Vạn Thiên Liên Minh giao thủ với Chiến Thiên Liên Minh đều là thua nhiều thắng ít. Lục Lâm Thiên, ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ an bài một người tới bên cạnh ngươi. Nhàn Vân Hoàng giả còn chưa dứt lời, Quỷ Cốc Hoàng giả phất tay, Lục Lâm Thiên rời khỏi không gian lạ lẫm, quay về nội cung, không gian vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, cũng không gặp Nhàn Vân Hoàng giả và Quỷ Cốc Hoàng giả. Đây là việc gì? Lục Lâm Thiên sờ sờ mũi, khẽ ngẩng đầu. Lúc này đã qua đêm tối, chân trời hư không phương đông có tia sáng ban mai đầu tiên, các khí tức không ngừng thức tỉnh. Tịnh Vô Ngân.
hư không hơi sáng lên, ở cung điện bên cạnh, Lục Lâm Thiên lại nhìn thấy người ôm kiếm đứng đó, một người một kiếm hồn nhiên thiên thành, chính là võ thần thế giới kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân. Tịnh Vô Ngân cũng phát hiện Lục Lâm Thiên, bốn mắt nhìn nhau, gật đầu với nhau. Thiếu chủ, có người tới tìm ngươi. Nhưng vào lúc này, Tô Nhan lại đi vào cung điện, cũng chỉ có Tô Nhan và Bắc Đông mới trực tiếp đi vào cung điện của Lục Lâm Thiên. Là ai? Lục Lâm Thiên hỏi, trong lúc này hắn không biết ai tới. Tên là Hướng Hầu Minh, hình như là được quỷ cốc trưởng thượng đặc biệt gọi từ ngoài tới. Tô Nhan nói. Sau một lát, trong cung điện, linh động công tử Hướng Hầu Minh mặc cẩm bào tinh xảo cực kỳ đẹp đẽ quý giá, toàn thân không nhiễm hạt bụi nào. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Thái A, Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Hoàng Sa, Quỷ Hoa, Kim Viên, Tôn Tiểu Nhã, Bạch Lang các loại, Hướng Hầu Minh kích động, nói. Vô sắc trung thiên thế giới sẽ lấy các ngươi làm vẻ vang, không biết ai bảo ta tới đây, bảo ta chuyển cáo với các ngươi, cả vô sắc trung thiên thế giới đang chờ các ngươi chiến thắng quay về. Nghe Hướng Hầu Minh nói thế, mọi người cảm thấy nội tâm kích động bành trướng, ngay cả Lục Lâm Thiên cũng không ngoại lệ, có chút cảm xúc. Đúng rồi, Hướng lão ca, làm sao ngươi tới đây? Lục Lâm Thiên hỏi Hướng Hầu Minh. Chuyện này rất dài dòng. Hướng Hầu Minh nói chuyện xảy ra vài ngày trước, mọi người nghe Hướng Hầu Minh được Vạn Thiên Liên Minh Quỷ Cốc trưởng thượng thu làm đệ tử nhập thất, đều có phần khiếp sợ và hâm mộ. Lục Lâm Thiên đã hiểu gì đó, có lẽ Quỷ Cốc trưởng thượng chính là Quỷ Cốc hoàng giả mình gặp cách đây chưa lâu, người này thu Hướng Hầu Minh làm đệ tử nhập thất chính là muốn lôi kéo mình. Sau đó mọi người biết được trên quảng trường thành vô sắc có được thời không hình chiếu truyền tống trận cỡ lớn, có thể giúp người trong vô sắc thế giới thấy rõ tình huống trong tương hoàng không gian. Biết bọn họ chiến đấu mấy ngày qua đã được người trong thành vô sắc chú ý, có hàng tỷ người hò hét cho mình, mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Suy suy. Vào thời khắc này hư không bình tĩnh sinh ra gợn sóng không gian, tám thân ảnh xuất hiện trong hư không này, bỗng nhiên tất cả dao động biến mất như chưa từng xuất hiện. Sau lưng tám người này có mấy trăm thân ảnh cung kính đứng sau lưng bọn họ, khi mấy trăm thân ảnh xuất hiện, cả hư không gió nổi mây phun, sinh ra khí tức rất mạnh. Tám người đi đầu phong khinh vân đạm, lẳng lặng đứng trong hư không quan sát tất cả, rõ ràng đứng tại đó nhưng người ta rất khó phát giác. Nhàn Vân, Quỷ Cốc, chúng ta đã tới, các ngươi còn không đi ra sao? Trong tám người, lão giả to lớn đứng ngoài cùng bên trái có tóc dài màu đen và áo choàng hơi tán loạn. Ánh mắt như thần, ngẩng đầu nói vào trong hư không. Mặc Ngã Hành, ngươi lần này tới đây chào hỏi sao? Trên không trung, Quỷ Cốc nói chuyện. Mặc Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Hỏa Loan, Phục Ma, Linh Thai, Dược Vương, Ngọc Linh Tử, Kiền Khôn Chân Nhân, các ngươi đã tới. Nhàn Vân Hoàng giả vừa dứt lời, Quỷ Cốc hai người cũng xuất hiện giữa không trung. Thiếu chủ, vừa mới nói chuyện chính là Chiến Thiên Liên Minh Mặc Ngã Hành trưởng thượng. Cũng là người nguyên võ thế giới Nhâm gia. Thứ hai là Tịnh Kiếm Hoàng, trưởng thượng Chiến Thiên Liên Minh, cũng là người Tịnh gia trong võ thần thế giới. Người thứ ba là Hỏa Loan, thân phận nàng có chút đặc thù, chỉ có ghế trưởng thượng trong Chiến Thiên Liên Minh, cũng là người Nguyệt Hoàng thế giới Phượng Hoàng nhất tộc. Thứ tư Phục Ma Hoàng giả, thứ năm là Linh Thai Hoàng giả, đều là trưởng thượng của Chiến Thiên Liên Minh. Kế tiếp là Dược Vương, Ngọc Linh Tử, Kiền Khôn Chân Nhân, ba người này chính là trưởng thượng của Vạn Thiên Liên Minh chúng ta. Thượng diện Nhàn Vân Hoàng giả là trưởng thượng Chiến Thiên Liên Minh, Quỷ Cốc Hoàng giả là trưởng thượng của Vạn Thiên Liên Minh. Nhàn Vân Hoàng giả và Quỷ Cốc Hoàng giả cũng là trưởng thượng trong coi Vạn Thế Liệp Tràng. Đứng ở xa xa, Lục Lâm Thiên nhìn tám người xuất hiện, bảy lão nhân và một phu nhân, Tô Nhan đứng bên cạnh giới thiệu cho Lục Lâm Thiên biết. Lục Lâm Thiên nghe xong cũng dò xét, hắn nhớ rõ tám người này trong lòng. Mười trưởng thượng xuất hiện. Chuyện này làm nội tâm Lục Lâm Thiên sinh ra cảm giác run rẩy, 10 người này rõ ràng không tiết khí tức ra ngoài, nhưng cả hư không sinh ra biến hóa khó hiểu. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên dò xét không trung, lập tức có 10 khối đá rơi xuống, 10 trưởng thượng ngồi ngay ngắn trên 10 ghế đá phong cách cổ xưa, Quỷ Cốc và Nhàn Vân hai người ngồi ở trung ương, chung quanh là Mặc Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng và Hỏa Loan ba người. Các trưởng thượng khác ngồi theo thứ tự. Mấy trăm thân ảnh phía sau sinh ra khí tức chấn động rất mạnh. Xoẹt. Khi 10 vị trưởng thượng ngồi ngay ngắn, 10 tảng đá màu vàng trong hư không run lên, trứng lơ lửng xoay tròn, kim sắc quang mang quanh quẩn, khí tức kinh tâm động phách, không gian xung quanh xoay tròn và vặn vẹo. Oanh.
10 khối đá màu vàng chạm vào nhau, hội tụ dung hợp cùng một chỗ tạo thành quảng trường lớn, hồn nhiên thiên thành, nguyên vẹn không sứt mẻ, giống như chúng là một chỉnh thể. Dưới quảng trường màu vàng, mây mù mờ ảo, hồn nhiên thiên thành, kim quang tràn ngập, làm người ta cảm thấy tâm thần chấn động không nhẹ. Hôm nay là ngày tổ chức quyết đấu phong thần cuối cùng, 10 vị chiến hoàng lên sân khấu. Sau lưng 10 trưởng thượng đang ngồi có một lão giả bộ dáng chừng 50 tuổi nói vọng ra. Siêu siêu. 10 người nghe vậy đạp mạnh một cái, chân nguyên khởi động lao lên bình đài. Bái kiến chư vị trưởng thượng. 10 người cùng đứng ngay ngắn, hành lễ với 10 trưởng thượng trước mặt. 10 vị chiến hoàng rút thăm quyết định, 10 khối ngọc giản, đen trắng vàng bạc xanh 5 loại màu, các ngươi rút 2, rút thăm có ngọc giản dùng đen trắng vàng bạc xanh 5 loại màu sắc phân biệt trình tự, phân biệt cùng lên sân khấu bắt đầu rút thăm. Lão giả vừa dứt lời, người tiếp dẫn nhanh chóng cầm dương ngọc xuất hiện trước mặt 10 người, cho bọn họ rút thăm công bằng. Đến bây giờ 10 người này tu vị thực lực có lẽ cũng đã kém nhau không xa, loại quy tắc này có chút không công bằng. Nghe nói lúc này vô sắc trung thiên thế giới có 4 chiến tướng, 1 chiến tôn, 3 chiến hoàng A Hát. Trên bệ đá có một lão giả đầu chọc nói với mọi người. Phục ma, tin tức của ngươi rất linh thông, đúng là thế, lần này vô sắc trung thiên thế giới đúng là bất phàm. Quỷ cốc cười nói, lúc này Mỹ phu nhân nói nhỏ. Thành tích bực này nguyên võ thế giới, nguyệt hoàng thế giới, võ thần thế giới chưa từng có. Thành tích này không kém, nhưng mà muốn chiếm phong hào chiến thần sợ rằng không có khả năng. Mỹ phu nhân lạnh nhạt nhìn quỷ cốc tử, ánh mắt nhìn 10 người trên đài, nhìn chăm chú vào Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân 3 người, nói nhỏ. Hôm nay không biết ai là chiến thần. Nhưng mà Vạn Thiên Liên Minh hẳn là không thắng được rồi. Thật sao, khó có lúc Hỏa Loan ngươi tin tưởng như vậy, bằng không chúng ta đánh bạc một trận chứ? Quỷ cốc nói với Mỹ phu nhân. Đánh cuộc gì? Mỹ phu nhân ghé mắt hỏi. Cũng không đánh bạc lớn, ba kiện áo nghĩa linh khí như thế nào? Quỷ cốc cười nói. Ta cược phong hào chiến thần sẽ là của Vạn Thiên Liên Minh. Hỏa Loan A Hát, lúc này xuất hiện không ít người trẻ tuổi không tệ. Nhàn Vân Thân là trưởng thượng của Chiến Thiên Liên Minh, hảo ý nhắc nhở Hỏa Loan. Ba kiện áo nghĩa linh khí thì ba kiện, ta muốn xem Vạn Thiên Liên Minh xuất hiện thiên tài gì. Mỹ phu nhân cười nhạt một tiếng, cũng không cho rằng Nhàn Vân nói đúng. Quỷ cốc mỉm cười, cũng không có nói gì nữa, ánh mắt các trưởng thượng nhìn qua võ đài, hứng thú đánh giá các thanh niên tuấn tài. Trên quảng trường màu vàng, Lục Lâm Thiên tiếp nhận một khối ngọc giản, là màu vàng. Vòng thứ ba lên sân khấu, nhìn 9 người chung quanh, Lục Lâm Thiên đều thấy mọi người thu ngọc giản lại, không thể xem mình sẽ đấu với ai. Vòng thứ nhất quyết đấu lên sân khấu, những người khác lui ra phía sau. Lão giả nói ra, 10 người nghe vậy, ánh mắt 8 người khẽ nhúc nhích, lúc này bay ra ngoài. Trên quảng trường thành vô sắc, tất cả mọi người nhìn vào hư không, thấy 2 người còn lưu lại. Vì sao là bọn họ, lại gặp phải nhau? Là Hoài Linh Ngọc và Thái A, đều là người vô sắc thế giới chúng ta. Nhìn qua quảng trường, trên quảng trường nhiều người ngạc nhiên. Có chút không ổn. Lục Lâm Thiên thối lui ra khỏi quảng trường, lại nhìn 2 người ở quảng trường, Hoài Linh Ngọc và Thái A, 2 người đều cầm ngọc giản màu đen, 2 người này gặp gỡ làm cho Lục Lâm Thiên không thể không lo lắng thay Thái A. Trong hư không có nhiều ánh mắt quan sát 2 người. Vô sắc thế giới Hoài Linh Ngọc quyết đấu vô sắc thế giới Thái A. Trong lúc chiến đấu không được hạ sát thủ, không được vận dụng ngoại lực, người vi phạm trực tiếp bị xử trí đánh chết hoặc rời khỏi quyết đấu, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu. Trên bệ đá, lão giả quát lớn. Thân thể gầy gò của Thái A tiến lên, khi lão giả dứt lời khẽ ngẩng đầu, trong mắt bắn ra tinh quang khiếp người, khí thế bộc phát làm lòng người sợ hãi. Niết bàn cảnh trung giai. Từng ánh mắt rung động nhìn Thái A, thanh niên gầy gò đã đạt tới cấp độ niết bàn cảnh trung giai. Nhiều người là niết bàn cảnh cũng phải hâm mộ ghen ghét. Niết bàn cảnh trung giai, thật sự không ngờ ngươi tiến bộ nhanh như thế. Nhìn Thái A, Hoài Linh Ngọc cười âm hiểm, nói với Thái A. Nhưng cho dù ngươi là niết bàn cảnh trung giai, sợ rằng kết cục hôm nay cũng giống ngày đó. Nếu không phải ngươi đánh lén ngày đó, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm, hôm nay ngươi không cách nào đánh lén, cho nên kết cục ngươi phải biết. Bàn chân Thái A rời khỏi mặt đất. Lệ quang lóe lên trong mắt, khí kình vô hình bộc phát ra ngoài,
mang theo một đạo sóng xung kích động lăng lệ bá đạo bao phủ không gian. Xem ra ngươi muốn báo thù. Hoài Linh Ngọc cười lạnh, trong mắt bắn ra hàn quang, nói. Đã như vậy, gọn gàng đi, ta sẽ không khách khí với ngươi, ngươi cũng không khách khí với ta, vậy phải xem ai có bản lĩnh hơn. Mạng ngươi sẽ nằm trong tay ta. Thái A vừa dứt lời, trong mi tâm có khí tức nóng bỏng bộc phát ra ngoài, khí tức này giống như dung nham nóng chảy, làm cho người ta cảm giác linh hồn run rẩy một cách vô thanh vô tức, nhiệt độ trong không gian tăng lên. Xuy, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, lưu quang bị Thái A nắm trong tay, trường kiếm trong tay biến thành quỷ dị, bí vân quanh quẩn toàn thân, nhiệt độ khủng bố làm linh hồn bị phỏng, chính là áo nghĩa linh khí tạ ảnh hồn dương kiếm của Thái A. Áo nghĩa linh khí A hát. Ánh mắt Hoài Linh Ngọc nhảy lên, ánh mắt âm trầm nhìn vào tà ảnh hồn dương kiếm của Thái A. Hoài Linh Ngọc, chịu chết đi. Ánh mắt Thái A trầm xuống, phất tay lao thẳng về phía Hoài Linh Ngọc, mang theo tàn ảnh liên tiếp, nguyên lực bộc phát cuồn cuộn. Thái A biết rõ Hoài Linh Ngọc cường hãn cho nên không dám khinh địch, vừa ra tay đã dùng toàn lực, tốc độ nhanh tới tận cùng. Xuy. Giữa hai người tổng cộng chỉ cách nhau vài chục mét, khi Thái A dùng toàn lực thì khoảng cách này quá ngắn. Tà ảnh hồn dương kiếm run lên, hào quang chói mắt tỏa sáng. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Ba mũi kiếm chia ra, hóa thành ba thanh bí vân quang ảnh trường kiếm, chúng mang theo tà khí và nhiệt độ cực cao. Xoẹt. Trong giây phút này, mũi kiếm nghiền nát hư không chung quanh rạn nứt đen kịt. Tà kiếm tam sát. Trong nháy mắt ngắn ngủi, kiếm quang lướt đi, Thái A cầm tà ảnh hồn dương kiếm run lên lần nữa. Ba thanh bí vân quang tăng uy năng lên rất nhiều. Thực lực rất mạnh, kẻ này bất phàm. Tất cả ánh mắt trong hư không đều nhìn qua, lúc này nhiều người quan sát Thái A, thiếu niên gầy gò này thực lực rất mạnh, không ít tông lão gật đầu thừa nhận. Nhìn ba bóng kiếm đánh tới, ánh mắt Hoài Linh Ngọc sinh ra hàn ý ngập trời, trong mi tâm có hàn quang lóe lên. Đây là đại kỳ màu đen, bí vân quấn quanh đại kỳ, khói đen cuồn cuộn còn mang theo tà á dâm uế. Đại kỳ bộc phát khí tức khủng bố, làm cho người chung quanh quảng trường khiếp sợ. Phệ hồn kỳ. Vào lúc này Hoài Linh Ngọc cười lạnh, khói đen trên đại kỳ bộc phát, nó dùng xu thế phô thiên cái địa va chạm với kiếm của Thái A. Xuy. Kiếm quang lăng lệ xé rách không gian, lại không thể xé rách đại kỳ. Cả hai đỡ upsilon.ng nhau, chỉ trong nháy mắt hàn quang trong mắt Hoài Linh Ngọc lóe lên, thủ ấn biến hóa liên tục. Đại kỳ màu đen mở rộng ra mang theo khí tức khủng bố và dâm L Sigma viết thường ạn, trực tiếp bao phủ kiếm của Thái A vào trong. Niết bàn cảnh trung giai, áo nghĩa linh khí, ngươi cho rằng như vậy có thể chống lại ta sao, hiện tại ta đánh cho ngươi phục. Hoài Linh Ngọc quát một tiếng, toàn thân bộc phát tà khí khủng bố tới cực điểm. Tạch tạch tạch, đại kỳ màu đen bao phủ kiếm quang của Thái A, ba đạo kiếm quang nứt vỡ từng khúc, không gian chung quanh cũng bị tiêu diệt. Chỉ trong nháy mắt này, sắc mặt Thái A đại biến, tà ảnh hồn dương kiếm trong tay run lên, lại có ba bóng kiếm bắn ra lần nữa, ba đạo kiếm quang đã bộc phát khí tức linh hồn minh mông, phá hủy hư không, uy thế còn mạnh hơn tà kiếm tam sát lúc trước, rõ ràng Thái A đã dùng toàn lực. Phá! Hoài Linh Ngọc cười lạnh, khí thế khủng bố tăng vọt, hư không sau lưng biến hóa, hư không run rẩy không ngớt, đại kỳ màu đen xoay tròn, đột nhiên lực lượng âm tà khủng bố bắn ra lần nữa. Nó lại chấn vỡ ba đạo kiếm quang của Thái A vừa đánh ra. Chấm dứt. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đại kỳ bộc phát sương mù cuồn cuộn, thân ảnh Hoài Linh Ngọc đã xuất hiện trước mặt Thái A, tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Xuy. Ánh mắt Thái A biến hóa, thân thể gầy gò lui lại thật nhanh nhưng không creepy, một bàn tay đánh thẳng vào ngực hắn mang theo lực lượng âm tà đáng sợ tới cực điểm. Chỉ trong nháy mắt này Thái A chỉ có thể dùng tất cả lực lượng chống lại. Hào quang tử kim lóe lên bao phủ toàn thân. Khặc khặc, ta nói rồi, ta muốn đánh vào mặt các ngươi trước mặt các đại thế giới, đạp lên mặt các ngươi trở thành chiến thần. Hoài Linh Ngọc cười nói âm trầm, lực lượng tà khí mênh mông rót vào người Thái A. Thái A, cẩn thận. Trong hư không xa xa, Tử Viêm, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tiết Mặc Kỳ. Vô cùng lo lắng cho hắn. Trên quảng trường thành vô sắc lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng nhìn ra Hoài Linh Ngọc và Thái A đang liều mạng với nhau, căn bản không giống như tiểu đội cùng thế giới. Tất cả chủ nhân thế lực lớn nhìn ra vấn đề, Hoài Linh Ngọc và Thái A động thủ hoàn toàn không giống luận bàn. Thái A, cẩn thận! Trên lầu các phi linh môn,
Rất nhiều người ngừng thở siết chặt nắm đấm, âm minh dạ xoa đã sớm biến sắc. Phụt! Trên quảng trường màu vàng, Thái A được hào quang tử kim sắc bao phủ, hắn phun máu tươi, thân thể bị đẩy lùi ra xa. Khặc khặc, trốn không thoát. Hoài Linh Ngọc sinh sát ý, thân ảnh lao thẳng về phía Thái A, bàn tay ngưng tụ khí tức âm tà lập bao quát cả không gian. Ám ma phân thân bí pháp. Trong thời gian ngắn, quanh người Thái A xuất hiện rất nhiều lưu quan kỳ dị, thân ảnh chia ra làm sáu, sáu đạo thân ảnh lao ra khắp bốn phương tám hướng, mỗi một đạo thân ảnh đều giống như đúc, thậm chí trong tay đều cầm theo tà ảnh hồn dương kiếm. Ánh mắt Hoài Linh Ngọc nghi hoặc, lập tức phệ hồn kỳ trong tay mở ra, nó dùng xu thế khủng bố bao phủ thân thể Thái A vào trong. Hai người này trong trung thiên thế giới dường như quan hệ không phải quá tốt, thực lực Hoài Linh Ngọc âm tà đến cực điểm, âm thanh gào thét ảnh hưởng tới linh hồn, hẳn là có quan hệ tới tà long trong vạn thế liệp tràng. Ánh mắt Mặc Ngã Hành chấn động, lạnh nhạt nói một câu. Chung quanh Tịnh Kiếm Hoàng, Hỏa Loan, Phục Ma Hoàng giả, Linh Thai Hoàng giả cũng sớm nhìn ra, ánh mắt hơi chấn động mà thôi. Mặc Ngã Hành nhìn Ngọc Linh Tử, lúc này nói nhỏ. Không nghĩ tới cái này Hoài Linh Ngọc lại có thể luyện hóa tà long, thật ngoài ý muốn. Khặc khặc, trong giây phút ngắn ngủi, Hoài Linh Ngọc cười lạnh, sát ý bạo phát không che giấu, phất tay run lên, phệ hồn kỳ sinh ra âm thanh gào thét ghê gợn, sáu phân thân của Thái A đều bị khí âm tà phá hủy. Ta thua. Cùng lúc đó, thân ảnh Thái A phá không xuất hiện bên ngoài phạm vi phệ hồn kỳ, hắn hô to, khóe miệng chảy máu tươi. Nhìn thân ảnh Thái A, sắc mặt Hoài Linh Ngọc có phần khó coi, ánh mắt đỏ thẫm run run, oán hận không thôi, hắn một lòng muốn đánh chết Thái A, nhưng lại không làm được, lúc này Thái A nhận thua, hắn không thể hạ sát thủ, nếu không chết nhất định là hắn, mười trưởng thượng ở phía trên sẽ không cho hắn đắc thủ. Trên quảng trường này, đám người Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu đều nhìn Hoài Linh Ngọc, ngay cả Tịnh Vô Ngân Phong Khinh Vân Đạm cũng nhìn qua. Trận đầu, vô sắc thế giới Hoài Linh Ngọc thắng. Lão giả trên bệ đá tuyên bố. Trời thương Hoài gia, trời giúp Kỳ Phong Thương Hội. Trên lầu các ở quảng trường thành vô sắc, Hoài Viễn Khôi cười lạnh, hắn nhìn thấy toàn cảnh chiến đấu, hắn không biết nguyên nhân gì, nhưng hắn biết rõ con hắn xưa đâu bằng nay. Trong lầu các, sắc mặt chủ nhân các thế lực các nơi chấn động, chóc tương hoàng không gian, mọi người không khó nhìn ra, Hoài Linh Ngọc và Thái A, Lục Lâm Thiên có ân oán thật lớn, trong vạn thế liệp tràng sợ rằng xảy ra không ít chuyện. Xuy. Thái A thu hồi tà ảnh hồn dương kiếm, đáp xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên, miệng vẫn chảy máu, ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Sư phụ, thực lực của ta rất khó đánh chết hắn, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Ăn đan dược chữa thương đi, chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên không có quá nhiều chấn động, nhưng hàn ý trong mắt bắt đầu khởi động, Thái A tu luyện ám ma phân thân bí pháp không lâu, chính là sợ Hoài Linh Ngọc quá khó đối phó. Chỉ ít còn lấy ám ma phân thân bí pháp thoát thân ra ngoài, không nghĩ tới lúc này thật sự có công dụng. Thái A móc ra không ít đan dược chữa thương ăn vào, thân hình lui ra sau lưng Lục Lâm Thiên, hắn biết rõ không địch lại cho nên không liều mạng, hắn tu luyện ám ma phân thân bí pháp không lâu, tu luyện còn không phải quá thành thạo, nhưng mà cũng có thể giúp hắn thoát thân. Hoài Linh Ngọc mạnh thật, Thái A chính là niết bàn cảnh trung giai, còn có áo nghĩa linh khí. Ta suy đoán Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân muốn đánh bại Thái A cũng không dễ dàng. Xem ra lúc này Hoài Linh Ngọc sẽ trở thành đối thủ của đám người Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân. Hư không bốn phía nhìn Hoài Linh Ngọc chiến thắng và Thái A bị thua, sau rung động và kinh ngạc, mọi người lập tức đưa ra suy đoán của mình, lúc này sợ rằng đám người Nhâm Tiêu Diêu sẽ gặp phiền toái lớn. Trận thứ hai bắt đầu. Trên bệ đá, giọng nói lão giả vang vọng hư không. Lão giả dứt lời, lập tức hai thân ảnh bay lên quảng trường màu vàng. Vèo. Mọi người thấy một thân ảnh lướt đi, thân ảnh này hóa thành hào quang bay xuống, thân hình cao ngất, phong độ nhẹ nhàng, trên mặt tươi cười phong đạm vân khinh. Phong hoa tuyệt đại tuyệt phong hoa. Mọi người ngẩng đầu nhìn, sắc mặt biến hóa, lúc này không có người nào không biết thân phận của người này, huống chi người này đã thành danh từ lâu. Phong hoa tuyệt đại tuyệt phong hoa. Đến từ Phượng Dương Thế Giới bài danh thứ 6 trong Vạn Thế Đối Quyết. Phượng Dương Thế Giới, mỗi một lần Vạn Thế Đối Quyết trên cơ bản đều tiến vào top 10, Phượng Dương Trung Thiên Thế Giới có thực lực chỉnh thể không phải Trung Thiên Thế Giới khác có thể so sánh.
Phong hoa tuyệt đại tuyệt phong hoa, người ở đây không xa lạ gì danh hào này, đồn đãi người này một đường tu luyện tới hiện tại chỉ vài trăm năm, ở trong Phượng Dương thế giới đã từng dùng tu vị ngộ chân cảnh sơ giai trực tiếp đánh chết ngộ chân cảnh cao giai, thiên phú tu luyện kinh người, đánh vỡ không ít ghi chép trong Phượng Dương thế giới, không phải người cùng thế hệ có thể so sánh. Cho nên thiên phú cỡ này được gọi là phong hoa tuyệt đại, lúc này lại là chiến hoàng, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Xuy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, một đạo thân ảnh xuất hiện trên quảng trường màu vàng, thân ảnh này xuất hiện trước mặt mọi người, hai tay cầm thanh kiếm màu trắng có bí vân quanh quẩn, một người một kiếm hồn nhiên thiên thành. Kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân. Từng ánh mắt rung lên, đối thủ của phong hoa tuyệt đại tuyệt phong hoa chính là kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân. Tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ võ thần thế giới, đồn đãi tại võ thần thế giới hắn chưa từng thất bại, trong thế hệ trẻ đã không còn người là đối thủ của hắn. Mỗi một lần vạn thế đối quyết, người phong thần cuối cùng đều là võ thần thế giới, nguyệt hoàng thế giới, nguyên võ thế giới chiếm lấy, lúc này nhìn thấy Tịnh Vô Ngân, mọi người cảm thấy lo lắng thay Tuyệt Phong Hoa. Tuyệt Phong Hoa tuy mạnh, mạnh nhất thế hệ trẻ Phượng Dương thế giới, thế nhưng mà không thể so sánh với Tịnh Vô Ngân. Từ khi Tịnh Vô Ngân lên đài, ánh mắt Hoàng Lạc Nhan và Nhâm Tiêu Diêu đều tập trung quan sát Tịnh Vô Ngân. Tuyệt Phong Hoa nhìn thấy Tịnh Vô Ngân không sinh ra khí tức chấn động, nhưng lại đường hoàng như bôn lôi, trong vô hình sinh ra cảm giác áp bách. Tịnh Vô Ngân lên đài, khẽ ngẩng đầu nhìn Tuyệt Phong Hoa, lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự dùng kiếm sao, cũng đừng lãng phí thời gian, một chiêu định thắng bại chứ. Trường bào Tuyệt Phong Hoa khẽ chấn động, hắn nhìn về phía Tịnh Vô Ngân. Khí độ không thay đổi, chỉ điểm này cũng đủ để chứng minh hắn là đệ nhất nhân thế hệ trẻ trong Phượng Dương thế giới. Tốt, một chiêu định thắng thua. Tuyệt Phong Hoa nhìn Tịnh Vô Ngân, hắn mím môi, trên gương mặt tuấn lãng làm không ít thiếu nữ chung quanh si mê, nhất cử nhất động mang theo khí độ bất phàm. Một chiêu định thắng thua a hát, hai người ra tay khẳng định sẽ dùng toàn lực. Chơi rất lớn. Nghe hai người nói thế người chung quanh bạo động. Hai người quyết đấu lựa chọn một chiêu định thắng bại, đây là việc hiếm thấy. Một chiêu định thắng bại sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy cũng hứng thú, ánh mắt của hắn nhìn hai người. Hai người này thật sự có phách lực, Tịnh Kiếm Hoàng, hai người trẻ tuổi này thế nào? Trên bệ đá, Mặc Ngã Hành ghé hỏi Tịnh Kiếm Hoàng, Tịnh Vô Ngân là người Tịnh gia, cũng là hậu bối của Tịnh Kiếm Hoàng. Tuyệt Phong Hoa đúng là không tệ, nhưng mà muốn để người Tịnh gia ta xuất kiếm. Cũng không phải dễ dàng. Tịnh Kiếm Hoàng cười nhạt nói một cách khẳng định. Ra tay đi, hy vọng ngươi có thể làm cho ta xuất kiếm. Trên quảng trường, Tịnh Vô Ngân ôm kiếm đứng đó, vẫn lạnh nhạt như cũ. Ánh mắt Tuyệt Phong Hoa khẽ nhúc nhích, khí độ phong khinh vân đạm ngưng tụ, trường bào run lên, lòng bàn tay cầm chặt trường kiếm. Ông! Kiếm minh như phong lôi, uy áp áo nghĩa linh khí lan tràn, uy áp từ thân kiếm truyền ra. Trường kiếm này tuyệt đối là áo nghĩa linh khí. Không chậm trễ chút nào, Tuyệt Phong Hoa nhìn như phong độ nhẹ nhàng nhưng động thủ lại lăng lệ tới cực điểm. Trường kiếm run lên, vô số bóng kiếm lướt qua không gian, mang theo phong thuộc tính nguyên lực cuồn cuộn. Chỉ trong thời gian ngắn, không gian chung quanh Tuyệt Phong Hoa gió nổi mây phun, uy thế cuồn cuộn như hung thú thức tỉnh. Tuyệt Phong Hoa sử dụng phong linh kiếm và cụ linh kiếm quyết, quả nhiên vừa ra tay là dùng toàn lực. Tu vị Tuyệt Phong Hoa đã đến niết bàn cảnh sơ giai hậu kỳ đỉnh phong, tăng thêm phong linh kiếm và cụ linh kiếm quyết và bản thân bất phàm, lúc này thi triển cụ linh kiếm quyết, dù là niết bàn cảnh trung giai cũng khó ngăn cản. Không biết Tịnh Vô Ngân chống lại thế nào, một chiêu định thắng bại, sợ rằng rất khó. Trong hư không có tiếng nghị luận không dứt. Tịnh Vô Ngân, cụ linh kiếm quyết, xin chỉ giáo. Tuyệt Phong Hoa quát một câu, kiếm quang đánh thẳng về phía Tịnh Vô Ngân không chút khách khí. Cụ linh kiếm quyết thật mạnh. Lục Lâm Thiên cảm thán, Tuyệt Phong Hoa không hổ là người quá quan trảm tướng đạt tới chiến hoàng, thực lực như thế ngay cả Thái A cũng khó có thể ứng phó. Siêu, 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 siêu. Vô số kiếm quang đánh vỡ hư không, nó giống như vòi rồng quét qua Tịnh Vô Ngân. Xuy. Vào thời điểm này Tịnh Vô Ngân động, ánh mắt bắn ra tinh quang, toàn thân ngưng tụ khí thế đáng sợ. Hắn không lùi mà tiến tới. Thân ảnh lướt thẳng về phía kiếm quang cuồn cuộn kia. Vào lúc này, hai tay Tịnh Vô Ngân cầm kiếm đã buông thõng, hai tay hóa thành hào quang chói mắt, dùng xu thế bôn lôi va chạm với ngàn vạn kiếm quang trước mặt. Tạch 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 két.
Trường kiếm trong tay Tịnh Vô Ngân như lưu tinh va chạm với ngàn vạn kiếm quang của Tuyệt Phong Hoa, kình phong đánh tan vô số bóng kiếm. Hừ, kình phong quét qua, không gian bao phủ vô số vết nứt, Tuyệt Phong Hoa rên rỉ một tiếng, thân thể bị đẩy lùi. Đạp đạp, thân ảnh Tuyệt Phong Hoa lảo đảo lùi ra sau vài bước, huyết khí trong người nhộn nhạo, rốt cuộc máu tươi không ngừng chảy xuống. Hư không hỗn loạn từ từ bình thường trở lại, một chiêu này chỉ diễn ra trong ngắn ngủi, khóe miệng Tuyệt Phong Hoa chảy máu, mọi người mới hiểu được, Tuyệt Phong Hoa đã bại. Tịnh Vô Ngân cường đại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, nội tâm thầm ngạc nhiên, một chiêu của Tịnh Vô Ngân đã dùng vỏ kiếm đánh bại Tuyệt Phong Hoa. Hậu bối Tịnh gia không tệ đâu. Trên bệ đá, Mặc Ngã Hành cười nhạt, hắn vô cùng tán thưởng, với nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra Tịnh Vô Ngân mạnh tới cấp độ nào. Tiểu bối Nhâm gia cũng không kém đâu. Tịnh Kiếm Hoàng mỉm cười, hắn rất thỏa mãn với biểu hiện của Tịnh Vô Ngân vừa rồi. Tuyệt Phong Hoa bại. Kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân, không hổ là người võ thần thế giới. Mạnh có người mạnh hơn. Người trong hư không bốn phía cảm thán, đối với việc Tuyệt Phong Hoa bị thua, mọi người trừ rung động cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì làm đối thủ của Tịnh Vô Ngân, Phong Hoa tuyệt đại Tuyệt Phong Hoa dù có thực lực rất mạnh nhưng không là gì so với Tịnh Vô Ngân. Kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân, đúng là danh bất hư truyền, ta bại. Tuyệt Phong Hoa nhìn Tịnh Vô Ngân, ánh mắt co rúm. Hắn dùng ống tay lau sạch máu trên khóe miệng. Tuyệt Phong Hoa ngẩng đầu nhìn Tịnh Vô Ngân, sau khi nói xong lại thở dài, một chiêu thất bại, hắn biết rõ chênh lệch của cả hai, thực lực đối phương thật sự quá cường hãn, hắn không phải đối thủ, trước kia còn có một ít ngạo khí, cho rằng người thế giới top 3 chẳng là gì, mà bây giờ hắn rốt cục biết rõ khác biệt. Trận đấu thứ 2, võ thần thế giới Tịnh Vô Ngân thắng, người quyết đấu trận thứ 3 lên đài. Xuy. Khi Tịnh Vô Ngân và Tuyệt Phong Hoa lui ra, một thân ảnh xuất hiện trên sân rộng, hiệu quả trùng kích thị giác rất mạnh, cả quảng trường màu vàng run lên. Cũng may quảng trường dùng tài liệu vô cùng rắn chắc, tu vị niết bàn cảnh không thể phát hủy nó. Là hắn. Lục Lâm Thiên chấn động, không nghĩ tới chính mình đối mặt với tên này. Người đáp xuống đất, lưng hùm vai gấu, thân hình khôi ngô to lớn giống như dã thú, khi hai chân đáp xuống đất. Khí thế bá đạo từ thân thể hắn bộc phát ra ngoài, từ đó thấy được chiến lực của hắn không thấp. Nhìn bốn phía, chiến ý cuồn cuộn, hắn quát. Song tinh thế giới Giang Đảo Lưu, thỉnh chỉ giáo. Là song tinh thế giới Giang Đảo Lưu, được xưng là man quyền, một thân man lực tung hoành song tinh thế giới, vượt cấp đối kháng đối thủ là chuyện thường ngày. Nghe nói Giang Đảo Lưu có man lực và phòng ngự làm yêu thú khiếp sợ. Không biết ai là đối thủ của man quyền Giang Đảo Lưu. Khi Giang Đảo Lưu dứt lời, tiếng nghị luận vang lên không dứt, tư liệu 10 chiến hoàng đã sớm là chủ đề của người chung quanh, cho nên mọi người đã sớm biết không ít. Lục Lâm Thiên điểm lên mặt đất, thân ảnh như điện, hắn xuất hiện trước mặt Giang Đảo Lưu. Vô sắc trung thiên thế giới, Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đáp xuống đất, khí tức cũng không giữ lại. Tu vị chuẩn niết bàn. Một loạt ánh mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên đều chấn động. Tu vị chuẩn niết bàn có thể tiến vào 10 chiến hoàng thật không đáng nhắc tới. Nhưng mà ngược lại không có người nào xem thường, có thể đi đến hàng ngũ chiến hoàng thì không thể xem như chuẩn niết bàn được, dùng tu vị cân nhắc thực lực là sai lầm. Nhưng mọi người cũng không xem trọng, dù sao mới là chuẩn niết bàn mà thôi, đến niết bàn cảnh, mỗi giai là một cái hào rộng, 9 người khác còn không phải đối thủ bình thường, kết quả có thể nghĩ. Chuẩn niết bàn cũng có thể đi tới bước này, cũng không phải dễ dàng. Hỏa loan lườm Lục Lâm Thiên. Vô sắc trung thiên thế giới lúc này đã không còn vô danh nữa, chuẩn niết bàn có lẽ có chút bổn sự. Nhâm Tiêu Diêu nói. Quỷ Cốc và Nhàn Vân hai người âm thầm liếc nhau, sau đó đều cười cười, Quỷ Cốc nói. Ta ngược lại cảm thấy Lục Lâm Thiên tu vị chuẩn niết bàn sẽ chiến thắng. Quỷ Cốc, nhãn lực của ngươi càng ngày càng kém rồi. Linh Thai Hoàng giả nhìn Quỷ Cốc. Giang Đảo Lưu đến từ song tinh thế giới không phải kẻ yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Đảo Lưu hẳn là tu luyện thành công Kim Cương Tông Đại Kiếm Cương Quyết. Một khi tu luyện Đại Kim Cương Quyết thành công, lực phòng ngự và lực công kích có thể nói vô địch, thậm chí không cần linh khí, một lòng tu luyện bản thể, bản thân vô cùng cường hãn, tu vị thực lực đã đạt tới niết bàn cảnh trung giai, thực lực như thế còn mạnh hơn Phượng Dương thế giới Tuyệt Phong Hoa. Phục Ma Hoàng giả áo bào run lên, hắn sờ đầu láng bóng của mình, nói nhỏ. Vô sắc trung thiên thế giới Lục Lâm Thiên,
tu vị chuẩn niết bàn xem như bất phàm, nhưng so sánh với Giang Đảo Lưu, chỉ sợ còn kém không ít. Là nhãn lực ta kém hay nhãn lực các ngươi kém, không biết các ngươi có dám đánh cược nho nhỏ hay không? Quỷ cốc xoay chuyển ánh mắt, cười nói với mọi người chung quanh. Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Mặc Ngã Hành cũng hứng thú, áo choàng tán loạn và tóc dài bay lên, đôi mắt thâm thúy nhìn Quỷ Cốc Hoàng giả. Mọi người một kiện áo nghĩa linh khí. Quỷ Cốc Hoàng giả cười nói với mọi người. Một kiện áo nghĩa linh khí, vậy chơi với ngươi. Mặc Ngã Hành lập tức gật đầu. Tốt, ta cũng đánh bạc với ngươi. Phục Ma Hoàng giả vỗ đầu chọc, cũng gật đầu với Quỷ Cốc Hoàng giả. Ta cũng tới một kiện. Ta cũng một kiện. Lập tức Linh Thai Hoàng giả, Dược Phương, Ngọc Linh Tử, Kiền Khôn Chân Nhân, ngay cả Hỏa Loan và Tịnh Kiếm Hoàng cũng gật đầu đồng ý. Một kiện áo nghĩa linh khí với bọn họ không tính là đánh cược, nửa chân đạp vào niết bàn cảnh trung giai và chuẩn niết bàn, chênh lệch lớn như thế, Lục Lâm Thiên mạnh hơn nữa cũng khó chiến thắng. Lúc này sửa mái nhà dột, có thể thắng một kiện áo nghĩa linh khí, mọi người tự nhiên đều muốn. Mọi người hào hứng rất cao, như vậy xem thường ta sao? Quỷ Cốc Hoàng giả nhìn mọi người, bộ dáng nổi giận đùng đùng, dường như đang hối hận. Quỷ Cốc, ngươi không thể hối hận đấy. Cũng đã đánh bạc, không nên hối hận đâu. Rất nhiều trưởng thượng cho rằng Quỷ Cốc khiếp đảm, 8 người đánh bạc, 8 kiện áo nghĩa linh khí cũng không phải số lượng nhỏ, lập tức ồn ào. Tốt, ta không đổi ý, nhưng ta có thể nói với các ngươi, nếu Lục Lâm Thiên chiến thắng, đến lúc đó ta và Nhàn Vân sẽ thu hắn làm môn hạ, các ngươi cũng không thể tranh giành. Quỷ Cốc nhìn mọi người, sau đó trừng mắt dựng râu. Tốt, ngươi bây giờ thu hắn làm đồ đệ. Ta tuyệt đối không liếc mắt nhìn. Phục Ma Hoàng giả vuốt râu chọc cười nói. Ta cũng không đoạt, tu vị chuẩn niết bàn chưa đủ tư cách làm môn hạ của ta, cũng chỉ có ngươi vừa ý. Ngọc Linh Tử trợn mắt nhìn Quỷ Cốc. Lập tức mọi người cũng nhao nhao tỏ thái độ, đều tỏ vẻ sẽ không đoạt với Quỷ Cốc. Tốt, vậy một lời đã định, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Quỷ Cốc thấp giọng nói, âm thầm nhìn Nhàn Vân, nội tâm vô cùng cao hứng. Nhìn Giang Đảo Lưu, ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi chấn động, đôi mắt đầy chiến ý, trên đại lục linh võ hắn sớm vô địch thủ. Đi ra bên ngoài không phải bị đuổi giết thì chém giết đối thủ, lúc này đối mặt Giang Đảo Lưu, làm cho Lục Lâm Thiên nhớ tới đoạn thời gian trên Vân Dương Tông, nhớ tới chiến đao khuất đao tuyệt, bá đao long tam, phi ưng lăng phong. Nếu nói mình lúc trước có bằng hữu, là bằng hữu chính thức, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể nghĩ đến khuất đao tuyệt, long tam, lăng phong ba người này. Bằng hữu này đám người Lam Thập Tam cũng không thể so sánh. Người cảm thấy quyết đấu thế nào mới tốt, ta không có ý kiến gì đâu. Lục Lâm Thiên nhìn Giang Đảo Lưu, hắn cười nói. Nghe vậy, Giang Đảo Lưu có phần ngoài ý muốn nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Vừa mới có người một chiêu định thắng bại, chúng ta hai quyền định thắng thua đi, không né không tránh, chống lại hai quyền của đối phương là được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên động động, lập tức mỉm cười gật đầu nói. Hai quyền định thắng bại, rất đơn giản, ta không có ý kiến. Giang Đảo Lưu cẩn thận nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ngược lại rất có lá gan, ngươi là chuẩn niết bàn, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi xuất một quyền trước đi, nếu ta có thể chống lại, sau đó ta đánh hai quyền, nếu ngươi còn có thể chống lại, ngươi lại đánh ta một quyền. Ngoá, đây chính là so đấu man lực và phòng ngự, ai dám so với Giang Đảo Lưu, cho dù là Nhâm Tiêu Diêu và Tịnh Vô Ngân cũng không dám. Trừ phi Hoàng Lạc Nhan có dám hay không? Cách chơi này quá hung tàn, ai dám chơi man lực với Giang Đảo Lưu cơ chứ? Đây không khác gì muốn chết, Lục Lâm Thiên không bị ngu chứ? Mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên, man quyền Giang Đảo Lưu, bản thân hắn dùng man lực cùng lực phòng ngự chứ danh, chơi kiểu này cho dù là Nhâm Tiêu Diêu và Tịnh Vô Ngân cũng không dám chơi với hắn. Lục Lâm Thiên chỉ cần có chút thông minh, sợ rằng không đáp ứng cách chơi này của Giang Đảo Lưu. Mọi người nghị luận, Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, nói với Giang Đảo Lưu. Không có vấn đề. Lục Lâm Thiên nhất định bị ngu rồi, đấu man lực với man quyền Giang Đảo Lưu, đây là tự tìm tai vạ. Lục Lâm Thiên hôm nay nhất định bị lừa đá. Nghe Lục Lâm Thiên đáp ứng quyết đấu với man quyền Giang Đảo Lưu. Mọi người ở chung quanh xúc động, hận không thể mở sọ của Lục Lâm Thiên xem não của hắn làm bằng cái gì. Đây rõ ràng là tìm tai vạ. Ai dám đấu phòng ngự và man lực với Giang Đảo Lưu thằng này chứ, không bị lừa đá cũng là đồ ngu mới đồng ý.
chuẩn niết bàn rất cuồng nha, quỷ cốc, ngươi thua chắc rồi, người này sau này sẽ là đồ đệ của ngươi, nhất định sẽ phát dương quang đại, ha ha. Phục ma hoàng giả vỗ đầu bóng láng của mình, cười nói với quỷ cốc, giống như mình đã thắng rồi. Ha ha, rất nhiều trưởng thượng mỉm cười, vốn cũng không có người nào xem trọng Lục Lâm Thiên, huống chi còn đấu man lực và phòng ngự. Lục Lâm Thiên lúc này nói với Giang Đảo Lưu, ta có thể bắt đầu được chưa? Bắt đầu đi. Giang Đảo Lưu đập mạnh hai tay, thân thể khôi ngô của hắn bộc phát một tầng nham thạch bao phủ toàn thân, hoàn toàn không dám chủ quan. Vậy thì bắt đầu. Thấy thế, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lại không do dự, quanh người có hoàng quang xuất hiện, nguyên lực như thủy triều bạo phát ra ngoài, không gian chung quanh sinh ra gợn sóng vặn vẹo, khí tức ngập trời bạo phát ra các nơi. Man quyền Giang Đảo Lưu tuyệt đối không phải kẻ lương thiện, Lục Lâm Thiên cũng rất muốn biết, đan điền khổng lồ và bất tử thần thể, bất diệt huyền thể của mình so với Giang Đảo Lưu sẽ như thế nào. Có chút thực lực. Đối mặt khí tức hùng hồn của Lục Lâm Thiên, ánh mắt Giang Đảo Lưu chấn động, nhưng hắn chưa từng rung động nửa điểm. Vậy tiếp ta một quyền. Vừa dứt lời, đột nhiên bàn chân Lục Lâm Thiên đạp mạnh lên mặt đất, nguyên lực dưới chân hình thành lốc xoáy, thân ảnh của hắn lướt đi thật nhanh. Linh Vũ Quyết. Ở giữa không trung, hai người đọ sức với nhau, một đạo chiến ý cuồn cuộn từ bạo phát ra khỏi miệng Lục Lâm Thiên, rót năng lượng thổ thuộc tính vào trong quyền kình của mình. Không gian lúc này gió nổi mây phun, một quyền của Lục Lâm Thiên được ngưng tụ, không gian run lên, không gian chung quanh nắm đấm đen kịt. Chuẩn Niết Bàn có lực công kích như thế đã không tệ, kẻ này có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Mắt thấy Lục Lâm Thiên bạo phát thực lực, có trưởng thượng cảm thán. Tuy đầu óc Lục Lâm Thiên bị hỏng rồi, nhưng mà thực lực rất cường hãn. Bành! Trong giây phút ngắn ngủi, một quyền của Lục Lâm Thiên đánh thẳng lên áo giáp nham thạch do Giang Đảo Lưu bố trí, không có hoa mỹ gì cả, trực tiếp đánh vào trong áo giáp. Oanh! Quyền ấn của Lục Lâm Thiên đánh vào áo giáp nham thạch, không gian chung quanh nghiền nát, khí kình cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh. Xuy! Một quyền này làm thân thể Giang Đảo Lưu lay động, nhưng mà hai chân vẫn vững như bàn thạch. Tuy quyền ấn của Lục Lâm Thiên cường hãn, nhưng hắn có thể thừa nhận được, thời điểm hắn định nói chuyện, quyền ấn của Lục Lâm Thiên đột nhiên sinh ra tàn ảnh. Tàn ảnh của quyền ấn mang theo linh hồn công kích, linh hồn lực mênh mông làm linh hồn người ta run rẩy, chỉ trong gang tấc tiến vào người Giang Đảo Lưu, linh hồn lực công kích chút vào cơ thể Giang Đảo Lưu. Đạp đạp, Giang Đảo Lưu chưa kịp nói chuyện, hai mắt trì trệ, thân thể lảo đảo lui ra phía sau vài bước, lúc này mới hiểm hiểm ổn định bước chân. Sắc mặt hơi trắng, ánh mắt lập tức ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên. Công kích thổ thuộc tính ẩn chứa linh hồn công kích, quả nhiên có chút thủ đoạn, hiện tại tới ta. Giang Đảo Lưu vừa dứt lời, thân thể không trì hoãn chút nào, thân ảnh hắn lướt đi như tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp thuấn di tới trước mặt Lục Lâm Thiên, tu vị niết bàn cảnh sơ giai hậu kỳ đỉnh phong bộc phát hoàn toàn. Bá bá! Chỉ trong nháy mắt, Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu đều nhìn Lục Lâm Thiên, một quyền cỡ này Lục Lâm Thiên có thể ngăn cản hay không? Thanh Linh Khải Giáp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ giật mình, bố trí Thanh Linh Khải Giáp quanh người. Oanh! Trong thời gian ngắn ngủi, cánh tay Giang Đảo Lưu chấn động, năm ngón tay mang theo nham thạch và hào quang màu vàng đánh thẳng vào lồng ngực Lục Lâm Thiên, không gian sau lưng Lục Lâm Thiên chấn động rất mạnh. Keng keng đùng! Lập tức không gian sau lưng Lục Lâm Thiên nứt vỡ từng khúc. Thân thể lảo đảo lui ra phía sau, hắn phải lui hơn 10 bước mới đứng vững. Thật mạnh! Lục Lâm Thiên ổn định thân thể, hít sâu một hơi mới bình ổn khí tức hỗn loạn, cúi đầu nhìn lân phiến Thanh Linh Khải Giáp bị nghiền nát, một quyền này Lục Lâm Thiên chính thức cảm nhận được thực lực của Giang Đảo Lưu. Một quyền này không phải niết bàn cảnh trung giai tuyệt đối không cách nào thừa nhận mà không sứt mẻ, không hổ danh tiếng man quyền. Không thể nào, hắn có thể thừa nhận một quyền của Giang Đảo Lưu. Từng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lên người Lục Lâm Thiên, bọn họ vô cùng kinh ngạc, vượt qua mọi người suy nghĩ, Lục Lâm Thiên có thể thừa nhận một quyền của Giang Đảo Lưu. Lực phòng ngự này đủ mạnh. Trên bệ đá, không ít trưởng lão cảm thấy ngoài ý muốn. Đại Kim Cương Chi Thân. Giang Đảo Lưu quát lớn vang vọng thiên địa, lúc này thân thể của hắn như Kim Cương Phật, uy áp khủng bố bao phủ các nơi, trực tiếp kéo dài qua hư không đến trước mặt Lục Lâm Thiên. Kim Cương Tông. Đại Kim Cương Chi Thân phòng ngự mạnh nhất trong Đại Kim Cương Quyết, thật cường hãn, không thể xem thường. Lúc này thấy Giang Đảo Lưu bố trí Đại Kim Cương Chi Thân,
không ít tông lão động dung. Xì xào. Khí thế thật khủng khiếp, Giang Đảo Lưu vận dụng cả đại kim cương chi thân, hắn đã vận dụng toàn lực rồi. Dù sao Lục Lâm Thiên cũng khó chơi, nhưng mà Giang Đảo Lưu vận dụng toàn lực, Lục Lâm Thiên sẽ khó mà ngăn cản nổi. Kim cương man quyền. Mọi người đang nuốt nước bọt lo lắng cho Lục Lâm Thiên, Giang Đảo Lưu lúc này đã tới trước mặt Lục Lâm Thiên, hắn giống như con voi đè ép con kiến, cánh tay to lớn của hắn giống như sắp đánh nát đầu Lục Lâm Thiên. Ầm ầm. Một quyền này từ trên trời giáng xuống, không gian ven đường vỡ tung, mang theo lực lượng bàng bạc đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Lục Lâm Thiên. Bành. Mọi người hãi hùng khiếp vía, một quyền này sinh ra khí lãng quét qua quảng trường, khí kình bắn ra các hướng, ngay cả quảng trường màu vàng cũng chấn động. Chỉ sợ Lục Lâm Thiên xong đời. Một quyền hung hãn như vậy, hư không chung quanh tan nát, mọi người cầu nguyện cho Lục Lâm Thiên. Một quyền khủng bố này, cho dù là cường giả Niết Bàn cảnh trung giai cũng khó chống lại, huống chi Lục Lâm Thiên chỉ có tu vị chuẩn Niết Bàn và ngạnh kháng trực tiếp. Lục Lâm Thiên, cẩn thận! Lục Lâm Thiên chịu đựng. Người trên quảng trường thành vô sắc cầu nguyện. Ngao! Trên quảng trường màu vàng, một tiếng hổ gầm truyền ra, tiếng hổ gầm mang theo uy áp rung động nhân tâm. Tiếng hổ gầm vang lên dưới nắm đấm của Giang Đảo Lưu, đột nhiên toàn thân Giang Đảo Lưu run lên, nắm đấm co rút lại. Cùng một thời gian mọi người nhìn thấy dưới nắm đấm của Giang Đảo Lưu có điện quang màu xanh bắn ra, lập tức một quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Quái vật khổng lồ xuất hiện, thân thể khổng lồ của Giang Đảo Lưu bị ép lui ra sau vài bước. Giống. Thoáng chốc cự hổ phun ra điện quang màu xanh quanh quẩn hư không, tiếng gầm mang theo uy áp thật lớn, thân hình khổng lồ xuất hiện trước mặt Giang Đảo Lưu. Lục Lâm Thiên không có việc gì, chống lại rồi. Trên quảng trường thành vô sắc, trong nháy mắt này hàng tỷ ánh mắt vui mừng. Tới ta. Lục Lâm Thiên sử dụng, hổ biến, hắn quát to một tiếng, thân thể khổng lồ run lên giống như hổ vồ mồi, mang theo uy thế kinh người, không gian chung quanh cứng lại. Tiếp ta một quyền. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, hắn hóa trưởng thành quyền, hắn nắm chặt nắm đấm thật lớn của bản thân, sát khí lăng lệ chấn nhiếp tâm hồn, quyền ấn làm không gian chung quanh tan vỡ. Oanh! Trong lúc phong vân chấn động, những nơi nắm đấm đi qua không gian đen kịt khó khôi phục lại, một quyền này trực tiếp đánh lên thân thể khổng lồ của Giang Đảo Lưu. Bành! Âm thanh trầm đỡ Upsilon, C vang vọng, năng lượng ngập trời bạo phát ra chung quanh, năng lượng cuồng bạo chấn động dữ dội. Nó như cuồng phong hóa thành thực chất, cả không gian to như thế không ngừng vặn vẹo dữ dội. Bành bành. Thân thể khổng lồ của Giang Đảo Lưu lảo đảo lui ra phía sau vài bước, ánh mắt đại biến, lộ ra vẻ khó tin, thân thể khổng lồ không thể chèo chống được nữa, miệng phun ra một đống huyết vụ lớn, thân hình khổng lồ nện thẳng vào quảng trường màu vàng thật lớn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, gió nổi mây phun khôi phục bình thường trở lại. Giờ phút này người ở chung quanh nuốt nước bọt. Một quyền này ẩn chứa uy năng khủng khiếp làm mọi người run như cầy sấy. Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo rung động khó tin. Hừ! Hoài Linh Ngọc nhìn ra xa xa, âm trầm hừ lạnh một tiếng, nhưng mà không nói nhiều. Thắng! Lục Lâm Thiên thắng! Một quyền thật lợi hại, thắng, trông thấy chưa, Lục Lâm Thiên thắng rồi. Trên quảng trường thành vô sắc, rất nhiều người xô trào. Tiếng hoan hô vang lên không dứt. Trên bệ đá, hơn trăm người sau lưng đám trưởng thượng biến sắc, một đám vẫn còn kinh ngạc. Thời gian, không gian, linh hồn, mộc thuộc tính áo nghĩa, hỏa thuộc tính áo nghĩa, thủy thuộc tính áo nghĩa, thổ thuộc tính áo nghĩa và một loại áo nghĩa kỳ lạ dung hợp với nhau, Lục Lâm Thiên lại tu luyện nhiều áo nghĩa như thế. Mặc Ngã Hành ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên. Người mang áo nghĩa kỳ lạ chi nguyên. Linh Thai Hoàng giả nói nhỏ. Lực công kích mang theo thiên uy, không phải thủ đoạn bình thường, kẻ này bất phàm, khó trách chuẩn Niết Bàn lại có thể trùng kích thẳng tới chiến hoàng. Kiền Khôn chân nhân rung động nói một câu. Xem ra nhìn lầm rồi, ta thua một kiện áo nghĩa linh khí. Phục Ma Hoàng giả vuốt cái đầu bóng láng, bỗng nhiên dùng sức vỗ mạnh, quay người nhìn Quỷ Cốc Hoàng giả nói. Quỷ Cốc, có lẽ ngươi sớm biết Lục Lâm Thiên bất phàm, ngươi coi trọng thiên phú của tiểu tử này a. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nhớ kỹ một kiện áo nghĩa linh khí, Lục Lâm Thiên cũng là của ta và Nhàn Vân, các ngươi không được đoạt. Quỷ Cốc mỉm cười, trong mắt hắn không có vẻ ngạc nhiên. Giang Đảo Lưu thu hồi đại kim cương chi thân,
chậm rãi đứng lên, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên, ánh mắt sợ hãi, than nhẹ. Ta thua. Đa tạ. Lục Lâm Thiên thu hồi hổ biến, nương tựa vào đan điền khí hải khổng lồ, niết bàn cảnh sơ giai đỉnh phong bình thường sẽ thua hắn, huống chi tăng thêm 16 lần kim thuộc tính thời không lao ngục chi lực, đánh giết Giang Đảo Lưu còn không làm được, nhưng đánh bại Giang Đảo Lưu lại đủ rồi. Trận thứ ba, vô sắc thế giới Lục Lâm Thiên thắng, người trận đấu thứ tư lên đài. Vạn Phượng Hướng Hoàng Hoàng Lạc Nhan. Nhìn người này lên sân khấu, Lục Lâm Thiên hơi nhíu mày. Không biết ai là người gặp phải Hoàng Lạc Nhan, hiện tại chỉ còn lại Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu, Mạc Kình Thiên, còn có pháp đạo thế giới độc nhất đao bốn người. Vèo. Khi bóng dáng xinh đẹp của Hoàng Lạc Nhan đi lên quảng trường, ngay sau đó một thân ảnh lăng lệ đi lên. Người này nhìn Hoàng Lạc Nhan, ánh mắt ngưng trọng, chiến ý dâng trào, nói. Pháp đạo thế giới độc nhất đao, thỉnh chỉ giáo. Nghe nói đao pháp của ngươi không tệ. Tại Hoàng Lạc Nhan lườm độc nhất đao, nói. Động thủ đi, đừng lề mà lề mề. Âm thanh uyển chuyển thanh thúy nhưng mang theo trong trẻo và lạnh lùng, hoàn toàn không đặt độc nhất đao vào trong mắt. Khi Hoàng Lạc Nhan dứt lời, đám người đứng ngoài xem nhìn Hoàng Lạc Nhan và độc nhất đao, thân là đầu lĩnh tiểu đội Nguyệt Hoàng Thế Giới Hoàng Lạc Nhan, lai lịch của nàng mọi người biết rõ ràng, Nguyệt Hoàng Thế Giới công chúa Phượng Hoàng nhất tộc, thực lực vô cùng khủng bố, tăng thêm Phượng Hoàng thể. Ai gặp gỡ cũng cực kỳ đau đầu, nàng và Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu tổng cộng ba người đều có hy vọng trở thành chiến thần nhát. Mà địa vị của độc nhất đao cũng không xa lạ với mọi người, pháp đạo thế giới bảy danh thứ bảy, pháp đạo thế giới cũng có danh tiếng vô cùng trong thượng thanh đại thiên thế giới. Độc nhất đao cũng là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ pháp đạo thế giới, người này cực mạnh, một thanh đao có thể đánh ra danh tiếng khắp pháp đạo thế giới. Độc nhất đao lúc này siết chặt trường đao trong tay. Chuôi đao bắn ra đao khí lăng lệ, hàn quang bốn phía, trên thân đao còn có bí vân lưu chuyển, không gian chung quanh chấn động không nhỏ, uy áp lan tràn trong hư không. Lại là áo nghĩa linh khí. Lục Lâm Thiên nhíu mày, đến một bước này, trong tay mỗi người đều là áo nghĩa linh khí, dùng thân phận của bọn họ muốn một kiện áo nghĩa linh khí cũng không khó khăn gì. Giống giống. Độc nhất đao rót nguyên lực vào trong trường đao, lập tức phát ra tiếng gầm gừ như long ngâm. Hào quang đại phóng, bí vân quanh quẩn không trung. Trong nháy mắt ngắn ngủi, độc nhất đao động thủ, tay cầm trường đao quét ngang, thúc dục đao quyết, trường đao biến hóa nhanh chóng, bắt đầu phát ra tiếng thú giống giữa thiên địa. Hoành đao diệt không. Hét lớn một câu, trường đao của độc nhất đao bộc phát khí thế kinh người, lập tức tuôn ra ngàn vạn đao quang, vô số đao quang che khuất bầu trời, khu vực không gian này bị xé rách, mỗi một đạo kiếm quang bổ ra vết nứt không gian. Khí thế lăng lệ quét qua tất cả. Giống. Đột nhiên ngàn vạn đao mang quét qua như bão tố, lập tức đến trước người Hoàng Lạc Nhan, từng đao mang xé rách không gian. Phượng Hoàng Ly hỏa cháo. Trong nháy mắt đầu ngón tay Hoàng Lạc Nhan vung lên, đầu ngón tay có hỏa viêm bắn ra ngoài, nhìn như chậm chạp kỳ thực lại cực nhanh, nhanh chóng đánh ra đao quang hình cung. Những nơi hỏa viêm đi qua, không gian xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Chung quanh Hoàng Lạc Nhan là hỏa diễm đỏ rực biến thành hư ảnh hỏa diễm Phượng Hoàng, hư ảnh Phượng Hoàng không kém hư ảnh Chu Tước bao nhiêu. Hư ảnh Phượng Hoàng ngưng tụ ra đã bao phủ thân thể Hoàng Lạc Nhan vào bên trong, nhiệt độ cực cao làm ra người bị bỏng, linh hồn cũng héo rũ, con người khó mà thừa nhận nhiệt độ cao như vậy. Phượng Hoàng nhất tộc cực kỳ giống Chu Tước hoàng tộc, không biết có liên hệ gì hay không. Lục Lâm Thiên quan sát từ xa, hư ảnh Phượng Hoàng bóng bỏng có chút giống Chu Tước. Siêu, siêu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, độc nhất đao thúc dục vô số đao mang đánh ra khí kình đáng sợ bao phủ Hoàng Lạc Nhan, không gian nhanh chóng nghiền nát, năng lượng khủng bố quét qua các nơi. Hai bên va chạm với nhau sinh ra tiếng nổ rất lớn. Ầm ầm ầm. Đao mang tan rã, hỏa viêm tung tóe, hư không chung quanh bị hỏa diễm bắn trúng làm rạn nứt như thủy tinh, năng lượng phong bạo tàn phá những nơi nó đi qua, nhưng đột nhiên nó dừng lại rất đột ngột. Quảng trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không gian chi lực, Chu Tước hoàng tộc trời sinh khống chế không gian chi lực. Lục Lâm Thiên động dung, đây chính là thiên phú không gian chi lực của Chu Tước hoàng tộc. Lục Lâm Thiên lúc trước dùng Chu Thần Hy hóa thành thân thể Chu Tước, hắn thấu hiểu rất rõ, không gian chi lực này có sự khác biệt khi lĩnh ngộ không gian chi lực. Thân là Chu Tước hoàng tộc thiên phú không gian chi lực, dường như nó được thiên địa chiếu cố, lĩnh ngộ không gian chi lực rất mạnh, cảm.
giác cụ thể Lục Lâm Thiên cũng khó nói rõ, chỉ có thể lĩnh ngộ mà không thể nói. Cho nên lúc này Lục Lâm Thiên càng hoài nghi, có lẽ Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ với Chu Tước Hoàng tộc, nhưng mà Chu Tước Hoàng tộc vẫn ở trong Linh Vũ giới, không thể nào rời khỏi Linh Vũ thế giới, nếu có liên hệ với nhau, tại sao Lục Lâm Thiên không biết? Người bại. Cùng lúc đó, âm thanh thanh thúy vang lên, Hoàng Lạc Nhan dứt lời, thân ảnh hiện ra, đầu ngón tay điểm vào ngực Độc Nhất Đao, khí kình mênh mông bạo phát ra ngoài, thậm chí Độc Nhất Đao không kịp phản ứng, hắn miệng phun máu tươi bay ngược ra xa. Phụt. Thân thể Độc Nhất Đao ngã xuống tầng trời thấp, cả thân thể sinh ra khí nóng tán loạn chung quanh. Độc Nhất Đao một chiêu bị thua, Hoàng Lạc Nhan quá mạnh mẽ. Nữ nhân này thật hung ác. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn Hoàng Lạc Nhan, trong nội tâm âm trầm, Hoàng Lạc Nhan ra tay không nhẹ, khí nóng kinh khủng kia tuyệt đối làm Độc Nhất Đao không dễ chịu, thương thế có thể không nhẹ, ra tay không lưu tình. Phụt. Mọi người rung động nhưng không cảm thấy ngạc nhiên, Độc Nhất Đao giãy giụa bò dậy, miệng chảy máu tươi còn mang theo khí nóng bốc ra. Độc Nhất Đao gian nan nhìn Hoàng Lạc Nhan, nói. Ta thua. Hoàng Lạc Nhan nghe vậy cũng lườm Độc Nhất Đao, lúc này lui ra phía sau, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người Lục Lâm Thiên sau đó rơi đi. Nguyệt Hoàng thế giới Hoàng Lạc Nhan chiến thắng, Pháp đạo thế giới Độc Nhất Đao bại, trận đấu thứ 5 bắt đầu. Lão giả dứt lời, âm thanh vang vọng không trung. Mạc Kình Thiên đấu Nhâm Tiêu Diêu. Lục Lâm Thiên nhìn Mạc Kình Thiên, còn lại hai người quyết đấu đã không cần suy đoán, đến bây giờ chỉ còn Mạc Kình Thiên và Nhâm Tiêu Diêu mà thôi. Ta sẽ hết sức nỗ lực, không để ngươi xem thường. Mạc Kình Thiên quay người cười cười với Lục Lâm Thiên, thân hình cao ngất đi lên quảng trường, thân ảnh lướt đi trong sân rộng. Mạc Kình Thiên đặt chân lên quảng trường, hắn mặc trường bào màu xám, tóc đen áo choàng không bó buộc, có chút phất phơ nhưng cực kỳ phiêu giật, thân ảnh cao ngất lại bất phàm, hai mắt thanh thúy và thanh tịnh, chớp động hào quang linh hoạt, khí tức băng hàn tỏa ra các nơi. Nhâm Tiêu Diêu đấu Mạc Kình Thiên. Khi hai người nhảy lên sân đấu, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt, bởi vì trong đó có Nhâm Tiêu Diêu. Sư phụ, Kình Thiên sư thúc có thể chiến thắng không? Thái A nhìn Mạc Kình Thiên và Nhâm Tiêu Diêu, lại hỏi Lục Lâm Thiên. Đến lúc đó sẽ biết. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, lúc này nói không rõ ràng, nhưng không cần bao lâu, hai người sẽ phân thắng bại. Phong Vân Trung Thiên thế giới diệu thủ không không Mạc Kình Thiên, ta nghe nói qua ngươi. Nghe nói đại ca ngươi rất mạnh, không biết vì sao đại ca ngươi không tới tham gia vạn thế đối quyết. Nhâm Tiêu Diêu nhìn Mạc Kình Thiên, trong mắt tinh quang như ẩn như hiện. Đại ca ta bế quan, nếu hắn đến, ta cũng không cần đến. Mạc Kình Thiên phát tay áo, nói với Nhâm Tiêu Diêu. Chúng ta có thể bắt đầu. Ngươi xuất thủ trước đi, ta cũng không có thói quen xuất thủ trước với người yếu hơn mình. Nhâm Tiêu Diêu nói. Thật sao? Mạc Kình Thiên cười nhạt, áo xám run lên, hắn thuấn di tới trước mặt Nhâm Tiêu Diêu. Không gian áo nghĩa và thời gian áo nghĩa. Sắc mặt Nhâm Tiêu Diêu bỗng nhiên biến đổi, hắn nhanh chóng lui ra phía sau, hắn vận dụng thời gian áo nghĩa ảnh hưởng không gian, cấp tốc trở ra. Không nghĩ tới ngươi cũng mang thời gian áo nghĩa. Mạc Kình Thiên dứt lời, hắn tới trước mặt Nhâm Tiêu Diêu, khí tức hàn băng khuếch tán ra các nơi, khí tức hàn băng khủng bố bao phủ Nhâm Tiêu Diêu. Băng quyền đánh ra nhanh như thiểm địa. Thời gian áo nghĩa không chỉ ngươi có, thử xem hỏa thuộc tính áo nghĩa của ta. Khó có thể thối lui, Nhâm Tiêu Diêu cũng không muốn lui chật vật, bàn chân đạp mạnh vào mặt đất, thân hình lập tức ngừng lui ra sau, ngay sau đó khí tức nóng bỏng trong người hắn tuôn ra ngoài. Hỏa diễm hừng hực lập tức bao phủ Mạc Kình Thiên. Một quyền của Mạc Kình Thiên không thể không thu về, hỏa diễm cuồn cuộn quét qua trước mặt. Hắn lập tức xua tan hỏa diễm đánh tới trước mặt mình. Bang bang! Hai người ra tay, thiên địa biến sắc, hai người giao thủ phóng thích khí tức chấn động thiên địa. Dưới một chiêu này, Mạc Kình Thiên bị đẩy lui, thân thể lảo đảo lui trở ra. Ta nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Nhâm Tiêu Diêu cười nhạt, thúc giục thời gian áo nghĩa, thân ảnh nhanh chóng lao tới trước người Mạc Kình Thiên, trong tay nguyên lực màu xanh như tấm lụa đập thẳng vào người Mạc Kình Thiên, tấm lụa xoay tròn. Không gian trực tiếp nghiền nát tạo ra gợn sóng. Thời gian áo nghĩa, hỏa thuộc tính áo nghĩa, mộc thuộc tính áo nghĩa. Lục Lâm Thiên nhíu mày, Nhâm Tiêu Diêu tu luyện không ít áo nghĩa, từ biểu hiện ra, một chiêu này Mạc Kình Thiên cũng không phải đối thủ của hắn. Bành! Mạc Kình Thiên vận dụng linh hồn áo nghĩa nghênh tiếp một kích của Ngâm Tiêu Diêu.
va chạm này làm không gian rung động rất mạnh. Hừ, năng lượng va chạm vào nhau, cổ họng Mạc Kình Thiên ngòn ngọt, thân thể lảo đảo lui ra phía sau. Đạp, thân thể Nhâm Tiêu Diêu chỉ lảo đảo lui một bước, khóe miệng cười nhạt, nói nhỏ. Ngươi không phải đối thủ của ta, niết bàn cảnh sơ giai, ta vẫn chưa dùng toàn lực đâu. Vừa dứt lời, thân thể Nhâm Tiêu Diêu phá không xuất hiện trước mặt Mạc Kình Thiên. Ầm ầm. Lúc này Nhâm Tiêu Diêu ngưng kết thủ ấn, hỏa thuộc tính năng lượng bạo phát ra thật mạnh, hư không sinh ra chấn động thật lớn, hỏa thuộc tính bàng bạc đốt nóng năng lượng thiên địa. Không hề nghi ngờ Nhâm Tiêu Diêu đã không hề thu liếm, khí tức niết bàn cảnh trung giai phóng thích ra ngoài, là áp chế giai vị cũng sinh ra uy áp vô hình rất lớn, hắn đánh ra một hỏa quyền vào thân thể Mạc Kình Thiên. Bình thường ta thật sự không cách nào làm gì được ngươi, ta cũng không muốn thắng ngươi quá bình thường, đương nhiên, ta cũng không dùng toàn lực. Mạc Kình Thiên ổn định thân thể, nhìn thấy Nhâm Tiêu Diêu lại phá không lao tới, trong mi tâm có hào quang lóe lên, khí tức băng hàn bao phủ các nơi, cả không gian sinh ra khí tức băng xương thật mạnh, linh hồn phân thân xuất hiện giống bản thể như đúc, nhưng mà khí tức lại khác biệt thật lớn. Xuy, đối mặt hỏa quyền của Ngâm Tiêu Diêu, linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên dùng hàn băng trưởng nghênh đón, hàn khí ngập trời bạo phát ra ngoài, hàn khí giữa không trung bao phủ không gian, băng xương nương theo gợn sóng không gian khuếch tán ra xa. Bành! Quyền trưởng va chạm vào nhau, không gian vị trí va chạm bị hủy diệt, băng và hỏa dây dưa với nhau một lúc, hỏa diễm từ từ bị đóng băng. Khí tức băng hàn khủng bố, hỏa thuộc tính áo nghĩa của Nhâm Tiêu Diêu bị áp chế trong vô hình, lập tức hai người đồng thời lui lại. Đạp đạp, Nhâm Tiêu Diêu lảo đảo khó đứng vững, hắn ngạc nhiên nhìn linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên. Đây là linh vật trời sinh. Trên bệ đá, khi linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên xuất hiện, ánh mắt của các tông lão và nhiều cường giả ngạc nhiên, linh hồn phân thân đã dung hợp linh vật trời sinh tự nhiên không thể giấu bọn họ. Dung hợp linh vật trời sinh, cho dù trong thế giới hỗn độn cũng cực kỳ thưa thớt, đối với trung thiên thế giới mà nói có áo nghĩa linh khí đã rất quý hiếm. Nhưng dung hợp linh vật trời sinh còn khó tìm hơn cả người có áo nghĩa linh khí. Bởi vì linh vật trời sinh rất thưa thớt, huống chi muốn dung hợp linh vật trời sinh, tuyệt đối là chuyện cửu tử nhất sinh, không người giúp là không được. Thậm chí trong 3.000 đại thế giới, người có thể dung hợp linh vật trời sinh đã ít lại càng ít. Linh vật trời sinh. Nhâm Tiêu Diêu ổn định thân hình, nhìn linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên với ánh mắt khác lạ. Lúc này khí tức trên người Nhâm Tiêu Diêu bộc phát. Nguyên lực vô cùng cường hãn, khí tức niết bàn cảnh trung giai trung kỳ tăng lên, tăng thêm áo nghĩa bổn nguyên trong người, còn bản thân hắn bất phàm, loại thực lực này không phải cao thủ niết bàn cảnh cao giai có thể chống lại. Áo nghĩa kỳ lạ, người mang bổn nguyên kỳ lạ. Khí tức trên người Nhâm Tiêu Diêu khuếch tán ra ngoài làm ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, Nhâm Tiêu Diêu thúc giục một loại áo nghĩa kỳ lạ, từ khí tức nặng nề của hắn mà xem ra, dường như có một ít quan hệ với thổ thuộc tính áo nghĩa. Trên người có áo nghĩa bổn nguyên, hơn phân nửa là bản thân ngộ ra. Tiết Mặc Kỳ có đại phục nguyên áo nghĩa là từ mộc thuộc tính áo nghĩa lĩnh ngộ ra, Lục Lâm Thiên cảm giác Nhâm Tiêu Diêu thúc dục áo nghĩa kỳ lạ có liên quan tới thổ thuộc tính áo nghĩa của hắn. Áo nghĩa kỳ lạ. Mạc Kình Thiên nhìn Nhâm Tiêu Diêu, thần sắc ngưng trọng, lập tức linh hồn phân thân bộc phát hàn khí ngập trời, năng lượng thiên địa chung quanh không ngừng biến hóa. Một đóa hoa sen màu xanh khổng lồ xuất hiện. Vô cùng xinh đẹp động lòng người, nó giống như Mỹ Ngọc hoàn mỹ nhất thiên hạ, khí tức hàn băng ngập trời khuếch tán ra chung quanh, đây chính là bản thể hồn thiên hàn băng Bích Long Liên. Xoẹt! Thân thể khổng lồ của Nhâm Tiêu Diêu hơi do dự, lập tức lao tới. Linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên có linh vật trời sinh uy hiếp hắn, tuy linh vật trời sinh chỉ có tu vị niết bàn cảnh sơ giai, nhưng mà thân là linh vật trời sinh, thực lực tuyệt đối khó đối phó. Oanh! Nhâm Tiêu Diêu lướt tới đấm ra một kích thật mạnh. Xoẹt! Hồn thiên hàn băng Bích Long Liên xoay tròn, hàn khí mênh mông bao phủ thiên địa, gần như có thể đông cứng không gian, trực tiếp ngăn cản một quyền của Nhâm Tiêu Diêu. Phá! Bành! Trong khoảng thời gian ngắn, một đấm này đánh tan hàn băng, cả không gian sinh ra hư không đen kịt. Ngao! Lúc này trong hồn thiên hàn băng Bích Long Liên xuất hiện băng long. Băng Long mang theo hàn khí đóng băng thiên địa lao thẳng về phía Nhâm Tiêu Diêu. Băng Long không ngừng hấp thu năng lượng trong thiên địa, đột nhiên năng lượng hàn băng nhanh chóng bao phủ không gian chung quanh Nhâm Tiêu Diêu. Hừ, có chút át chủ bài, nhưng linh vật trời sinh này chỉ là niết bàn cảnh sơ giai, muốn đối phó ta còn chưa đủ đâu.
Nhâm Tiêu Diêu hừ một tiếng, nhưng cũng không dám chủ quan, hắn lập tức đánh ra quyền kình như mưa. Rầm rầm rầm. Nhâm Tiêu Diêu và Băng Long va chạm với nhau, nắm đấm tung bay, hư ảnh cự long gào thét, từng lực lượng khủng bố bộc phát dữ dội, khí kình cường hãn khuếch tán không gian, trực tiếp chấn vỡ không gian chung quanh, trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt, người xem hãi hùng khiếp vía. Quyết đấu thật cường hãn. Bốn trận đấu trước chỉ dùng một hai chiêu là phân thắng thua, nhưng lần này lại đấu rất kịch liệt, giơ tay nhấc chân là đánh nát hư không, nhiều người cảm thán tự thẹn không bằng. Hồn Thiên Hàn Băng Bích Long Liên thật không kém, nhưng mà muốn dựa vào Hồn Thiên Hàn Băng Bích Long Liên đánh bại Nhâm Tiêu Diêu, sợ là làm không được, đã bắt đầu có dấu hiệu thua cuộc hiện ra. Lục Lâm Thiên nhìn hai người đang giao thủ, linh hồn lực nhạy cảm quan sát tình hình, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng, Mạc Kình Thiên dung hợp Hồn Thiên Hàn Băng Bích Long Liên rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là niết bàn cảnh sơ giai, Nhâm Tiêu Diêu lại rất cường hãn, ít nhất là từ thời điểm Tịnh Vô Ngân và Hoàng Lạc Nhan ra tay. Nhâm Tiêu Diêu tuyệt đối không dưới Tịnh Vô Ngân và Hoàng Lạc Nhan. Sư phụ, Kình Thiên sư thúc đang làm cái gì? Thái A nhìn Mạc Kình Thiên trong sân rộng, lập tức hỏi. Lục Lâm Thiên nghe tiếng nhìn theo, chỉ thấy Mạc Kình Thiên lúc này đang đắm chìm trong trạng thái huyền ảo, từng đạo thủ ấn không ngừng ngưng kết với nhau. Từ khi thủ ấn ngưng kết làm không gian chung quanh sinh ra chấn động kỳ diệu. Vào lúc này hư không trong tương hoàng không gian chấn động, Nhật Nguyệt Tinh lơ lửng trên cao bắt đầu lờ mờ đi rất nhanh. Khí tức rất quen thuộc. Lục Lâm Thiên nhìn Mạc Kình Thiên biến hóa nhanh chóng, hắn có cảm giác tim đập nhanh hơn, khí tức này mang theo thuộc tính quen thuộc như hắn từng biết đến. Đây là, chẳng lẽ Mạc Kình Thiên là đệ tử của lão gia hỏa kia? Trên bệ đá, sắc mặt không ít trưởng thượng biến hóa thật nhanh, hai mắt nhìn nhau như phát hiện ra cái gì đó. Lão gia hỏa kia không phải có quan hệ với Lục Lâm Thiên sao? Tại sao còn có quan hệ với Mạc Kình Thiên, khó trách Lục Lâm Thiên và Mạc Kình Thiên thân nhau như vậy, thì ra lão giả hỏa này chuẩn bị tới hai người. Quỷ Cốc thì thào nói nhỏ. Lão giả hỏa này thật là tuyệt, Mạc Kình Thiên không phải là người của hắn sao, vì sao lại có quan hệ với lão giả hỏa này? Nhàn Vân cũng đánh giá tình hình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ầm ầm. Nhâm Tiêu Diêu giao thủ với Băng Long, dần dần chiếm cứ thượng phong. Áo nghĩa quỷ dị có thể ngăn cản hàn khí xâm nhập. Nhưng vào thời điểm này, sắc mặt Nhâm Tiêu Diêu biến đổi, năng lượng chấn động làm hắn tim đập nhanh hơn lan tràn từ xa tới gần, loại năng lượng chấn động này làm hắn khiếp sợ. Nhâm Tiêu Diêu quan sát thật kỹ, bản thân Mạc Kình Thiên đang tiến vào trạng thái kỳ diệu, dung nhập vào hư không chung quanh, cũng tự do dẫn dắt Nhật Nguyệt Tinh trong tương hoàng không gian. Không ổn. Nhâm Tiêu Diêu chính thức cảm giác không ổn. Hắn trực tiếp công kích Mạc Kình Thiên. Ngao! Hư ảnh băng long gào thét, nó mang theo khí kình khủng bố lao thẳng về phía Nhâm Tiêu Diêu. Xùy! Mi tâm Nhâm Tiêu Diêu có lưu quang lướt đi, rốt cuộc hắn cũng vận dụng linh hồn phân thân, khí tức linh hồn lực hội tụ rất mạnh, uy áp vô hình đang áp bách không gian chung quanh, lập tức đâm thẳng vào băng long đang tới gần. Ầm ầm! Cả hai va chạm nhau sinh ra gợn sóng không gian thật lớn, không gian chấn động như biển gầm. Trong va chạm ngắn ngủi đó, Nhâm Tiêu Diêu vận dụng thời gian chi lực đến trước mặt Mạc Kình Thiên, Mạc Kình Thiên lúc này ngưng kết thủ đoạn sinh ra cảm giác nguy hiểm, hắn không thể cho Mạc Kình Thiên thời gian. Xuy. Trong thời gian thật ngắn đó, thời điểm Nhâm Tiêu Diêu xuất hiện trước mặt Mạc Kình Thiên, Mạc Kình Thiên được thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa bao phủ lui lại, lúc này hắn quát. Dùng thân ta làm trận nhãn, Chu Thiên Tinh đấu kiền khôn trận. Khi Mạc Kình Thiên dứt lời, thân thể của hắn mở đi, không gian run lên, Nhật Nguyệt Tinh trên cao lờ mờ lại bộc phát hào quang sáng ngời rót vào trong trận pháp. Ầm ầm. Đột nhiên thiên uy cuồn cuộn hàng lâm không gian này, gió nổi mây phun, sấm sét phần vũ. Chu Thiên Tinh đấu kiền khôn trận, đây là đại trận nổi danh của Tam Kỳ lão nhân, có tác dụng không khác gì tiểu Chu Thiên Tinh đấu luyện thế trận, khó trách. Rốt cuộc Lục Lâm Thiên đã nhìn hiểu. Lúc này Mạc Kình Thiên thúc dục chính là đại trận của Tam Kỳ lão nhân, khó trách hắn có cảm giác quen thuộc, đây cũng là át chủ bài cuối cùng của Mạc Kình Thiên. Sợ rằng Nhâm Tiêu Diêu cũng có át chủ bài, ai thắng ai thua sẽ phân định nhanh thôi. Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, ánh mắt của hắn tập trung lên hai người, quả nhiên Mạc Kình Thiên cũng có át chủ bài, nhưng mà Nhâm Tiêu Diêu tuyệt đối có nắm chắc bài, chỉ không rõ ai thắng ai thua mà thôi. Liệt địa quyết, toái hồn quyết, tê thiên quyết. Sắc mặt Nhâm Tiêu Diêu đại biến, hắn áp chế cảm giác tim đập nhanh này,
không ngừng ngưng kết các thủ ấn, nguyên lực toàn thân sôi trào, năng lượng hội tụ trước mặt hắn, hư không trên quảng trường màu vàng bắt đầu rạn nứt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh Nhâm Tiêu Diêu bị hào quang bao phủ, khí thế vô hình quét qua tất cả, vào thời điểm này hắn đã vận dụng toàn lực của bản thân. Ầm ầm. Cùng lúc này mà Kình Thiên thúc dục 9 ngôi sao giáng xuống, đột nhiên hào quang màu vàng bao phủ tầng trời thấp, quang ảnh ngôi sao sinh ra vết nứt không gian, cảnh tượng kinh tâm động phách khó có thể hình dung được. Trong hư không xa xa, thiên uy áp chế tất cả, linh hồn rung động sinh ra hàn ý từ tận đáy lòng. Lúc Nhâm Tiêu Diêu ngưng tụ năng lượng minh mông dĩ nhiên sinh ra quang ảnh ngôi sao thật lớn, cả phiến hư không này không ngừng vặn vẹo. Hai đạo năng lượng không ngừng va chạm với nhau, người có tu vị thực lực thấp cảm giác linh hồn và thân thể đang bị ép bạo. Nhâm Tiêu Diêu muốn sử dụng thương khung quyết, đây là tuyệt kỹ cường hãn của Nhâm gia, uy lực bá đạo vô cùng cường hãn, mà Chu Thiên Tinh đấu kiền khôn trận là tuyệt học thành danh của tam kỳ lão gia hỏa kia, chỉ có người tu luyện linh hồn, không gian. Thời gian ba loại áo nghĩa lại phối hợp với tinh thần áo nghĩa mới ngưng tụ ra, không nghĩ Mạc Kình Thiên lại lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa. Trên bệ đá, ánh mắt Ngọc Linh Tử chấn động, thần thái khó tin. Nhâm Tiêu Diêu cường hãn, Mạc Kình Thiên vốn không thể chiến thắng, linh vật trời sinh hồn thiên hàn băng bích long liên kia cấp độ thực lực hơi yếu, nhưng mà Mạc Kình Thiên thúc giục Chu Thiên Tinh đấu kiền khôn trận điều động thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, tăng thêm năng lượng tinh thần hiệp trợ. Sợ rằng hai người khó phân thắng bại. Kiền Khôn chân nhân cũng động dung. Lúc này nhiều người đều nhìn lên người Mạc Ngã Hành, Nhâm Tiêu Diêu chính là hậu bối của Nhâm gia của Mạc Ngã Hành. Chẳng lẽ Mạc Kình Thiên là đệ tử thân truyền của tam kỳ lão gia hỏa kia sao? Mạc Ngã Hành nói nhỏ, ánh mắt khẩn trương quan sát quảng trường. Liệt địa, toái hồn, tê thiên, vạn võ phá thương khung. Dưới áp lực cực lớn, thân thể Nhâm Tiêu Diêu bành trướng như dung nham phun trào, rất nhiều thủ ấn không ngừng trọng điệp vào nhau, năng lượng thiên uy cuồn cuộn không ngừng bộc phát, uy áp mênh mông bộc phát ra ngoài, cả phiến hư không này chấn động rất mạnh. Lúc này Mạc Kình Thiên nhảy lên cao, chung quanh hắn là 9 ngôi sao thẳng hàng, các ngôi sao tỏa ra ánh sáng rất mạnh. Cửu Tinh Liên Châu. Mạc Kình Thiên đứng trong 9 ngôi sao, thủ ấn nhanh chóng biến hóa, lập tức 9 ngôi sao xoay tròn và hội tụ. Cửu Tinh Liên Châu huyền ảo tương liên, đột nhiên hóa thành 9 đạo nguyên lực rót vào cơ thể Mạc Kình Thiên. Thương khung phá. Tiếng quát trầm thấp vang lên, quyền ấn ngưng tụ trong tay Nhâm Tiêu Diêu đánh thẳng vào không gian, vạch phá bầu trời, đón gió bành trướng như sao băng hủy diệt. Kiền Khôn ấn. Mạc Kình Thiên hét lớn một tiếng, hào quang của 9 ngôi sao rót vào trong người của mình, trong trường ấn có năng lượng rất mạnh hội tụ vào trong. Lập tức ngưng tụ thủ ấn đánh thẳng vào quyền ấn của Nhâm Tiêu Diêu. Cả hai công kích va chạm nhau sinh ra tiếng nổ thật lớn, hào quang chói mắt bắn ra chung quanh, thực lực hai người sàn sàn nhau, khó phân ra thắng bại, hai người hiện tại cũng công kích toàn lực. Tịnh Vô Ngân và Hoàng Lạc Nhan nhìn không gian Mạc Kình Thiên và Nhâm Tiêu Diêu giao thủ, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hoài Linh Ngọc khẽ ngẩng đầu quan sát, ánh mắt có hàn quang bắn ra, Mạc Kình Thiên và Nhâm Tiêu Diêu giằng co trong nháy mắt. Năng lượng khủng bố phóng thích ra ngoài, lập tức nổ tung trong tầm mắt nhiều người quan sát, hai quyền ấn va chạm vào nhau, không gian trực tiếp sinh ra hắc động thâm thúy. Bang bang! Năng lượng không ngừng nổ tung và khuếch tán ra các hướng, sóng năng lượng hủy diệt không gian trên đường nó đi qua. Ầm ầm! Hai đạo năng lượng va chạm với nhau như muốn đẩy lùi đối phương, quảng trường màu vàng chấn động dữ dội, lực lượng mênh mông quét qua tất cả. Siêu, siêu! Cũng không biết trôi qua bao lâu, hai đạo năng lượng không ngừng nghiền nát, quang ảnh Cửu Tinh Liên Châu của Mạc Kình Thiên đột nhiên xuất hiện sau vụ nổ năng lượng vừa rồi. Xoẹt! Thân thể to lớn của Nhâm Tiêu Diêu lảo đảo lui ra phía sau vài bước, thân thể nham thạch khổng lồ thu nhỏ lại, hào quang trên nham thạch cũng tan biến. Sau khi lui lại hơn 10 bước, Nhâm Tiêu Diêu đã khôi phục bộ dáng vốn có, hắn phun máu tươi liên tục. Mạc Kình Thiên đáp xuống đất, miệng phun máu tươi. Nhưng so với Nhâm Tiêu Diêu còn tốt hơn nhiều, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ta bại, tái chiến cũng vô dụng, người thắng. Nhâm Tiêu Diêu nhìn Mạc Kình Thiên, thật lâu mới nói ra một câu này, tiếng nói vừa dứt trong miệng chảy máu tươi, thân thể lảo đảo lui ra phía sau, tâm niệm khẽ động, linh hồn phân thân nhanh chóng quay trở về bản thể. Đa tạ. Mạc Kình Thiên vừa dứt lời, miệng hắn cũng phun máu tươi nhuộm đỏ trường bào của hắn, thân thể cũng uể oải. Hắn lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, suýt nữa ngã xuống đất,
băng long và linh hồn phân thân nhanh chóng quay về cơ thể. Thắng! Lục Lâm Thiên hơi kinh ngạc, lập tức cười nhạt, Mạc Kình Thiên và Nhâm Tiêu Diêu hai người quyết đấu tới bây giờ, kết quả này là Lục Lâm Thiên hy vọng nhìn thấy nhất. Nhâm Tiêu Diêu lại bại. Trong hư không chung quanh có nhiều ánh mắt kinh ngạc, lúc trước độc nhất đao thua trong tay Hoàng Lạc Nhan không ai cảm thấy bất ngờ, nhưng mà lúc này Mạc Kình Thiên thắng Nhâm Tiêu Diêu, đây là kết quả mọi người bất ngờ. Thiên phú của Mạc Kình Thiên không tệ, lúc này trong vạn thế đối quyết thật sự xuất hiện vài người thiên phú tốt. Trên bệ đá, rất nhiều trưởng thượng cảm thán, chỉ có ánh mắt Mạc Ngã Hành hơi phiền muộn, dù sao Nhâm Tiêu Diêu cũng là hậu bối của hắn, lúc này bị thua khó tránh khỏi khó chịu, nhưng cũng không quá để ý. Trận thứ 5, Phong Vân Trung Thiên thế giới Mạc Kình Thiên chiến thắng. Lão giả trọng tài lúc này tuyên bố kết quả. Như thế nào? Mạc Kình Thiên ăn vào không ít đan dược chữa thương sau đó đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên và Thái A, Lục Lâm Thiên nhìn Mạc Kình Thiên. Nhìn sắc mặt của hắn thì biết thương thế rất nghiêm trọng, Lục Lâm Thiên thậm chí ẩn ẩn cảm thấy thương thế của Mạc Kình Thiên cũng không tốt hơn Nhâm Tiêu Diêu bao nhiêu. Mạc Kình Thiên nhìn Lục Lâm Thiên cười khổ một tiếng, nói nhỏ. Ta là thực không được, kế tiếp phải dựa vào ngươi, phong hào chiến thần nên nằm trong tay ngươi. Ta sẽ hết sức. Lục Lâm Thiên gật đầu, lúc này còn 5 người thắng trận, trừ Mạc Kình Thiên ra, cũng còn có Hoài Linh Ngọc, Tịnh Vô Ngân, tăng thêm Hoàng Lạc Nhan. Lão giả trọng tài tuyên bố, 5 người thắng trận chuẩn bị rút thăm tiến vào vòng thứ 2, đen trắng đỏ 3 ngọc giản, trong đó người rút ngọc giản trắng tự động trở thành chiến hoàng, 4 người khác phân biệt quyết đấu, 2 người chiến thắng cuối cùng sẽ tranh giành phong hào chiến thắng. 5 người chiến thắng nghe vậy, lập tức đi lên phía trước, ở đó có cái dương, 5 người theo thứ tự cầm ngọc giản. Cầm ngọc giản trong tay, Lục Lâm Thiên có chút khẩn trương nhìn vào, không biết mình sẽ đấu với ai. Tịnh Vô Ngân và Hoàng Lạc Nhan không dễ đối phó, gặp gỡ Hoài Linh Ngọc sẽ giảm bớt không ít khí lực, nhưng lúc Lục Lâm Thiên nhìn ngọc giản, ánh mắt biến hóa. Màu trắng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, người rút ngọc giản màu trắng tự động thành chiến hoàng, cũng đánh mất cơ hội tranh đoạt phong hào chiến thần. Phong hào chiến thần này Lục Lâm Thiên tuy muốn, nếu bình thường gặp quy tắc này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể nhịn, quy tắc như thế mình đã biết rõ, hắn cũng nên tuân thủ. Nhưng hiện tại đã khác, Lục Lâm Thiên biết rõ bỏ qua hôm nay, muốn đối phó Hoài Linh Ngọc sẽ càng khó khăn, cho dù như thế nào cũng phải tiêu diệt Hoài Linh Ngọc. Người cầm ngọc giản màu trắng lui ra, hai người ngọc giản đỏ quyết đấu với nhau. Lão giả trọng tài nói ra. Siêu siêu. Nghe vậy, lúc này có hai thân ảnh lui ra phía sau, một là Mạc Kình Thiên, một người khác là Hoài Linh Ngọc, mà Hoàng Lạc Nhan và Tịnh Vô Ngân, Lục Lâm Thiên ba người đứng trong sân rộng. Ba người, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ba người đứng tại trong sân rộng, lập tức khiến cho không ít kinh ngạc. Ồ, mọi người nhìn lên bệ đá. Ba người cầm ngọc giản trắng và đen lui ra ngoài. Lão giả trọng tài nhìn Lục Lâm Thiên, cũng nói với Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân. Ta lấy được ngọc giản trắng. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, hắn nhìn trọng tài nói một câu. Nhưng ta không muốn rời khỏi tranh đoạt phong hào chiến thần. Sư phụ cầm ngọc giản trắng. Sắc mặt Thái A tái nhợt. Tại sao có thể như vậy, cái này vận khí thật không tốt. Ánh mắt Mạc Kình Thiên ngưng trọng. Có phần không ổn, đội trưởng đánh mất tư cách. Tử Viêm, Long Bàn Hổ Cứ, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Hoa, Bạch Lang, Kim Viên ở xa xa nghị luận với nhau. Huyền Tuyết ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú trong tay, đôi mắt dễ thương nhìn quảng trường, đôi mắt mang theo ba động. Lục Lâm Thiên muốn làm cái gì? Lão giả trọng tài nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt hơi trầm xuống, nói. Lục Lâm Thiên, quy tắc của vạn thế đối quyết chính là như thế, người muốn phá hư quy tắc vạn thế đối quyết hay sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn lão giả trọng tài, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói. Ta không có ý phá hư quy tắc, nhưng ta chỉ cảm thấy quy tắc không công bằng mà thôi. Hiện tại hậu bối càng ngày càng hung hăng càn quấy. Dám nghi vấn quy tắc vạn thế đối quyết, mặc dù có chút thiên phú, nhưng mà chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào thiên phú này thì có tư cách nghi vấn quy tắc vạn thế đối quyết sao? Trên bệ đá cổ xưa, Hỏa Loan lườm Lục Lâm Thiên. Không công bằng là không công bình, chỉ cần tham gia vạn thế đối quyết đều có tư cách nghi vấn, nếu các ngươi thừa nhận quy tắc vạn thế đối quyết vốn không công bằng, ta sẽ lập tức rời khỏi, nếu các ngươi dám thừa nhận, vạn thế đối quyết không đặt trong mắt ta, không tham gia cũng được. Lục Lâm Thiên nhìn Hỏa Loan,
ngữ khí của Hỏa Loan làm Lục Lâm Thiên khó chịu. Tiểu tử, người có biết người đang nói với ai hay không, có nghĩ xem mình có bao nhiêu cân lượng không? Ánh mắt Hỏa Loan nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Xuy, chỉ trong nháy mắt, đột nhiên thân thể Lục Lâm Thiên trầm xuống, áp lực thật lớn ập xuống, muốn ép thân thể Lục Lâm Thiên quỳ lại. Uy áp to lớn làm hắn không có lực chống cự, đôi mắt Hỏa Loan sáng ngời mang theo uy áp to lớn hàng lâm, uy áp đến từ linh hồn và đáy lòng, uy thế này rất khủng bố. Lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ đây là phong cách trưởng thượng Chiến Thiên Liên Minh hay làm sao, Chiến Thiên Liên Minh không có gì hơn thế này, Lục Lâm Thiên ta không lạy trời không quỳ đất, chỉ lạy phụ mẫu thân sư, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn gầm lên thật lớn. Cây đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên bộc phát kim quang ngăn cản uy áp kia, lúc này thân thể Lục Lâm Thiên có thanh linh khải giáp bao phủ, bàn chân đạp mạnh xuống đất, trong đan điền khí hải, nguyên đan chữ vạn bộc phát khí tức man hoang cổ xưa, thân thể hơi cong của hắn lập tức đứng thẳng dậy. Ken két, quảng trường màu vàng lay động, lúc này mặt đất dưới hai chân Lục Lâm Thiên hai dạn nứt, hắn vẫn cố trèo trống không quỳ xuống. Dưới uy áp vô hình như thế, sắc mặt Lục Lâm Thiên dần dần tái nhợt. Thanh linh khải giáp trên người chấn động, nhưng một thân ngông nghênh và ngạo nghễ không giảm. Không ngờ có thể chống lại. Tiểu tử này thật hung hăng càn quấy. Mắt thấy Lục Lâm Thiên chống được uy áp khủng bố của Hỏa Loan, đám trưởng lão và người quan sát nghẹn họng nhìn chân chối. Hừ, nhìn thấy Lục Lâm Thiên có thể chống lại uy áp của mình, Hỏa Loan khó nhìn, đôi mắt sáng trầm xuống, khí nóng trong mắt bộc phát ra ngoài, đột nhiên uy năng của uy áp tăng mạnh. Ánh mắt Quỷ Cốc và Nhàn Vân hai người hơi trầm xuống, cảm giác không ổn, đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này hư không có tiếng hét lớn truyền ra. Hỏa Loan, hậu bối lão tử mang tới, ngươi dám khi dễ hắn, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lúc này có một cột sáng lướt đi, không gian ven đường không ngừng bị phá hủy, công kích như thiểm điện lao thẳng về phía Hỏa Loan. Người tới là ai, thật lớn mật, muốn chết. Sắc mặt Hỏa Loan đại biến. Nàng không nghĩ tới còn có người dám ra tay với mình, đôi mắt âm trầm, vận chuyển nguyên lực toàn thân, ống tay áo quét qua mang theo hỏa năng lượng sáng ngời, lập tức va chạm với cột sáng đánh tới. Bành! Hai đạo năng lượng va chạm với nhau, khí nóng và linh hồn lực không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, hư không chung quanh không ngừng sinh ra dư âm ảnh hưởng rất mạnh, ẩn ẩn còn mang theo khí tức chấn động rất khủng khiếp. Ta muốn chết hay là ngươi muốn chết, cho dù bản thể Hỏa Loan ngươi đến thì thế nào? Đừng nói linh hồn phân thân ở đây. Thân ảnh nhỏ gầy mang theo xu thế khủng khiếp hàng lâm tương hoàng không gian, đạp lên một con dao long do năng lượng hình thành lao xuống. Ngao! Tà dao gào thét, nhất thời năng lượng đáng sợ quét qua các nơi, lập tức va chạm với Hỏa Loan. Linh vật trời sinh, là cái thôn thiên tà dao. Hư ảnh dao long âm tà xuất hiện, sắc mặt Hỏa Loan khó coi, hư ảnh phượng hoàng xuất hiện. Xì sao! Hư ảnh Phượng Hoàng nhanh chóng lao lên ngăn cản thôn thiên tà dao đang đánh xuống. Bành! Hai hư ảnh hình thú va chạm với nhau, lập tức giữa không trung có âm thanh sấm sét rền vang, không gian trong nháy mắt bị nổ tung, bị phá hủy không còn hình dáng. Ầm ầm! Năng lượng hỏa diễm nóng bỏng và linh hồn lực âm tà không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, mang theo uy áp đáng sợ làm mọi người sợ hãi. Bọn họ không ngừng vận chuyển nguyên lực chống cự và quan sát trận đấu. Thời điểm tất cả chấn động bình thường trở lại, giờ phút này một thân ảnh mang đấu bồng nhỏ gầy xuất hiện nơi đây, đôi mắt thâm thúy quan sát tương hoàng không gian, tính tình cũng không nhỏ. Kỳ lão! Lục Lâm Thiên không bị áp lực nữa liền thu liếm thanh linh khải giáp sau đó nhìn lão nhân vừa xuất hiện, ánh mắt vui vẻ, người tới không phải người nào khác, chính là Tam Kỳ lão nhân. Nhìn thấy thân ảnh Tam Kỳ lão nhân, Mạc Kình Thiên cười cười. Tam Kỳ, là ngươi, ngươi như thế nào? Trên bệ đá, từng ánh mắt nhìn lên Tam Kỳ lão nhân, Mặc Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Kiền Khôn chân nhân cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức phát hiện Tam Kỳ lão nhân đã không phải bản thể, nhưng mà khí tức trên người rất kỳ lạ. Tam Kỳ, thân ảnh Hỏa Loan đã sớm rời khỏi ghế đá, thân ảnh đứng giữa không gian, nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, trong mắt mang theo thần sắc tức giận. Như thế nào, không thể là ta sao, lão tử không có mặt ở đây, hậu bối ta mang tới. Các ngươi có thể tùy ý khi dễ hay sao? Có tin ta thu thập hàng ổ các ngươi không? Thật cho rằng lão tử dễ khi dễ sao? Hay là xem lão tử không tồn tại? Tam Kỳ lão nhân đạp không đứng đó, hắn nhìn đám người Mặc Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng sau đó mắng liên tục. Tam Kỳ A Hát,
chúng ta không có khi dễ hậu bối của ngươi. Tam Kỳ, sao ngươi tới đây, chúng ta không khi dễ hậu bối của ngươi mà, ngươi nói nghiêm trọng rồi. Mắt thấy Tam Kỳ lão nhân, đám người Mặc Ngã Hành, Phục Ma Hoàng giả cố nặn ra nụ cười, dường như có không ít cố kỵ với Tam Kỳ lão nhân. Hừ, Tam Kỳ lão nhân chừng đám trưởng thượng, lập tức ánh mắt nhìn qua hư không, trầm giọng nói. Đệ tử Vạn Thiên Liên Minh nhìn thấy bổn hoàng sao không hành lễ, chẳng lẽ bổn hoàng hơn 10 vạn năm không xuất hiện, Vạn Thiên Liên Minh không còn quy củ sao? Âm thanh tuy nhỏ nhưng cuồn cuộn trong tương hoàng không gian. Bái kiến trưởng thượng, hơn 100 người trên bệ đá nghe thấy, mấy chục đệ tử Vạn Thiên Liên Minh ánh mắt chấn động, tức quỳ một chân cung kính hành lễ. Bái kiến trưởng thượng, hư không xa xa, các đệ tử Vạn Thiên Liên Minh, kể cả Tôn Tiểu Nhã, chỉ cần là người Vạn Thiên Liên Minh đều phải hành lễ. Thì ra Kỳ lão là trưởng thượng trong Vạn Thiên Liên Minh. Lục Lâm Thiên rất kinh ngạc, thật không nghĩ tới Tam Kỳ lão nhân lại là trưởng thượng trong Vạn Thiên Liên Minh, nhưng hắn không có hành lễ, hoàn toàn không cho Tam Kỳ lão nhân mặt mũi, huống chi Lục Lâm Thiên cũng không xem mình là người Vạn Thiên Liên Minh, hắn chỉ dùng thân phận Vạn Thiên Liên Minh tham gia Vạn Thế Đối Quyết mà thôi. Ngươi là người Vạn Thiên Liên Minh, sao không hành lễ? Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân nhìn lên người Hoài Linh Ngọc, sắc mặt trầm xuống, hàn ý bao phủ quanh người Hoài Linh Ngọc. Uy áp vô hình bao phủ, thân thể Hoài Linh Ngọc run lên, lập tức quỳ một chân sau đó nói. Bái kiến trưởng thượng. Hừ, đứng lên đi. Tam Kỳ lão nhân chỉ nhìn Hoài Linh Ngọc sau đó hừ lạnh một tiếng, dường như nhìn ra cái gì đó, lập tức thu liễm uy áp, cũng không khi dễ hậu bối. Hoài Linh Ngọc lúc này ngẩng đầu lên, nhìn Tam Kỳ lão nhân, âm thầm cắn răng, trong mắt mang theo hàn ý. Tam Kỳ, Lục Lâm Thiên xem như hậu bối của ngươi, nhưng ngươi muốn xen vào quy củ của tương hoàng không gian sao? Hỏa Loan nhìn chung quanh, ánh mắt nhìn Tam Kỳ, sắc mặt hơi trầm xuống, đối với Tam Kỳ lão nhân, nàng đồng dạng rất kiêng kỵ, nàng rất rõ ràng Tam Kỳ tuyệt đối không phải dễ trêu chọc. Hỏa Loan, lão tử dựa vào cái gì không xen vào, trợn to mắt ngươi nhìn xem, hôm nay lão tử nhúng tay vào, xem ai làm khó dễ ta. Tam Kỳ lão nhân quát một tiếng, hắn móc một lệnh bài ra, nói. Bây giờ còn có người cảm thấy lão phu không đủ tư cách sao? Song minh lệnh. Mắt thấy Tam Kỳ lão nhân cầm lệnh bài, 10 trưởng thượng nhíu mày, bọn họ tự nhiên biết song minh lệnh, đó là hai đại liên minh cùng phát ra. Tuy song minh lệnh này không thể trực tiếp điều động trưởng thượng bọn họ, cũng không có khả năng mệnh lệnh trưởng thượng, nhưng mà song minh lệnh nằm trong tay Tam Kỳ lão nhân làm bọn họ nhớ tới một chuyện. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hắn đứng chắp tay, khí tức bá đạo bộc phát. Đột nhiên tinh quang trong mắt bắn ra ngoài, nói với Tam Kỳ lão nhân. Dùng một đấu bốn mà thôi, có gì không dám, ta tiếp. Nghe vậy, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân, mà Kình Thiên đều nhìn Lục Lâm Thiên, Hoài Linh Ngọc khinh thường, nhàn nhạt nói. Tiểu tử, không biết tự lượng sức mình. Lục Lâm Thiên, thật ngông cuồng mà. Tiểu tử này, quá kiêu ngạo, dùng một đấu bốn, tìm chết sao. Không biết trời cao đất rộng. Trong hư không, từng tiếng nghị luận vang lên. Tiểu tử này hơi cuồng vọng. Trên bệ đá, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, một đấu bốn, có người không tin tưởng Lục Lâm Thiên có thể chiến thắng, đây không khác gì tự tìm tai vạ. Tiểu tử này quá cuồng vọng rồi. Ngay cả Quỷ Cốc và Nhàn Vân hai người cũng biến sắc. Lục Lâm Thiên muốn một đấu bốn. Trên quảng trường thành vô sắc, từng ánh mắt chấn động, sau đó không ngừng xôn xao. Tam Kỳ lão nhân cũng chấn động, Lục Lâm Thiên đáp ứng năm trong dự liệu, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Tiểu tử có gan, cho dù thua ta cũng ủng hộ ngươi. Đa tạ Kỳ lão. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn biết kế tiếp phải đấu thêm vài trận, dù sao đã không cách nào tránh được, vậy cứ bình thản đối mặt, nếu không thể thắng ở nơi đây, bàn gì tranh tài với thế hệ trẻ trong thế giới hỗn độn. Sau một lát, trên bệ đá đã xuất hiện bế đá cổ xưa thứ 11. Tam Kỳ lão nhân ngồi lên đó. Trên bệ đá, lão giả trọng tài nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, ngươi dùng quy tắc dự bị, vậy bắt đầu từ hai người có ngọc giản màu đỏ đi, hai người này ngươi cứ chọn một. Chỉ có thể lựa chọn ngọc giản màu đỏ trước sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên hơi trầm xuống, hắn vốn có ý định đối phó Hoài Linh Ngọc, so sánh với phong hào chiến thần, Lục Lâm Thiên càng muốn đánh chết Hoài Linh Ngọc hơn. Lục Lâm Thiên tính ra lấy. Nếu đầu tiên chống lại Hoài Linh Ngọc, sau này phần thắng sẽ cao hơn,
mà nếu trước đối phó Tịnh Vô Ngân và Hoàng Lạc Nhan, cho dù chiến thắng đối thủ, tiêu hao trong đó vẫn kinh người, cuối cùng đối mặt với Hoài Linh Ngọc lại không thể làm gì. Nhưng lúc này Lục Lâm Thiên không có lựa chọn nào khác, nhìn Hoàng Lạc Nhan cùng Tịnh Vô Ngân hai người, hắn khó lựa chọn, thực lực Tịnh Vô Ngân tuyệt đối không thấp, đây là điểm không thể phủ nhận, Lục Lâm Thiên thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, thực lực của Tịnh Vô Ngân còn cao hơn Nhâm Tiêu Diêu không ít. Mà Hoàng Lạc Nhan thân là Phượng Hoàng chi thân, càng khó đối phó hơn rất nhiều. Trong nhiều ánh mắt quan sát bản thân mình, Lục Lâm Thiên nhìn qua Hoàng Lạc Nhan và Tịnh Vô Ngân, lập tức nhìn Tịnh Vô Ngân, nói. Thỉnh võ thần thế giới Tịnh Vô Ngân chỉ giáo. Hừ. Hoàng Lạc Nhan nghe vậy, ánh mắt lườm Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo lạnh ý. Lựa chọn Tịnh Vô Ngân sao? Khi Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, từng ánh mắt nhìn lên người Tịnh Vô Ngân. Ngay cả Tịnh Kiếm Hoàng cũng chấn động. Võ thần thế giới Tịnh Vô Ngân, xin chỉ giáo. Tịnh Vô Ngân cười nói, hắn nói xong lập tức đáp xuống trước mặt Lục Lâm Thiên, không có hành động khác thường gì. Thân ảnh gầy gò nhưng cao ngất, gương mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, khí chất lãnh tuấn, mày rậm mũi cao, hai tay cầm trường kiếm màu trắng, trên vỏ kiếm có bí vân quanh quẩn, một người một kiếm hồn nhiên thiên thành. Khi thân ảnh Tịnh Vô Ngân đáp xuống, khí tức quanh thân chấn động rất lớn, không gian chung quanh đông cứng lại, hào khí cũng sôi trào. Nhìn Lục Lâm Thiên, Tịnh Vô Ngân nói nhỏ. Ta rất sớm đã chú ý ngươi, tu vị chuẩn Niết Bàn có thể đi tới bước này. Ngươi đã có tư cách động thủ với ta, hy vọng ngươi có thể ép ta xuất kiếm. Thật sao, ta nghĩ ngươi rút kiếm nhanh thôi. Lục Lâm Thiên nhìn Tịnh Vô Ngân, chiến ý trong mắt bộc phát, hắn bắt đầu từ Tịnh Vô Ngân, nếu ngay cả Tịnh Vô Ngân cũng không làm gì được, sau này không cờ động thủ tiếp nữa. Lục Lâm Thiên lựa chọn đầu tiên là Tịnh Vô Ngân, cũng không phải cho rằng Tịnh Vô Ngân thực lực không bằng Hoàng Lạc Nhan, mà là vì Lục Lâm Thiên phát giác được Hoàng Lạc Nhan không có quá nhiều thiện ý với mình. Sợ đối phó Hoàng Lạc Nhan, nữ nhân kia sẽ càng điên cuồng hơn một ít, mình cũng không quá khách khí, nói không chừng chính mình còn phải liều mạng, mà Tịnh Vô Ngân vẫn im lặng quyết đấu. Bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng lựa chọn Tịnh Vô Ngân, lúc này Lục Lâm Thiên sinh ra chiến ý, Tịnh Vô Ngân so với Man Quyền Giang Đảo Lưu không thể nghi ngờ còn mạnh hơn không ít, chính mình với tu vị chuẩn Niết Bàn có thể chống lại võ thần thế giới kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân hay không nữa. Lục Lâm Thiên và kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân không biết ai thắng ai thua, võ thần thế giới Tịnh Vô Ngân, tuyệt đối là người có thực lực tranh đoạt danh hào chiến thần. Tất cả ánh mắt đều chú ý Lục Lâm Thiên và Tịnh Vô Ngân, kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân nổi danh khắp trung thiên thế giới ở Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, tên tuổi sớm đã truyền ra, từ trước đến nay phong hào chiến thần đều bị võ thần thế giới và Nguyệt Hoàng Thế Giới, nguyên võ thế giới chiếm lấy. Mà Lục Lâm Thiên chỉ mới được biết tới trong thời gian gần đây. Lúc này trong vạn thế đối quyết quật khởi cường hãn, thực lực khó có thể suy đoán, một đường ẩn nhẫn rất sâu, dần dần bá đạo cuồng ngạo, cũng có được thực lực tuyệt đối, vượt cấp không nói chơi. Cho nên lúc hai người quyết đấu, rất nhiều người cho rằng Tịnh Vô Ngân sẽ chiến thắng, nhưng mọi người không dám khẳng định, nhưng thực lực của Lục Lâm Thiên cố ý đấu với bốn người còn lại chắc chắn là tìm tai vạ. Hai người này đều rất bất phàm, có thể tiến vào vòng này đều không có kẻ yếu. Đây sẽ là quyết đấu rất đặc sắc. Nhìn hai thân ảnh đứng trên tảng đá, Quỷ Cốc Hoàng giả nói nhỏ. Từ cấp độ tu vị của Lục Lâm Thiên, chuẩn Niết Bàn có thể đấu với Tịnh Vô Ngân Niết Bàn cảnh trung giai, tự ý nào đó Lục Lâm Thiên đã hơn rồi. Mặc Ngã Hành nói nhỏ. Mặc Ngã Hành nói lời này, Tịnh Kiếm Hoàng tự nhiên không phản bác. Mọi người thấy thế nào, đội trưởng có thể chiến thắng không? Trong hư không xa xa, Hoàng Sa, Quỷ Hoa. Long Bàn Hổ Cứ, Kim Viên, Tử Viêm đưa mắt nhìn nhau sau đó nghị luận. Lục Lâm Thiên, có thể chiến thắng không? Trên quảng trường thành vô sắc to như vậy, hàng tỷ sinh linh đang quan sát, không gian lặng ngắt như tờ, tất cả đều ngừng thở, mọi người đang chờ quyết đấu diễn ra. Vì sao hai người này còn chưa động thủ, đang làm cái gì? Trên sân rộng, hai người nhìn nhau, đều bất động không làm gì. Hai người đang giao phong khí tức. Đã sớm quyết đấu rồi. Mau nhìn, hai người có động tĩnh. Nhưng vào lúc này, người bốn phía nhìn thấy hai người đang quyết đấu với nhau, khí tức vô hình lan truyền ra chung quanh, không gian chung quanh hai người đông cứng lại, khí thế bộc phát sau đó va chạm với nhau. Oanh! Chỉ trong thời gian ngắn, hư không run lên, khí lãng chạm nhau, hào quang hình thành phong bạo bắn ra chung quanh, lập tức quét qua tất cả,